Đại đa số đều bị ta tránh đi, hẳn không có trở ngại. Tìm cho ta một chỗ thanh tịnh chi địa, ta sử dụng chiếu thần minh hỏa, hẳn là có thể đem nó luyện hóa. Được, Trương Nhược Trần có chút coi trọng kỳ phạm tâm người Minh Hữu này, không hy vọng bởi vì chuyện này phá hủy quan hệ của hai người. Trong Vương Sơn đã đản sinh ra một tòa dài tới 800 dặm thánh hồ. Kỳ Phạm Tâm chậm rãi giải khai đai lưng, cởi trên người áo trắng, lộ ra một bộ đẹp đẽ tuyệt luân thân thể mềm mại, mỡ đông đồng dạng da thịt, sung mãn tô phong, uyển chuyển một nắm eo nhỏ nhắn chặt chẽ thẳng tắp đùi ngọc, sau đó, đi vào thánh hồ, chìm vào trong nước. Rất nhanh, trên mặt hồ, mọc ra từng cây diễm lệ đóa hoa, mùi thơm nước muối, lộng lấy, dẫn tới vô số chim chóc, hồ điệp, ong mật, phảng phất đều là đến thủ hộ bọn chúng tiên tử. Trương Nhược Trần cõng thân, canh dư ở bên bờ, đề phòng lão gia hỏa biến thái kia. May mà lần này, lão gia hỏa kia chưa từng xuất hiện. Nửa ngày sau, sắc trời tối xuống, bầu trời xuất hiện đếm mãi không hết sao dày đặc, như hằng hà sa số. Hoa, thánh hồ mặt nước nhấc lên gợn sóng kỳ phạm tâm tuyệt mỹ dáng người chậm rãi nổi lên như là hoa sen mới nở đồng dạng thanh thuần động lòng người tú lệ xuất trần nhìn xem trương nhược trần bóng lưng nàng chân ngọc dẫm lên mặt nước đi tới cũng không có tị húy trực tiếp chính là sau lưng trương nhược trần đem áo trắng một lần nữa mặc vào người trương nhược trần người có thể xoay người kỳ phạm tâm nói trương nhược trần xoay người nhìn đứng ở dưới ánh sao trong biển hoa kỳ phạm tâm tóc dài còn có chút ướt át trên da thịt nhấp nhô giọt nước loại đẹp kia mười phần rung động lòng người, khiến cho người ngạt thở. Không hổ là bách hoa tiên tử, liền ngay cả ta đều sắp bị mị lực của ngươi chinh phục. Trương Nhược Trần cười nói, kỳ phạm tâm có thể nhìn ra, Trương Nhược Trần trong mắt, chỉ có thưởng thức và ca ngợi. Ta đã đem xâm nhập thể nội dược vật luyện hóa, không thể không nói, lão giả kia là một cái nhân vật lợi hại, về sau nhất định phải nhiều hơn đề phòng. Kỳ phạm tâm nói, Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn xem đầy trời tinh thần, lầu bầu nói có sao không có trăng. Người đang suy nghĩ gì? Kỳ phạm tâm hỏi, Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, tại vân võ quận quốc phụ cận, còn có một chỗ khác thức tỉnh chi địa. Nơi đó so vương sơn còn muốn quỷ dị, mà lại tương đối nguy hiểm, nhưng là, uẩn dục đi ra thánh dược, lại có thể trực tiếp gia tăng tu sĩ thể nội thánh đạo quy tắc. Ồ, chẳng phải là cùng phong thần đài thánh dược có dị khúc đồng công chi diệu. Kỳ phạm tâm có chút ý động, không sai, một lát sau, Trương Nhược Trần cùng kỳ phạm tâm khống chế kim bộ long Liên, cấp tốc hướng lạc thủy bay đi cùng tại vương sơn đảng thần thạch, không bằng đi lạc thủy ngắt lấy thánh dược, nếu là tìm tới đại cơ duyên, nói không chắc cũng có thể đột phá cảnh giới. Rất nhiều tu sĩ, đều biết đêm có sao không có trăng, là tiến vào lạc thủy chỗ sâu tuyệt hảo thời cơ. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cùng kỳ phạm tâm đuổi tới lạc thủy bên bờ thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Trương Nhược Trần mang tới mặt nạ, kỳ phạm tâm thì là thu liếm khí thức trên thân, biến hóa một phen bộ dáng, mặc dù vẫn như cố tương đương mỹ lệ, nhưng là lại không giống diện mục thật sự kinh diễm như vậy rất hiển nhiên, nàng là không hy vọng bị người nhận ra. Vân Hạm, một vị giữ lại mái tóc dài màu đỏ rực nam tử, thở ra một hơi, ngưng tụ thành một đoàn mây thuyền hạm hình dạng, lập tức hắn leo lên Vân Hạm, cấp tốc phóng tới lạc thủy chỗ sâu. Một cái mọc ra lân phiến cánh thịt hổ tộc Thánh Vương, thì là triển khai hai cánh, bay ra ngoài, biến mất tại mặt nước mênh mông trong sương mù trắng. Xem ra rất nhiều tu sĩ, đều biết lạc thủy là một chỗ thức tỉnh chi địa, nhao nhao chạy tới, như muốn chiếm thành của mình. Trương Nhược Trần thấp giọng nói, Kỳ Phạm Tâm nói, những tu sĩ này không đủ gây sợ, ở đây chân chính có thực lực chiếm cứ một chỗ thức tỉnh chi địa, chỉ có bọn hắn. Trương Nhược Trần thuận Kỳ Phạm Tâm ngón tay ngọc, hướng một chiếc dùng bạch ngọc chế tạo thành thánh thuyền chầm chầm đi qua, chỉ gặp trên thuyền tung bay một cây cờ lớn, trên lá cờ in đế tổ hai chữ. Đế tổ thần chiều vậy mà điều động tu sĩ, đi tới lạc vị. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, đế tổ thần chiều là hoàng đạo đại thế giới tam đại thần triều một trong, mà hoàng đạo đại thế giới lại là trong vũ trụ xếp hạng vị trí thứ 100 siêu cấp cường giới, xếp hạng so bách hoa tiên tử chỗ thiên nhị giới cũng cao hơn một chút trên bạch ngọc thánh thuyền đi ra một vị thư đồng ăn mặc thiếu niên cất giọng đối với bên bờ nói ra đế tổ thần chiều kiến tạo bạch ngọc thánh thuyền có thể chống cự trong lạc thủy hết thảy hung hiểm các vị chỉ cần giao nạp một nghìn mai thánh thạch liền có thể leo lên thánh thuyền đi theo chúng ta đế tổ thần chiều, cùng một chỗ tiến vào lạc thủy chỗ sâu thủy vực bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc bạn nghe chuyện vui vẻ chương 1805, thập tứ hoàng tử. Sao nạp một nghìn mai thánh thạch, liền có thể cưới bạch ngọc thánh thuyền, còn có chuyện tốt như vậy. Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến cười một tiếng, kỳ phạm tâm nói, chưa chắc là chuyện tốt. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch, trong đó chỗ quỷ dị, ai không muốn độc chiếm trong lạc thủy sinh trưởng thánh dược, còn có thủy vực chỗ sâu vô thượng cơ duyên. Thế nhưng là, đế tổ thần triều lại nguyện ý cùng mọi người cùng hưởng, làm sao đều nói không thông. Trừ phi có mưu đồ khác, Trương Nhược Trần nói, chiếc kia bạch ngọc thánh thuyền, tựa hồ không phải bình thường. Bạch Ngọc Thánh thuyền nhìn qua cũng liền dài chừng 10 trượng, luận thể tích cùng khí thế, cùng côn lôn giới đệ nhất trung ương đế quốc kiến tạo bán thánh cấp chiến hạm so sánh, đều kém xa tít tắp. Thế nhưng là, Bạch Ngọc Thánh thuyền trên bong thuyền, cây cột, vách thuyền, lại là hiện ra từng đạo như ẩn như hiện trận bàn. Trong đó một chút trận bàn trận pháp đường vân, cực kỳ phức tạp, làm cho cẩn thận nghiên cứu Trương Nhược Trần đều có chút mê muội. Kỳ Phạm Tâm nói, đế tổ thần triều thần quân, hết thảy có hơn ngàn vị con cái, nhưng là, chỉ có 12 vị, khi sinh ra thời điểm, có dị tượng hiển hóa. Bởi vậy, đế tổ thần quân hạ lệnh, sử dụng huyền kim thánh ngọc, gia nhập thập đại đỉnh tiêm vật chất một trong thần đoán vật chất, tạo 12 kiện có thể không ngừng tăng lên phẩm cấp bạch ngọc dụng cụ, để bọn hắn tự đi chọn lựa, đeo ở trên người. Nhìn xem ngàn năm đằng sau, ai món kia bạch ngọc dụng cụ phẩm cấp cao hơn, biến hóa lớn hơn. Trương Nhược Trần hỏi, đế tổ thần quân là đang chọn tuyển tương lai người thừa kế. Không biết, hẳn là có nhất định liên hệ. Ngay sau đó, kỳ phạm tâm lại nói, người chọn lựa bạch ngọc thánh thuyền, chính là thập tứ hoàng tử chắc xích. Trương Nhược Trần nói, vị kia thập tứ hoàng tử tu vi, đạt đến cảnh giới gì? Hẳn là bảy bước thánh vương, kỳ phạm tâm nói, Trương Nhược Trần nói, mới bảy bước thánh vương, kỳ phạm tâm lắc đầu, nói, người tuyệt đối đừng đánh giá thấp hắn, người này tư chất, có lẽ không bằng thương tử cự loại quỷ tài trăm năm khó tìm một cái kia, nhưng là cũng tuyệt đối không kém. Tuy là bảy bước thánh vương cảnh giới, cũng đã có được cùng chín bước thánh vương đối kháng thực lực, ý của ta là lấy hắn bảy bước thánh vương tu vi căn bản không có khả năng để bạch ngọc thánh thuyền tăng lên tới hiện tại phẩm cấp ta mặc dù không có khảo nghiệm qua nhưng lại có thể khẳng định cho dù là quy tắc đại thiên địa nhân vật cũng đừng hòng phá vỡ bạch ngọc thánh thuyền phòng ngự trương nhược trần nói kỳ phạm tâm nói đó là bởi vì người không biết thập tứ hoàng tử mẫu phi bối cảnh hắn mẫu phi đã từng là hoàng đạo đại thế giới cổ xưa nhất tông môn một trong tinh vân tông thánh nữ vì tương lai phồn vinh cường thịnh Tinh Vân Tông làm sao có thể không sau lưng sau đến đỡ thập tứ hoàng tử. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, xem ra, vô luận là ở nơi nào, đều không chỉ có muốn liều thực lực bản thân, còn muốn liều bối cảnh cùng nội tình. Không bằng, chúng ta leo lên Bạch Ngọc Thánh Thuyền, đi xem một chút vị kia thập tứ hoàng tử, đến cùng là một nhân vật ra sao. Trương Nhược Trần nói, kỳ phạm tâm nói, người liền không sợ bị ám toán. Chúng ta cũng không phải quả hồng mềm, muốn ám toán chúng ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm nộp 2000 mai thánh thạch về sau, leo lên Bạch Ngọc Thánh thuyền. Trên thuyền, tụ tập có số lớn mặc các thức thánh y tu sĩ, ánh mắt của bọn hắn đều hướng Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm nhìn chằm chằm đi qua, xác thực nói là chằm chằm ở trên thân Kỳ Phạm Tâm. Làm danh chấn chư thiên vạn giới bách hoa tiên tử, cho dù thay đổi dung mạo, khí chất trên người vẫn như có tươi mát thoát tục, đứng tại bất kỳ địa phương nào đều là hạt giữa bầy gà. Một vị có tôn quý khí chất nam tử trẻ tuổi, lập tức nghênh đón, trên mặt ý cười tự giới thiệu, tại hạ phong giới khổng dụ, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào. Khổng dụ tu vi, đã tới năm bước thánh vương cảnh giới, cũng coi là là một vị cao thủ. Ngay sau đó, lại có mấy người khác chạy tới, tự giới thiệu. Tại hạ phong giới, khổng hồng y, tại hạ xa giới, tạp nhĩ, cô nương có thể có thể nhận thức một chút. Hiển nhiên, bọn hắn đều muốn cùng kỳ phạm tâm kết giao. Bọn hắn lại không biết, vị này bách hoa tiên tử ánh mắt cực cao, mà lại tính cách thanh lãnh, ngoại trừ cùng trương nhược trần có chút nói chuyện rất là hợp ý tu sĩ khác muốn cùng nàng nói lên một câu đều rất khó bách hoa tiên tử chưa bao giờ thiếu người theo đuổi người muốn âu yếm sắp xếp mấy chục dặm đều sắp xếp không hết kỳ phạm tâm căn bản không có để ý tới bọn hắn nói với trương nhược trần sớm biết liền không nên leo lên thuyền trương nhược trần hướng về phía trước bước ra một bước phóng xuất ra cường đại thánh uy đẩy lui những tu sĩ vây quanh kia nói còn không lui xuống đi không nhìn thấy kỳ cô nương đã có chút tức giận Thật mạnh tu vi, khổng dụ cùng khổng hồng y bọn người, trong lòng biết lúc trước đánh giá thấp người thọt kia, vội vàng lui sang một bên. Thiếu niên thư đồng ăn mặc kia, tên là Linh Đồng, ánh mắt cực kỳ cơ trí, thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm một chút, sau đó bước nhanh đi vào một cái quang môn, biến mất ở trên bong thuyền. Một lát sau, Linh Đồng xuất hiện tại một tòa ngũ thải ban lan không gian biệt kín, như đứng tại dưới tinh không, có chút chắp tay, nói: "Điện hạ, bên ngoài tới hai người cao thủ." Thập tứ hoàng tử trách Xích đang cùng một cái cõng kiếm bản rộng nam tử cùng một người mặc tinh vân trường bào nữ tử, đối ẩm. Thập tứ hoàng tử nhìn hết sức trẻ tuổi, khuôn mặt anh Tuấn, mà có theo bảy đầu dao long thánh y màu tím, hỏi cao thủ như thế nào? Đến từ một giới nào? Từ đồng ăn mặc thiếu niên, nói là một nam một nữ, nam mang theo có thể ngăn cản tinh thần lực mặt nạ, nữ biến hóa dung mạo cùng thân hình, thấy không rõ chân thân. Mặc tinh vân trường bào nữ tử, tên là nhiếp Thanh Lê, là hoàng đạo đại thế giới tinh vân tông đệ tử kiệt xuất nàng cười cười nói linh đồng nhãn lực của ngươi tại hoàng đạo đại thế giới danh sưng thiên hạ vô song liền ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu bọn hắn hai người này đoán chừng là thật sự có chút lai lịch nhiếp sư tỷ bạch sư huynh ta ra ngoài gặp một lần hai người này thập tứ hoàng tử chậm rãi đứng người lên cùng một chỗ đi nhiếp thanh lê cùng bạch thương đồng thời đứng dậy cùng thập tứ hoàng tử cùng một chỗ đi ra quang môn trên bạch ngọc thánh thuyền ngưng tụ ra một đoàn hình tròn tinh vân tinh quang lượn lờ rất là mỹ lệ tại tinh vân thôi động xuống thánh thuyền phá vỡ mặt nước chạy ra ngoài trương nhược trần cùng kỳ phạm tâm đứng ở trên bong thuyền nhìn chằm chằm sóng gợn lăn tăn mặt nước tối nay có sao không có trăng trên mặt nước chiếu ra lít nha lít nhít điểm sáng tinh thần tựa như một đầu lộng lẫy mỹ lệ tinh hà khảm nạm tại đông vực đại địa kỳ phạm tâm nhìn ra một chút mánh khóe nói muốn đi vào lạc thủy chỗ sâu thủy vực phải cùng trên mặt nước tinh thần cái bóng có quan hệ trương nhược trần duỗi ra ngón tay cách không khoa tay lập tức lộ ra một đạo ý cười nói, đích thật là có một đầu tinh lộ, mà lại, Bạch Ngọc Thánh thuyền cũng là dựa theo đầu tinh lộ này tại đi thuyền. Vị kia thập tứ hoàng tử ngược lại là một nhân vật, bên người hẳn là có không ít người mới. Cách đó không xa, vang lên một đạo tiếng cười, đa tả các hạ tán dương, chắc xích thật sự là không dám nhận. Trương Nhược Trần theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy một người mặc thất sao áo tím nam tử tuổi trẻ đâm đầu đi tới, cả người khí chất cao quý không tả nổi. Chỉ luận khí chất, phong giới con em quý tộc khổng dụ kia, cùng hắn so ra, kém cách xa vạn dặm. Loại cao quý kia là từ nhỏ bồi dưỡng đứng lên, quý mà không kiêu, cũng không để cho người ta phản cảm. Không cần đoán cũng biết, người này nhất định là đế tổ thần triều thập tứ hoàng tử. Bên cạnh kỳ phạm tâm, vẫn tại nhìn trong nước tinh thần, đem thập tứ hoàng tử kia trở thành không khí. Trương Nhược Trần khẽ cười khổ, nghênh đón, nói tại hạ có một chuyện không hiểu, thập tứ hoàng tử vì sao muốn tiếp đám người cùng một chỗ tiến lạc thủy chỗ sâu. Thập tứ hoàng tử cười nói, các hạ ngược lại là một cái người sảng khoái, vậy mà hỏi được như vậy trực tiếp. Kỳ thật, bản hoàng tử không có trong lòng người nghĩ xấu như vậy, chỉ là đang làm, đối với tất cả mọi người có lợi sự tình. Ô, Trương Nhược Trần nói, thập tứ hoàng tử hai tay chắp sau lưng, nhìn qua lạc thủy chỗ sâu, nói, kỳ thật, lạc thủy cũng không thuộc về côn lôn giới, mà là từ vũ ngoại rơi xuống. Tại lạc thủy chỗ sâu, là một chỗ thần vẫn chi địa. Người cảm giác được sao? Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, tinh tế cảm giác. Bạch Ngọc Thánh thuyền tiến vào lạc thư chỗ sâu thủy vực đằng sau, thiên địa quy tắc chính là phát sinh biến hóa rõ ràng, rất nhiều nơi quy tắc đều trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Cùng lúc đó, có một cỗ nhàn nhà thần uy phát ra, bao phủ ở trên thân Trương Nhược Trần, đang áp chế trên người hắn tu vi. Không sai, chỉ có thần vẫn chi địa mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Khi Trương Nhược Trần lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, Bạch Ngọc Thánh Thuyền đã xuyên qua trùng điệp xương trắng, nơi xa, trên mặt nước tung bay từng tòa màu đen hình tròn hòn đảo, nhìn qua tựa như là tiểu cầu màu đen. Theo càng ngày càng gần, tiểu cầu màu đen trở nên càng ngày càng to lớn, tản mát ra nguy nga khí thế bàng bạc. Bạch Ngọc Thánh thuyền cùng chúng nó so ra, tựa như một hạt cho bụi như vậy nhỏ bé. Đây là chấn động không gì sánh nổi lòng người cảnh tượng, mấy viên tinh cầu màu đen, phiêu phù ở trong nước. Trên tinh cầu, có sơn xuyên giang hà, hồ nước hải dương. Ở trong đó một chút tinh cầu trên không, lơ lửng nham thạch dãy núi cùng cỡ nhỏ đại lục, quay chung quanh tinh cầu phi hành. Trên mặt nước có không gian ba động, nơi này không gian kết cấu có chút phức tạp. Nhìn như chỉ có ngàn dặm khoảng cách, nhưng nếu là không dựa theo tinh lộ đi thuyền, rất có thể sẽ bị lạc tại trong thủy vực. Nơi này chân thực thủy vực rộng lớn trình độ, chỉ sợ không chỉ một nghìn vạn dặm. Trương Nhược Trần cảm giác được có chút ngạt thở, lạc thủy đến cùng là một chỗ dạng gì địa phương. Một đường đi thuyền, gặp không ít thánh dược, nhưng là đế tổ thần chiều tu sĩ lại một gốc đều không có ngắt lấy, toàn bộ đều để cho những tu sĩ ngồi thánh thuyền kia. Trương Nhược Trần trong mắt tràn ngập nghi hoặc, càng thêm xem không hiểu vị kia thập tứ hoàng tử. Bạch Ngọc Thánh thuyền hướng trong đó một tòa phiêu phù ở trong nước tinh cầu đi thuyền, viên tinh cầu kia, đường kính có chừng 4,300 dặm, có 2 phần 3 đều chìm vào đáy nước. Tại tinh cầu đỉnh chóp, đứng thẳng một cây thông thiên thạch trụ, cao tới mấy triệu mét, khí thế bằng bạc, tráng kiện trình độ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trên trụ đá, cuộn lại một cái sinh vật cổ quái, cùng cột đá cơ hồ là hòa làm một thể, thân thể so cột đá còn muốn khổng lồ mấy phần. Có hàng trăm hàng ngàn sợi xích sắt, khóa lại cột đá cùng sinh vật cổ quái kia. Mặc dù, sinh vật cổ quái kia đã chết đi, nhưng là phát ra khí tức, lại làm cho thánh vương cảnh tu sĩ đều cảm giác được tê cả da đầu, toàn thân như nhũn ra. Ồ, Trương Nhược Trần tại trên viên tinh cầu kia, thấy được một chút di chuyển nhanh chóng thân ảnh, đã có tu sĩ, trước bọn hắn một bước leo lên tinh cầu. linh 1806, Đăng Tinh, khoảng cách viên tinh cầu kia còn có trăm dặm, mặt nước không còn bình tĩnh nữa, mà là xoay tròn cấp tốc lưu động, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng nước. Thậm chí, còn có một số hòn đá như cung điện, sơn nhạc khổng lồ như vậy, lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh tốc độ, đi theo sóng nước phi hành, tạo thành một tầng vành đai cách ly. Cho dù là thánh vương cảnh giới tu sĩ, mạo muội đi sông, cũng có to lớn hung hiểm. Tiếng giết, bên tai không dứt, lăng lệ cương phong, càng là muốn đem tất cả tu sĩ, đều thổi bay ra ngoài đồng dạng. Hoa, trên bạch ngọc thánh thuyền hình tròn tinh đoàn, thông suốt mở rộng gấp 10 lần, bao trùm thân tàu khiến cho thánh thuyền bình ổn xuyên qua khu vực hung hiểm kia, rốt cục đi vào dưới tinh cầu. Trên thánh thuyền tu sĩ, đều là ngẩng đầu dò xét trước mắt tinh cầu màu đen bỗng dưng hai đạo trùm sáng màu vàng óng từ mặt ngoài tinh cầu bay lên xông ra tầng khí quyển hóa thành hai tôn người mặc kim ti thánh giáp bóng người cúi nhìn phía dưới bạch ngọc thánh thuyền trương nhược trần từ trên thân hai đạo nhân ảnh kia áo giáp cùng phối sức nhận ra thân phận của bọn hắn ánh mắt hơi khác thường đế tổ thái tử kim giáp đế vệ trương nhược trần rốt cuộc có chút minh bạch thập tứ hoàng tử ý đồ trong đó một vị kim giáp đế vệ giống như là không nhận ra bạch ngọc thánh thuyền cất giọng nói viên tinh cầu này đã bị đế tổ thần triều thái tử chiếm cứ người đến đây lập tức rút đi trên bạch ngọc thánh thuyền cõng kiếm bản rộng bạch thương cười lạnh một tiếng thái tử điện hạ không khỏi cũng quá bá đạo nơi này chính là côn lôn giới không phải hắn cự minh tinh đất phong hắn nói chiếm cứ liền chiếm cứ không sai chúng ta cũng muốn leo lên tinh cầu ngắt lấy thánh dược nhiếp thanh lê nói ngay sau đó trên thánh thuyền tu sĩ đều là ồn ào đứng lên chỉ trích đế tổ thái tử làm được quá mức cũng không biết là ai Đánh ra một thanh thánh kiếm, vung ra một đạo dài mấy dặm kiếm quang, đem đứng giữa không trung hai vị kim giáp đế vệ, đánh cho bay ra ngoài, rơi vào trong nước, không rõ sống chết. Ngay sau đó, Bạch Ngọc Thánh thuyền bay lên đứng lên, xông vào tinh cầu màu đen tầng khí quyển, dáng lâm đến bị nham thạch bao trùm rộng lớn mặt đất. Trên tinh cầu, sinh trưởng ra không ít thánh dược, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Trên Bạch Ngọc Thánh thuyền tu sĩ, toàn bộ đều cực kỳ hưng phấn, hóa thành một đạo đạo lưu quang, xông ra thánh thuyền, hướng bốn phương tám hướng bay lượn ra ngoài nhưng là rất nhanh, bọn hắn lại lui về sau, xác thực nói, là bị bước phải không thể không lui về. Âm ầm gần trăm vị kim giáp đế vệ, cưới kim quang trói mắt cự lộc thú, tay cầm chiến kích, vây quanh, từng cái đều là thánh vương cảnh giới, tản mát ra kinh người thánh đạo ba động. Trên người bọn họ thánh giáp cùng chiến kích, có khắc cùng một loại trận pháp minh văn, chỉ cần kích hoạt, liền có thể hình thành một tòa đại trận. Nhân số càng nhiều, trận pháp càng là cường đại, gần trăm vị kim giáp đế vệ tụ tập cùng một chỗ, liền xem như chín bước thánh vương, đều được nhượng bộ lui binh. Trương Nhược Trần cũng là hít sâu một hơi, truyền âm nói, đế tổ thần chiều nội tình, thật đúng là đáng sợ, một vị thái tử điện hạ, đúng là liền có được một chi thánh vương vệ đội. Phải biết, toàn bộ quảng hàn giới thánh vương, cũng chỉ có 3.000 vị tả hiếu. Côn lôn giới thánh vương, số lượng càng ít, đổi một câu nói, chỉ cần đại thánh cùng thần không nhúng tay vào, đế tổ thần chiều một vị thái tử, liền có quét ngang nửa cái côn lôn giới thực lực. Đương nhiên, côn lôn giới sau khi khôi phục, thánh vương cùng thánh giả số lượng, đang nhanh chóng gia tăng. Rất nhiều trước kia không cách nào đột phá cảnh giới tu sĩ, đều thành thánh, xưng vương. Kỳ phạm tâm nói, mẫu thân của đế tổ thái tử, chính là đế tổ thần quân thần hậu, cũng là tham thiên giáo giáo chủ nữ nhi. Mà đế tổ thái tử mấy vị thúc phụ, cũng đế tổ thần triều quyền thế nhân vật. Có bối cảnh như vậy, muốn có được một chi kim giáp đế vệ, như thế nào việc khó. Trương Nhược Trần cười cười, nói, vị kia đế tổ thần quân, thật đúng là một vị nhân vật lợi hại, đúng là có thể đồng thời cưới được tinh vân tông thánh nữ cùng tham thiên giáo giáo chủ nữ nhi. Người hẳn là đổi một loại ý nghĩ, hẳn là đế tổ thần quân cưới tinh vân tông thánh nữ cùng tham thiên giáo giáo chủ nữ nhi, cho nên mới có thể chấp trưởng đế tổ thần triều, trở thành thần quân. Kỳ phạm tâm nói, trương nhược trần nhưng lại lộ ra thần sắc đam chiêu. Kỳ phạm tâm tiếp tục nói, đế tổ thần quân lúc còn trẻ tư chất, khẳng định là viễn siêu thường nhân. Nhưng là, không có các phương cổ lão thế lực lớn duy trì, hắn là trưởng thành không nổi, càng thêm không có khả năng trở thành thần quân muốn thu hoạch được duy trì biện pháp tốt nhất chính là thông gia chờ đến đế tổ thần quân leo lên đế vị đại biểu chính là những thế lực lớn này lợi ích đương nhiên đế tổ thần quân cổ tay tương đương lợi hại thành thần đằng sau đã dần dần thoát khỏi tinh vân tông tham thiên giáo vân vân thế lực khống chế ngược lại tại uốn nắn bọn họ củng cố chính mình quân quyền trương nhiều trần than nhẹ một tiếng không nghĩ tới giống đế tổ thần quân như thế kinh thiên vĩ địa nhân vật trưởng thành trước đó vậy mà đều muốn thỏa hiệp cùng dựa thế Kỳ Phạm Tâm giống như là nhìn ra Trương Nhược Trần suy nghĩ trong lòng, nói, người muốn trùng kiến thánh minh trung ương đế hoàng, khôi phục côn lôn giới đã từng huy hoàng, cũng chỉ có liên hợp các phương, dựa thế các đại đỉnh tiêm thế lực, mới có một tia khả năng thành công tính. Trương Nhược Trần nói, ta đã không phải tu sĩ côn lôn giới, côn lôn giới huy hoàng cùng xuống dốc không liên quan gì đến ta. Tương lai sẽ rất tàn khốc, chờ đến cần một mình ngươi lựa chọn đức vạn người sinh tử thời điểm, người còn thế nào trốn tránh. Kỳ Phạm Tâm người ngoài cuộc này, sau so trương nhược trần người lãnh đạo này nhìn càng thêm rõ ràng ầm ầm oanh mặt đất run rẩy kịch liệt bốn tôn thân thể cao tới trăm mét kim giáp cự nhân từ trong kim giáp đế vệ đi ra trong đó một vị kim giáp cự nhân toàn thân tản mát ra nồng đậm sát khí nói rút đi hoặc là chết luồng sát khí này thật sự là dọa người cho dù là ở đây những thánh giả cùng thánh vương kia sắc mặt đều trở nên tái nhợt trong đó một chút càng là run lẩy bẩy cơ hồ phải quỳ trên mặt đất thập tứ hoàng tử đi ra bạch ngọc thánh thuyền liếc nhìn tứ phương, cất giọng nói, tất cả mọi người là thiên đỉnh giới tu sĩ, đi vào côn lôn giới công đức chiến trường, chính là chiến hữu. Các người vậy mà muốn muốn giết mình chiến hữu, là tại không nhìn thiên cung cùng công đức thần điện pháp lệnh sao? Ở đây thánh cảnh tu sĩ, tự nhiên biết bọn hắn bị thập tứ hoàng tử lợi dụng. Nhưng là, muốn bọn hắn từ bỏ trên tinh cầu thánh dược, xám xịt rời đi, lại là tuyệt đối không thể. Thế là, một chút tu sĩ, đi theo phụ họa, viên tinh cầu này, là côn lôn giới đồ vật, cũng không phải đế tổ thái tử đất phong, dựa vào cái gì khu trục chúng ta? Ai dám giết ta, ta là phong giới vân đế chi tử, côn lôn giới cơ duyên, người người cũng có thể cướp đoạt, đế tổ thái tử không thể độc chiếm. Bốn tôn kim giáp cự nhân, từng cái cũng giống như hoang cổ hung thú đồng dạng, thể nội có lôi điện lớn tiếng vang lên, đúng là vận chuyển thánh khí, chuẩn bị động thủ. Từ trong cơ thể của bọn họ bạo phát đi ra thánh uy, đem một chút thánh cảnh tu sĩ chấn động đến ngã trên mặt đất. Thập tứ hoàng tử trên mặt ý cười nhìn xem đây hết thảy, tại bên cạnh hắn linh đồng thì là nắm lấy một tấm quyền tụ chuẩn bị đem tiếp xuống hình ảnh ghi chép lại trợ thủ một lão giả gầy cò mọc bốn cái cánh tay bay ra ngăn lại bốn vị kim giáp cự nhân người này tên là thước công công là đế tổ thái tử bên người đệ nhất cao thủ thập tứ hoàng tử hai tay ôm quyền nói gặp qua thước công công thập tứ ra không cần khách khí như vậy nếu bọn hắn là người mang tới tu sĩ tự nhiên là có thể lưu tại trên viên tinh cầu này bất quá lão nô đến nhắc nhở các ngươi một câu Viên tinh cầu này tương đối nguy hiểm, nếu là xông loạn, sẽ mất đi tính mạng. Thước công công âm trầm nói, thập tứ hoàng tử cười nhạt một tiếng, làm sao chỉ thấy được thước công công, nhưng không thấy đại ca. Nhiều ngày không thấy, thập tứ thế nhưng là tưởng niệm hắn cực kỳ. Thái tử điện hạ không tại viên tinh cầu này, thập tứ ra chỉ sợ đến đợi thêm một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy. Thước công công nói, thập tứ hoàng tử nói, xem ra đại ca là lại theo đuổi vị kia thiên nữ điện hạ, thập tứ chúc hắn sớm ngày thành công đi thập tứ hoàng tử thu hồi bạch ngọc thánh thuyền mang theo linh đồng bạch hương nhiếp thanh lê bọn người đi ra kim giáp đế vệ hình thành vòng vây những tu sĩ ngồi bạch ngọc thánh thuyền mà đến kia từng cái đều không ngu xuẩn không có tiếp tục đi theo thập tứ hoàng tử mà là thi triển ra thân pháp biến mất tại màu đen dãy núi ở giữa linh đồng nói những người này thật đúng là vong ân phụ nghĩa leo lên tinh cầu đằng sau chào hỏi cũng không nói một tiếng chính là đi hơn phân nửa thập tứ hoàng tử lộ ra không quan trọng dáng tươi cười chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn hắn sẽ ngu đến mức cùng bản hoàng tử cùng một chỗ đi đối phó đế tổ thần triều thái tử điện hạ nhiếp thanh lê cười cười nói bọn gia hỏa này đoán chừng là coi là thái tử điện hạ tỏa hạ cao thủ thật không dám giết bọn hắn nếu không phải kiêng kỵ thập tứ hoàng tử bọn hắn cũng sớm đã bị kim giáp đế vệ giết đến sạch sẽ thập tứ hoàng tử nhưng lại lộ ra thần sắc đam chiêu nói ta vị đại ca kia hẳn là đi tiếp thiên sơ thiên nữ nghe nói vị kia thiên nữ điện hạ ngay tại lạc vị, đoán chừng cũng chiếm cứ một viên tinh cầu. Linh Đồng nghiêm mặt nói, ta nhận được tin tức, trước đây không lâu, thiên sơ văn minh vị kia lão thiên chủ thương thế khỏi hẳn, vượt qua nguyên hội kiếp nạn, tu vi tăng mạnh một mảng lớn. Có lão thiên chủ thủ hộ, tiếp xuống một cái nguyên hội, thiên sơ văn minh tất nhiên sẽ trở nên tốt hơn huy hoàng cường thịnh. Thái tử nếu là đạt được thiên sơ thiên như yêu ái, thì tương đương với là đạt được toàn bộ thiên sơ văn minh duy trì, có thể xưng như hổ thêm cánh. Thập tứ hoàng tử sắc mặt không thay đổi, nói thiên sơ thiên nữ thế nhưng là trên cửu tiên mỹ nhân đồ tiên tử một trong coi như không có thiên nữ thân phận cũng đáng được đi tiếp nhiếp thanh lê có chút khinh thường cái gọi là cửu tiên mỹ nhân đồ cũng chỉ là hoa xuân thu lãng tử kia vẽ một bức tranh mà thôi chưa hẳn các nàng chín người chính là thiên đình đẹp nhất thập tứ hoàng tử linh đồng bạch thương đều biết nhiếp thanh lê đang suy nghĩ gì thế là đều nở nụ cười trương nhược trần cùng kỳ phạm tâm không cùng thập tứ hoàng tử bọn người đồng hành mà là hướng tinh cầu vùng địa cực tiến đến cây kia dài đến mấy triệu mét cột đá, chính là cắm ở vùng địa cực trung tâm. Có người đuổi theo, kỳ phạm tâm nói, Trương Nhược Trần cười cười, hẳn là đế tổ thái từ tòa hạ kim giáp thánh vệ, xem ra hay là muốn đem chúng ta khu trục. Trương Nhược Trần cùng kỳ phạm tâm ngừng lại, chờ chỉ chốc lát, quả nhiên trông thấy từng đạo lưu quang màu vàng, từ chân trời bay tới, truyền ra chấn động thiên địa khí bạo âm thanh. Hết thảy 27 vị kim giáp đế vệ, còn có một vị kim giáp cự nhân. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng nhìn ra Trương Nhược Trần cùng kỳ phạm tâm thực lực cường đại, đem một phần tư lực lượng đều điều khiển tới. Trương 1807, gặp bất tử huyết tộc. Tôn này kim giáp cự nhân, đứng tại Trương Nhược Trần cùng kỳ phạm tâm trước người, toàn thân tản mát ra bá đạo uy thế, nói lại cho các người một cơ hội cuối cùng, rời đi viên tinh cầu này, hoặc là chết. Trương Nhược Trần nói, không kiêng nể gì như thế, liền không sợ bị tuần thiên sứ giả phát hiện, lọt vào thiên phạt. Lạc Thủy, là một chỗ các ngươi không cách nào tưởng tượng đất kỳ dị, tuần thiên sứ giả không nhìn thấy nơi này. Kim giáp cự nhân nói ra, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói viên tinh cầu này to lớn như thế, đản sinh ra thánh dược, mai táng trong lòng đất khoáng vật, nhiều không kể xiết. Đế tổ thái tử một người liền muốn đem hắn chiếm lấy, có thể hay không quá tham lam không biết chừng mực. Phải biết, viên tinh cầu này thánh dược, là có thể trực tiếp gia tăng tu sĩ thể nội thánh đạo quy tắc số lượng, ai nếu là có thể đem hắn chiếm cứ, liền có thể nhanh chóng lớn mạnh, bồi dưỡng được số lớn thánh vương cảnh cao thủ. Nói cho cùng, lạc thủy thuộc về côn lôn giới. Bảo địa như thế, lại bị tu sĩ đại thế giới khác chiếm cứ, Trương Nhược Trần trong lòng tự nhiên là tương đương khó chịu. Nơi này vốn là thuộc về điện hạ, thuộc về đế tổ thần triều. Kim giáp cự nhân nói ra lời này thời điểm, 27 vị kim giáp đế vệ trên người áo giáp, đồng thời hiện ra bỏng mắt quang mang, từng đạo minh văn nổi lên, liên tiếp thành một cái chỉnh thể. Trương Nhược Trần hừ một tiếng, trên cánh tay phải hỏa thần quyền sáo cùng hỏa thần hộ tí bốc cháy lên, hóa thành một mảnh hỏa vân. Âm âm, một trường đánh vào mặt đất, cuồng bạo sóng lửa, hướng tứ phương lan tràn mà ra. 27 vị kim giáp đế vệ, bị chấn động đến hướng về sau lùi lại, tổ hợp thành trận pháp, trong nháy mắt chính là tan giã. Ngay sau đó, trương nhược trần bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi cực tốc, không ngừng đánh ra trường ấn, giống như đánh bay người dâm đồng dạng, đem mười mấy vị kim giáp đế vệ đánh cho thất linh bát lạc. Uy danh hiển hách kim giáp đế vệ, tại trương nhược trần trước mặt, đúng là không hề có lực hoàn thủ. Tôn này kim giáp cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên một thanh hoàng kim chiến phủ, lấy xét đánh chi thế, hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu bổ xuống. Ở phía sau hắn, có vô số lôi điện xen lẫn, thanh thế cực kỳ cuồn cuộn. Trương Nhược Trần không tránh không né, kích phát ra Hỏa Thần Quyền sáu bản nguyên lực lượng, song trưởng đồng thời đánh ra, đúng là có nhàn nhà thần lực tuôn ra, cùng hoàng kim chiến phủ đụng nhau. Ngăn trở, âm ầm, cường đại thánh lực sóng ánh sáng từ Trương Nhược Trần cùng Hoàng Kim Chiến phủ ở giữa tuôn ra, lập tức đại địa mãnh liệt rung động, cát bay đá chạy. Còn lại mười mấy vị kim giáp đế về kia, trong nháy mắt chính là bay ra ngoài, rơi xuống bên ngoài mấy dặm. Lực lượng thật mạnh, Trương Nhược Trần đem lực lượng toàn thân đều điều động, mới khó khăn lắm ngăn trở kim giáp cự nhân một búa này. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ nói tới sức mạnh, kim giáp cự nhân đủ để cùng chín bước thánh vương liều mạng. Kim giáp cự nhân hiển nhiên là ý thức được, trước mắt nhân loại nhỏ bé này, không phải tốt như vậy thu thập, thế là kích phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Nguyên bản ngưng tụ ở sau lưng hắn những lôi điện kia, toàn bộ đều hướng hai tay Dũng Mãnh lao tới. Theo Trương Nhược Trần, giống như là có một đầu lôi điện dòng sông, cuồn cuộn mà tới. Hoa, Trương Nhược Trần vận dụng Không Gian Na biến mất tại nguyên chỗ. Bành một tiếng, kim giáp cự nhân một búa bổ vào trên mặt đất, đem đại địa bổ ra một đầu mấy chục dặm dài vết nứt. Trong dìu tiêu tán đi ra lôi điện, như màu tím giao long, tại trên đại địa phương viên hơn 10 dặm xuyên thẳng qua. Trương Nhược Trần xuất hiện đến kim giáp cự nhân hướng trên đỉnh đầu một trường trùng điệp đánh xuống, đánh cho áo giáp hoàng kim có chút lõm, kim giáp cự nhân nửa người đều chìm vào lòng đất. Nhưng là, kim giáp cự nhân phòng ngự khá cường đại, trọi cứng trương nhược trần toàn lực một trường, chỉ là rên khẽ một tiếng, không có thủ quá nặng thương thế. Lực lượng không gian, kim giáp cự nhân ánh mắt chuyển động, ngược một viên to bằng cái thất bảo thạch, bay ra lít nha lít nhít màu vàng phản văn, bao phủ phương viên mấy trăm trượng khu vực. Tại trong khu vực này, không gian trở nên vững chắc mấy lần khiến cho trương nhược trần thi triển không gian na di cùng vết nứt không gian độ khó cũng là tăng lên mấy lần kim giáp cự nhân chậm rãi từ lòng đất đi ra như là một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng óng mỗi đi một bước đại địa đều sẽ nhẹ nhàng lắc lư kỳ phạm tâm ánh mắt nhìn về phía chân trời lập tức nói với trương nhược trần tốc chiến tốc thắng đi mặt khác ba tôn kim giáp cự nhân chẳng mấy chốc sẽ đổi tới nơi đây được trương nhược trần không còn bảo lưu đem trầm uyên cổ kiếm hoán đi ra cấp tốc hướng kim giáp cự nhân phóng đi Kim giáp cự nhân cũng là thật sự nổi giận, tiến vào trạng thái cuồng bạo, từ thể nội tuôn ra lôi điện, đem dưới chân đại địa hòa tan, trong tay hoàng kim cự phủ hiện ra một tầng lại một tầng thánh lực sòng ánh sáng, bộc phát ra lục diệu viên mãn lực lượng, không ngừng hướng Trương Nhược Trần vỗ tới. Trương Nhược Trần căn bản không cùng hắn liều mạng, không ngừng né tránh. Tại vào tới kim giáp cự nhân trong 20 trượng thời điểm, Trương Nhược Trần cùng Trầm Uyên cổ kiếm hòa làm một thể, kích phát ra kiếm đạo huyền cương, hóa thành một đạo trùng sáng, đánh vào ngực kim giáp cự nhân trên viên bảo thạch kia. Bành, bảo thạch bị đánh nát, Trầm Uyên cổ kiếm cắm vào tiến áo giáp hoàng kim. Kim giáp cự nhân hiển nhiên là không nghĩ tới, áo giáp hoàng kim vậy mà lại bị xuyên thấu, sắc mặt kịch liệt biến đổi, vội vàng điều động toàn thân lôi điện, đều hướng nơi ngực trùng kích đi qua. Hoa, Trầm Uyên cổ kiếm tiếp tục chìm xuống, lại đâm vào nửa thước. Trầm Uyên cổ kiếm vốn là sử dụng tạo hóa vật chất rèn lúc mà thành, hiện tại lại đạt tới thất diệu vạn văn thánh khí phẩm cấp, lực xuyên thấu tự nhiên là trở nên càng mạnh. Bình thường lục diệu vạn văn thánh khí gặp được trầm uyên cổ kiếm một kiếm liền có thể đem hắn chém nát cộc cộc trong áo giáp hoàng kim chảy ra thánh huyết hoa trầm uyên cổ kiếm lại chìm xuống lần nữa nửa thước kim giáp cự nhân thân thể khổng lồ mãnh liệt run lên trong cơ thể của hắn tuôn ra càng nhiều thánh huyết bỗng dưng trương nhược trần dẫn theo trầm uyên cổ kiếm bay ngược trở về rơi xuống bên ngoài trăm trượng bay một tiếng kim giáp cự nhân quỳ một chân xuống đất bàn tay che ngực miệng lớn thở dốc tựa như là đi quỷ môn quan đi một lượt Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, ta vô ý đối địch với đế tổ thái tử, nhưng là, còn dám đến khiêu khích ta, tự gánh lấy hậu quả. Lập tức, Trương Nhược Trần cùng kỳ phạm tâm nghênh ngang rời đi, biến mất tại kim giáp cự nhân trước mắt. Một lát sau, thước công công cùng mặt khác ba tôn kim giáp cự nhân đuổi tới, nhìn thấy trước mắt chiến đấu vết tích, đều là cảm thấy giật mình. Một nam một nữ kia thực lực, vậy mà cường đại như thế, lão tam, người cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Một vị trên mặt hiện lên ma văn kim giáp cự nhân nói ra lời này, sau đó lấy ra một viên đại đan màu vàng đưa cho vị kim giáp cự nhân quỳ một chân trên đất kia ngước xuống đại đan màu vàng vị kim giáp cự nhân kia chậm rãi đứng người lên nói rất mạnh mà lại trong tay nắm giữ một kiện sử dụng tạo hóa vật chất luyện chế mà thành thánh kiếm có thể đánh xuyên chúng ta kim giáp cùng kim thân đối phương đã thủ hạ lưu tình nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ mặt khác ba vị kim giáp cự nhân đều là vì đó động dung phải biết bọn hắn cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo chính là trên người kim giáp còn có tu luyện ra được kim thân Bằng vào kim giáp cùng kim thân, bọn hắn có thể hoành hành không sợ, chỉ có gặp được quy tắc đại thiên địa chín bước thánh vương, mới có thể đánh xuyên phòng ngự của bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Thước công công nói, xem ra một nam một nữ kia thật không đơn giản, chờ thái tử điện hạ trở về, lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Trước mắt, chúng ta địch nhân lớn nhất là thập tứ hoàng tử. Vì cái gì không trực tiếp giết những kim giáp đế về kia, còn có vị kim giáp cự nhân kia. Người phải biết, đế tổ thái tử là tuyệt sẽ không cho phép trên địa bàn của hắn xuất hiện tu sĩ khác kỳ phạm tâm hỏi trương nhược trần cười nói trước mắt đế tổ thái tử đối thủ lớn nhất là thập tứ hoàng tử chỉ sợ là không cách nào phân tâm tới đối phó ta nhưng là nếu như ta giết những kim giáp đế về kia ta liền sẽ trở thành hắn số một đại địch đến lúc đó chúng ta tranh đấu đứng lên chẳng phải là tiện nghi thập tứ hoàng tử trước ngắt lấy thánh dược tăng cao tu vi mới là chính sự nếu là ta có được bảy bước thánh vương cảnh giới, cũng sẽ không cần giống như bây giờ bó tay bó chân. Hoa, trương nhược trần thể nội, xông ra 128 đạo tinh thần lực phân thân, nhao nhao bay vào dãy núi màu đen. Một lát sau, từng đạo tinh thần lực phân thân trở về, đều mang theo có thánh dược. Trương Nhược Trần điều động tịnh diệt thần hỏa, đem những thánh dược kia, luyện hóa thành óng ánh sáng long lanh giọt nước, nuốt vào trong miệng. Trong khí hải thánh đạo quy tắc, nhanh chóng tăng trưởng. Không đến một khắc đồng hồ, tăng lên hơn 2 đạo. Trương Nhược Trần 10 phần hưởng thụ quá trình này, nếu là có thể một mực như thế tiếp tục không ngừng tăng trưởng xuống dưới, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng, liền có thể đột phá đến bảy bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần mi tâm truyền đến một đạo nhói nhói, lập tức, sắc mặt kịch liệt biến đổi. Một đạo tinh thần lực phân thân bị đánh nát, ai, đến cùng là ai? Trương Nhược Trần liền tranh thủ tinh thần lực phân thân thu sạch về, vạn nhất lại hủy đi mấy đạo tinh thần lực phân thân, tinh thần lực sẽ bị thương nặng. Lập tức, Trương Nhược Trần vận dụng ra không gian Nazi, liền xông ra ngoài hắn muốn biết, đạo tinh thần lực phân thân kia, đến cùng gặp cái gì. Đại khái chạy 200 dặm, Trương Nhược Trần đi vào dưới một tòa dốc đá màu đỏ như máu. Dốc đá, cao tới ngàn trượng, mọc ra rất nhiều to lớn mang đá cùng nấm đá, địa thế kết cấu có chút quái dị. Tại trên vách đá dựng đứng, lóe ra từng đoàn từng đoàn vầng sáng, mỗi một đoàn ánh sáng choáng đều bao vây lấy một gốc thánh dược. Trương Nhược Trần biết, nếu là đem những thánh dược kia toàn bộ ngắt lấy, luyện hóa hấp thu, tu vi nhất định tăng trưởng một mảng lớn. Nhưng, Hắn lại cũng không vội vã đi ngắt lấy, mà là phóng xuất ra tinh thần lực, cẩn thận từng ly từng tí dò xét bốn phía. Một đạo tinh thần lực phân thân, trong này phá toái, tuyệt đối là tao ngộ mộ một loại hung hiểm nào đó. Trương Nhược Trần tại một đóa nấm đá hậu phương, phát hiện chỗ khác thường. Đối phương ẩn tàng rất khá, lấy Trương Nhược Trần cấp 57 đỉnh phong tinh thần lực, cũng không có phát hiện bọn hắn. Mà là sử dụng không gian lĩnh vực, mới dò xét đi ra. Ra đi, tiếp tục ẩn tàng, còn có ý nghĩa sao? Trương Nhược Trần đi đến nấm đá phía trước, phần lưng từng cây màu bạc dây leo mọc ra khai chi tán diệp đem chọn cái thiên địa đều bao trùm đừng xuất thủ chúng ta là đế tổ thái tử tòa hạ kim giáp đế vệ một nam một nữ hai vị kim giáp đế vệ từ nấm đá hậu phương chậm rãi đi ra kim giáp đế vệ ta đạo tinh thần lực phân thân kia chính là bị các người hủy đi a à. trương nhược trần nhìn chăm chú trước mắt một nam một nữ này trong mắt lóe lên một đạo dị sắc nếu là không có đọc qua qua huyết tộc mật quyển trương nhược trần nói không chắc thật đúng là sẽ bị bọn hắn lừa qua nhưng là lấy trương nhược trần hiện tại đối với bất tử huyết tộc hiểu rõ chỉ sợ chỉ có lớn thánh cảnh giới huyết đế tự mình biến hóa thân hình mới có thể man thiên quá hải còn thánh vương cảnh bất tử huyết tộc thật không có mấy cái gạt được hắn chương 1808, tề sinh cùng huỳnh hoặc vị kim giáp đế vệ nam tính kia bộ dáng thô kịch thần sắc tương đương chấn định không có giảo biện hai tay ôm quyền nói đại nhân đạo tinh thần lực phân thân kia đích thật là chúng ta đánh nát chúng ta nguyện ý giao ra 20 cây thánh dược bồi tội hy vọng đại nhân xem ở đế tổ thái tử trên mặt mũi, buông tha chúng ta lần này. Trương Nhược Trần đi tới, ánh mắt liếc nhìn phía sau bọn họ dốc đá, nói, 20 cây thánh dược, nói đùa cái gì. Liền trước mắt ta trên vách đá này, liền không chỉ 20 cây. Vị kim giáp đế vệ nam tính kia, không nhanh không chậm mà nói, đại nhân có chỗ không biết, trên viên tinh cầu này, thánh dược phân bố rất tán. Đại nhân trước mắt dốc đá, nhưng thật ra là tương đương hiếm thấy bảo địa. Chúng ta thu thập 20 cây thánh dược, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nói, hắn lấy ra một cái hộp gỗ, hiện lên đến Trương Nhược Trần trước mặt. Hộp gỗ mở ra, mờ mịt thánh quang tiêu tán mà ra, nương theo mùi thuốc nồng nặc. Không thể không nói, bọn hắn vẫn là tương đối thông minh, trong lòng biết bị Trương Nhược Trần ngăn chặn, trốn không thoát, chính là lập tức dâng ra thánh dược, lại lôi ra đế tổ thái tử đại nhân vật này cho Trương Nhược Trần tạo áp lực. Trương Nhược Trần tiếp nhận hộp gỗ, trực tiếp vận dụng Tịnh Diệt Thần Hỏa, đem trong hộp thánh dược luyện hóa thành giọt giọt dược dịch, nuốt vào trong miệng, luyện hóa, một nam một nữ hai vị kim giáp đế vệ, đứng tại Trương Nhược Trần trước mặt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn biết, trước mắt người thọt này thực lực cường đại, vô luận là xuất thủ đánh lén, vẫn nhân cơ hội bỏ chạy, khả năng thành công tính cũng không lớn. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần một lần nữa mở ra hai mắt, toàn thân dâng lên thánh quang. Thánh đạo quy tắc tăng lên bảy nghìn đạo, không tệ không tệ. Trương Nhược Trần hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nói các người đi đem trên vách đá thánh dược, đều cho ta hái xuống. Vị Kim Giáp Thánh vệ nữ tính kia có chút không vui, nói: "Chúng ta là đế tổ thần triều Thánh vệ, dựa vào cái gì vì ngươi làm việc? Muốn giết cứ giết, nô dịch chúng ta, đó là không có khả năng. Đế tổ thái tử ta đều không nhất định để vào mắt, huống chi là các ngươi. Nếu muốn muốn tìm cái chết, bản tọa liền thành toàn các ngươi." Trương Nhược Trần rất không khách khí nói, nữ tính Kim Giáp Thánh vệ cắn chặt hàm răng, muốn động thủ, lại bị nam tính Kim Giáp Thánh vệ ngăn lại. Hắn đối với Trương Nhược Trần chắp tay hành lễ, nói chúng ta cái này đi giúp đại nhân ngắt lấy thật đúng là có thể chịu trương nhược trần nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng trong mắt lóe lên một đạo ý cười tăng thêm một câu nói không cần bị thương thánh dược dễ những dễ kia về sau nói không chừng còn có thể mọc ra thánh dược mới chờ đến hai vị kim giáp thánh vệ đem trên vách đá thánh dược toàn bộ đều hái xuống trương nhược trần chính là không coi ai ra gì tiếp tục luyện hóa lại là nửa canh giờ trôi qua trong khí hải thánh đạo quy tắc đúng là tăng lên một vạn đạo có thừa thật mỹ diệu, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tứ chi tám xương cốt dị thường dễ chịu, toàn thân thánh khí tràn đầy, mỗi một giọt máu đều đang sôi trào. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lần nữa nhìn về phía trước mắt hai vị kim giáp thánh vệ, nói các ngươi tại Lạc Thủy cũng đã chờ đợi thời gian rất lâu đi. Có thánh dược phụ trợ, khó trách tu vi tăng lên nhanh như vậy. Hai vị kim giáp thánh vệ thần sắc hơi đổi, tu vi của chúng ta tại trước mặt đại nhân không đáng giá nhắc tới. Vị kim giáp thánh vệ nam tính kia nói, Trương Nhược Trần khẽ cười một tiếng, lập tức như chấp giật xuất thủ một chỉ đánh về phía ngực của hắn vị kim giáp thánh vệ nam tính kia tính cảnh giác cực cao cơ hồ là tại trương nhược trần xuất thủ trong nháy mắt chính là hướng về sau lui nhanh cùng lúc đó hắn đánh ra một mặt tiểu thuẫn màu vàng lơ lửng trước người phải biết đế tổ thần chiều những kim giáp thánh vệ khác kia lọt vào trương nhược trần công kích căn bản không kịp đánh ra kim thuẫn bị đánh bay ra ngoài bọn hắn cùng trước mắt vị kim giáp thánh vệ này so ra không biết kém gấp bao nhiêu lần nhưng là tiểu thuẫn màu vàng ngăn không được trương nhược trần chỉ kinh chỉ kinh đem tiểu thuẫn màu vàng đều đánh cho bay ngược bành một tiếng đụng vào ngực vị kim giáp thánh về kia đem hắn đánh cho bay ra ngoài phải biết vị trí trái tim chính là bất tử huyết tộc nhược điểm một trong một khi trái tim gặp trọng kích liền có thể phá mất bất tử huyết tộc biến hóa chi thuật vị kim giáp thánh vệ nam tính kia quỳ một chân trên đất thân hình cùng dung mạo hoàn toàn biến dạng rất trẻ trung cũng tương đương tuấn lãng ngũ quan lập thể cứng rắn chính là tề thiên thái tử tề sinh cách đó không xa, bất tử thần nữ huỳnh hoặc, trong lòng biết không cách nào lại ẩn tàng, biến hóa thành diện mục thật sự, đánh ra một mảnh lông châu những huyết châm mảnh khảnh kia. Bành bành, Trương Nhược Trần chống lên văn tự khải giáp, đem những huyết châm kia, toàn bộ đều đánh bay. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đi tới, nói tề thiên thái tử tề sinh, bất tử thần nữ huỳnh hoặc. Trương Nhược Trần, tề sinh trừng mắt hai mắt, Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói, ngươi lại có thể đoán ra là ta. Tề sinh nhìn xem Trương Nhược Trần khập khánh bộ dáng, nói không khó đoán. Hiện tại người nào không biết, lạc thủy phụ cận, ra một cái tu luyện không gian chi đạo người thọt. Quả nhiên là người thông minh, Trương Nhược Trần thân hình thoát một cái, xuất hiện đến tề sinh bên cạnh. Tề sinh sắc mặt đột nhiên một bên, kết xuất một đạo huyết ấn, nhanh chóng xuất thủ, lại một trường đánh hụt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần thân hình xuất hiện đến huỳnh hoặc bên cạnh. Ngay tại huỳnh hoặc muốn xuất thủ thời điểm, Trương Nhược Trần cũng đã trở lại nguyên địa. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong trước mắt, tựa như Trương Nhược Trần vẫn đứng tại nguyên chỗ, căn bản không có di động qua thân hình. Trương Nhược Trần trong tay, nhiều một viên vòng tay chữ vật, cùng một cái nhẫn chữ vật. Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Trương Nhược Trần dò xét vòng tay chữ vật cùng nhẫn chữ vật, đem từng cái chứa thánh dược hộp gỗ lấy ra, thánh dược số lượng đúng là nhiều đến hơn 300 gốc. Bất quá, có một nhỏ bán thánh dược, Trương Nhược Trần đều đã dùng qua. Lại phục dụng, sẽ không tiếp tục gia tăng thánh đạo quy tắc. Huynh hoặc lấy ra vạn thú bảo giám quát lớn một tiếng, trương nhược trần đem thánh dược trả cho chúng ta. Trương nhược trần lườm nàng một chút, lập tức lại từ vòng tay chữ vật cùng trong nhẫn chữ vật lấy ra một đỉnh lại một đỉnh huyết dịch, đều là máu người. Trương nhược trần sắc mặt trở nên càng ngày càng nặng lạnh, nói: ở tại lạc thủy bờ những người phàm tục kia đều là bị các ngươi giết chết. Quỳnh hoặc cùng tề sinh trong lòng biết trương nhược trần động sát cơ, thế là quả quyết xuất thủ. Hoa vạn thú bảo giám nổi lên hiện ra từng đạo minh văn tản mát ra huyết quang đếm mãi không hết huyết biên bức, từ bên trong bay ra, phô thiên cái địa hướng Trương Nhược Trần tiến lên. Còn dám phản kháng, Trương Nhược Trần trong miệng, phun ra tịnh diệt thần hỏa, hóa thành một mảnh hỏa vân, thánh vương cảnh giới trở xuống huyết biên bức, trong nháy mắt chính là bị đốt thành cho bụi. Còn lại huyết biên bức, không dám đụng vào tịnh diệt thần hỏa, nhao nhau hướng nơi xa bay đi. Ngay tại huỳnh hoặc chuẩn bị triệu hồi ra thánh thú khác thời điểm, Trương Nhược Trần xuất hiện đến bên cạnh của nàng, một trường đánh vào vai phải của nàng. Bành, huỳnh hoặc ngã trên mặt đất, nửa người xương cốt đều bị đánh đến vỡ vụn. Diệt thần trấn hải, tề sinh tu vi, đạt tới năm bước thánh vương cảnh giới, hai tay chống lên diệt thần thập tự thuẫn, hướng Trương Nhược Trần oanh kích xuống dưới. Diệt thần thập tự thuẫn trở nên chừng hơn 100 trượng cao, tản mát ra thần chi bản nguyên lực lượng, chiếu rọi đến phương viên mấy trăm dặm bầu trời, đều biến thành màu đỏ như máu. Một kích này, liền xem như bảy bước thánh vương, cũng chưa chắc đỡ được. Tề sinh vốn là tuyệt thế kỳ tài, lại có diệt thần thập tự thuẫn thần di cổ khí đã từng đè chết qua chân thần này đủ để vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu so thiên đình giới rất nhiều thiên kiêu đều muốn lợi hại mấy lần nhưng là trương nhược trần tay không một trường liền tóm lấy diệt thần thập tự thuẫn đem tề sinh đánh ra tất cả lực lượng đều hóa giải làm sao có thể đã cường đại đến tình trạng như thế tề sinh khó mà tiếp nhận sự thật này bành trương nhược trần nắm lấy diệt thần thập tự thuẫn hoành vung ra đi kích ở trên thân tề sinh đem hắn đánh vào trên vách đá tề sinh bị thương nặng mất đi sức chiến đấu xoẹt xoẹt trương nhược trần sử dụng tịnh diệt thần hỏa luyện hóa vạn thú bảo giám cùng diệt thần thập tự thuẫn sau một lúc lâu trương nhược trần sắc mặt hơi đổi một chút vội vàng thu hồi tịnh diệt thần hỏa không còn dám đi luyện hóa vạn thú bảo giám cùng diệt thần thập tự thuẫn ngay tại vừa rồi hắn cảm giác được diệt thần thập tự thuẫn lại có khí linh khí linh phát ra khí tức khá cường đại trương nhược trần lực lượng tại trước mặt của nó đều lộ ra tương đương nhỏ bé bất quá diệt thần thập tự thuẫn khí linh tựa hồ là đang ngủ say, Trương Nhược Trần không có bừng tỉnh nó, cho nên mới không có bị nó công kích. Vạn thú bảo giám thì là càng quỷ dị hơn, tại bảo giám nội bộ, đúng là phong ấn rất nhiều lợi hại thánh thú. Trong đó, Trương Nhược Trần thậm chí cảm nhận được đại thánh cấp thú hoàng khí tức. Hai món đồ này đều không thể chạm vào, để Trương Nhược Trần hiếu kỳ chính là, vì sao Huỳnh Hoặc không có trực tiếp triệu hoán chín bước thánh vương cảnh giới thánh thú, hoặc là đại thánh cấp thú hoàng đi ra? Chẳng lẽ là bởi vì tu vi của nàng không đủ không cách nào giải khai những thánh thú cường đại kia phong ấn. Khó trách lúc trước tiểu hắc đều nói vạn thú bảo giám là một kiện khá là ghê gớm trí bảo, người phần muốn cướp đoạt. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Trương Nhược Trần đem vạn thú bảo giám cùng diệt thần thập tự thuẫn, thu nhập vào càn khôn giới, dần dần bình phục kịch liệt chập trùng cảm xúc, ngưng tụ ra hai đạo kiếm đạo huyền cương, chuẩn bị giết chết tề sinh cùng huỳnh hoặc, chấm dứt hậu hoạn. Lại, chậm đã, tề sinh từ trong loạn thạch leo ra, nói Trương Nhược Trần, thả huỳnh hoặc. Một con đường sống những người phàm tục kia đều là ta giết. Trương Nhược Trần nói, người không có tư cách cùng ta nói điều kiện, phàm bất tử huyết tộc đều là niên chu. Tề sinh nở nụ cười, nói chẳng lẽ ngươi không biết, người mẫu hậu cũng là bất tử huyết tộc. Chính ngươi cũng chảy xuôi bất tử huyết tộc huyết dịch. Trương Nhược Trần hình thành liên tiếp tàn ảnh, vào tới tề sinh trước người, một tay lấy hắn nhấc lên, nói ai nói cho ngươi. Huỳnh hoặc từ dưới đất bò dậy, nói bất tử thần điện thu thập có toàn bộ côn lôn dưới các loại cấm kỵ đại bí, tại bất tử thần điện bị triều đình phá hủy thời điểm, Ta trong lúc vô tình phát hiện một bản bị phong ấn quyển sách. Phía trên ghi chép, 800 năm trước, Thánh minh trung ương đế quốc Minh đế, cùng lúc ấy bất tử huyết tộc huyết hậu trở thành một đôi người yêu. Bọn hắn có một con, chính là ngươi. Tề Sinh lập tức nói, Trương Nhược Trần, 800 năm trước, ngươi người con gái thân yêu nhất, khẳng định là bởi vì trong cơ thể ngươi chảy xuôi bất tử huyết tộc huyết dịch, tất cả mới có thể phản bội ngươi, đồng thời giết ngươi. 800 năm đi qua, nàng trở thành nữ hoàng, còn trở thành ức vạn người kính ngưỡng thần linh. Mà ngươi đây, không chỉ có cửa nát nhà tan, còn giống như là chó nhà có tam đồng dạng, chạy ra côn lôn giới, đi xa thiên đình. Cho nên, toàn bộ nhân tộc đều là người địch nhân, người cùng chúng ta là đồng loại. Chỉ cần ngươi nguyên ý trở lại bất tử huyết tộc, lấy thiên tư của ngươi, nhất định có thể có được trọng điểm bồi dưỡng. Trương Nhược Trần tâm cảnh kiên định, không bị ảnh hưởng, nói, ở kiếp trước, có lẽ ta thật chảy xuôi bất tử huyết tộc huyết dịch, nhưng là một thế này, ta là một cái nhân loại, chân chính người. Ta và các ngươi, không giống với. Tề sinh trong lòng biết mê hoặc trương nhược trần rất khó, thật sâu nhíu mày, lập tức lại nói, kỳ thật ta cùng huỳnh hoặc, cũng chỉ là đao trong tay người khác. Người coi như giết chúng ta, chúng ta phía sau vị bất tử huyết tộc đại nhân vật kia, cũng sẽ tiếp tục tàn sát côn lôn giới nhân tộc, thu thập máu của bọn hắn. Bởi vì, hắn muốn luyện chế một loại, có thể trợ hắn đột phá đến đạo vực cảnh giới huyết đan. chương 1809, Hương Hoa, các ngươi phía sau vị bất tử huyết tộc đại nhân vật kia, chính là Tề Khiếu Thiên. Trương Nhược Trần nói, Tề sinh nói, không sai. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, hỏi hắn muốn luyện chế cái gì huyết đan. Tề sinh nói, thiên thọ huyết đan, thu thập 3.333 vạn nhân loại huyết dịch, tăng thêm đại lượng thánh dược, mới có thể luyện chế ra tới đan dược. Một khi đan thành, tề khiếu thiên đột phá đến đạo vực cảnh giới, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, phân võ quận quốc, thiên thủy quận quốc xung quanh phiến địa vực này, còn có ai là đối thủ của hắn? đoán chừng hắn liền muốn bắt đầu luyện chế càng thêm lợi hại vạn thọ huyết đan. Luyện chế vạn thọ huyết đan cần huyết dịch, là thiên thọ huyết đan gấp 10 lần. Cho nên Trương Nhược Trần, địch nhân của ngươi là hắn, mà không phải chúng ta. Nếu như ngươi muốn giết Tề Khiếu Thiên, cướp đoạt đã bán thành phẩm thiên thọ huyết đan, chúng ta có thể vì ngươi dẫn đường. Chỉ hy vọng ngươi có thể cho chúng ta lưu một con đường sống. Huỳnh Hoặc Minh Bạch Tề sinh muốn làm cái gì, đây là muốn dẫn Trương Nhược Trần đi chịu chết. Trương Nhược Trần hiện tại hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là cùng tề khiếu thiên so ra, nhưng lại tranh lệch cực lớn. Trương Nhược Trần tự nhiên là minh bạch tề sinh tâm tư, lạnh liếc mắt nhìn hắn, nói thiên thọ huyết đan đối với các người bất tử huyết tộc là bảo vật vô giá. Nhưng là, trong mắt ta, lại là vạn ác chi nguyên. Coi như cướp đoạt nó, cũng là hủy đi nó. Trương Nhược Trần luyện hóa đại thánh chi huyết cùng thần huyết, nhưng là, sử dụng ngàn vạn bình dân chi huyết luyện chế ra tới đồ vật, lại làm cho hắn phản cảm, chỉ muốn đem nó hủy đi, căn bản không có nghĩ tới chính mình nuốt, Trương Nhược Trần lại nói, Thạch Khai hẳn là cũng tại tề khiếu thiên chỗ này. Tề sinh gặp Trương Nhược Trần không có vội vã giết bọn hắn, trong mắt lóe lên một đạo không để người thấy vui mừng, nói tại, tề khiếu thiên cho Thạch Khai tìm một đầu huyền cổ khoáng mạch, trợ nó chữa thương cùng trùng kích chín bước thánh vương cảnh giới. Huyền cổ khoáng mạch, ở nơi nào? Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, tề sinh nói, ngay tại lạc thủy phía đông huyền hoang cảnh. Vân võ quận quốc tu sĩ cơ hồ đều biết huyền hoang cảnh đó là đông vực cực đông một mảnh bao la hoang nguyên ít ai lui tới nghe nói, một đầu khác kết nối với Đông Hải. Nếu là huyền hoang cảnh có cổ khoáng mạch, Trương Nhược Trần thật đúng là phải đi đi một lần. Tạm thời không có giết tề sinh cùng huỳnh hoặc, Trương Nhược Trần phong bế bọn hắn kinh mạch cùng huyết mạch, đem bọn hắn ném vào càn khôn giới nhốt lại, chính là lập tức hướng vùng địa cực tiến đến, chuẩn bị cùng kỳ phạm tâm hội hợp. Theo càng ngày càng tới gần vùng địa cực, Trương Nhược Trần ánh mắt, bị cây cột đá cắm trên mặt đất kia ngăn trở. Cột đá như chống lên thiên địa tường đá, tương đương nguy nga. Trên trụ đá to lớn thú thi, thì là tàn mát ra cực kỳ khủng bố thần uy, Trương Nhược Trần cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình đè ở trên người, người thành lực lượng không phát huy ra một thành. Không gian trở nên càng ngày càng đông đúc, Trương Nhược Trần không cách nào thi triển không gian na di, chỉ có thể khống chế kim bộ long liễn tiến lên. Trương Nhược Trần ngồi trên long liễn, tinh tế quan sát của đá đường vân, phát hiện những đường vân kia tựa như chân lý thiên vực chư thần hình chạm khắc đồng dạng, ẩn chứa có một loại nào đó đạo cực kỳ thâm ảo. Đương nhiên, hắn có thể khẳng định, không phải chân lý chi đạo, tại khoảng cách cột đá còn có 500 dặm thời điểm nguyên bản màu đen bùn đất đại địa đột nhiên mọc ra từng cây muôn hồng nghìn tía đóa hoa phiến lá xanh biếc cánh hoa diễm lệ tựa như là mộng ảo chi địa mặc không tì vết áo trắng kỳ phạm tâm bộ pháp dịu dàng từ trong biển hoa đi ra trực tiếp leo lên kim bộ long liễn trương nhược trần hơi kinh ngạc nói tiên tử vì sao khôi phục diện mục thật sự kỳ phạm tâm mắt hạnh hàm yên cười một tiếng không nói ra được phong tình vậy tới trương nhược trần trong lòng đều nổi lên gợn sóng đúng là không thể rời đi ánh mắt Tại thiên đình giới, không biết bao nhiêu thân phận địa vị cao hơn Trương Nhược Trần gấp trăm lần thiên kiêu, muốn bác bách hoa tiên tử cười một tiếng, lại đều cuối cùng đều là thất bại. Chỉ sợ bất kỳ nam tử nào, nhìn thấy bách hoa tiên tử hướng hắn cười một tiếng, đều sẽ có một loại không hiểu cảm giác thành tựu. Trương Nhược Trần nhìn xem càng ngày càng gần kỳ phạm tâm, tóc dài lọn tóc, từ trên mặt của hắn xẹt qua, chóp mũi người được một cỗ nhàn nhạt, nhạt hương hoa, cả người đều có chút khẩn trương lên, nói tiên tử. Người đây là, suyệt, đừng nói chuyện, Kỳ Phạm Tâm ôn nhu nói một câu, lập tức thân thể mềm mại kia, chính là nương đến Trương Nhược Trần trong ngực, một cái tuyết trắng ngọc thủ, vuốt ve đến Trương Nhược Trần trên gương mặt, một tay khác thì là nhẹ nhàng ôm eo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thân thể, trở nên càng ngày càng cứng ngắc, nói tiên tử, ngươi, ngươi có phải hay không không có hoàn toàn luyện hóa lão gia hỏa kia hạ dược. Đúng a, à, thuốc kia thật thật mạnh, ngươi giúp ta một chút. Kỳ Phạm Tâm môi đỏ, tựa ở Trương Nhược Trần bên tai, thổ khí như lan từng tia dòng nước ấm cùng làn da tiếp xúc, kích thích trương nhược trần thần kinh. Trong bất chi bất giác, kỳ phạm tâm hai cánh tay, biến thành từng mảnh từng mảnh cánh hoa, từ trương nhược trần bộ mặt cùng phần eo lan tràn ra ngoài, đem hắn thân thể bao khỏa. Trương nhược trần phát hiện toàn thân không cách nào động đậy, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Không tốt, nàng không phải kỳ phạm tâm, ai đang sử dụng tinh thần lực thủ đoạn đối phó ta. ầm ầm, nóng bỏng tịnh diệt thần hỏa, từ trương nhược trần thể nội tuôn trào ra, đem bao khỏa toàn thân cánh hoa, toàn bộ đánh bay ra ngoài, thiêu đốt thành cho tàn. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần hai chân đạp một cái, phóng lên tận trời, bỏ chạy đến mấy chục trượng bên ngoài. Vừa mới rơi xuống đất, Trương Nhược Trần chính là trông thấy, kỳ phạm tâm đứng tại hắn cách đó không xa. Chỉ bất quá, thời khắc này kỳ phạm tâm, lại là một bộ hình dáng khác, cũng không có kinh diễm như vậy, chính là biến hóa dung mạo đằng sau dáng vẻ. Người đến cùng là ai? Trương Nhược Trần trong cánh tay, vang lên tiếng long ngâm, một trường đánh ra ngoài. Kỳ phạm tâm trong mắt, hiện lên một đạo không hiểu thần sắc hai cây ngón tay ngọc điểm ra cùng trương nhược trần bàn tay đụng vào nhau ầm ầm giữa hai người một cỗ cường đại cơn bão năng lượng tiêu tán ra ngoài khiến cho vùng thiên địa này đều tại vang vọng kỷ phạm tâm cùng trương nhược trần kéo ra một khoảng cách hỏi vì sao hướng ta xuất thủ chẳng lẽ nàng thật sự là kỷ phạm tâm trương nhược trần thật sâu nhíu mày lập tức kích phát ra mi tâm thiên nhãn muốn quan sát trước mắt kỷ phạm tâm này bản thể nhưng là kỷ phạm tâm lại lộ ra tức giận thần sắc trắng muốt bàn tay hướng về phía trước nhấn một cái một cái tinh thần lực vòng xoáy ngưng tụ ra ngăn cản thiên nhãn thăm dò phải biết sử dụng thiên nhãn quan sát là có thể thấu thị nàng thành y kỳ phạm tâm là thật có chút tức giận cất giọng nói trương nhược trần người quá phận trương nhược trần tựa hồ cũng ý thức được vận dụng thiên nhãn đúng là không tốt lắm thế là đề phòng mà nói người đến cùng là ai kỳ phạm tâm trong mắt lộ ra một đạo vẻ chợt hiểu đại khai đoán được Trương Nhược Trần vừa rồi gặp cái gì, ánh mắt hướng dừng ở xa xa kim bộ long liễn chầm chầm đi. Chỉ gặp, long liễn đỉnh chóp, đúng là mọc ra một gốc úc kim ma hương, phát ra phấn hoa, bao khỏa khung xe. Trương Nhược Trần cũng hướng kim bộ long liễn chầm chầm đi, nhìn thấy lại là áo trắng như tuyết kỷ phạm tâm, nàng ngồi tại trên xe kéo, vũ nghị mà cười cười, có thể nói là phong tình vạn trùng. Mặc dù biết đó là một cái bẫy, Trương Nhược Trần tâm, nhưng như cũng không cách nào bình tĩnh trở lại. Không có cách, trên xe kỷ phạm tâm, cùng trước kia hắn nhận biết kỳ phạm tâm băng thanh ngọc khiết kia, đơn giản chính là hai thái cực, dụ hoặc người chết không đền mạng. Phá, kỳ phạm tâm ngón tay, hướng hư không nhấn một cái, tinh thần lực phong bạo bay ra ngoài. Lập tức, Trương Nhược Trần trước mắt huyến tượng, toàn bộ biến mất. Trên xe kỳ phạm tâm kia, cũng là tan thành mây khói, biến thành một gốc úc kim ma hương. Trương Nhược Trần trên mặt, lộ ra một đạo im lặng thần sắc, nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ. Không cần như vậy nhược trí, gốc này úc kim ma hương, cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 59. Người không cách nào nhìn thấu nó, cũng là chuyện rất bình thường. Lập tức, kỳ phạm tâm lại nói, vừa rồi ta nhìn ngươi, tương đương khẩn trương, lại có chút mong đợi bộ dáng, nó đến cùng cho ngươi chế tạo cái gì huyến tượng. Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, nói, vừa rồi, ta lầm hút nó phát ra hương khí, sức phán đoán cùng lực khống chế hạ xuống. Ân, tóm lại, chúng ta hay là nghĩ biện pháp, trước diệt trừ nó. Gốc này Úc Kim Ma Hương, cũng không phải là Trương Nhược Trần lần trước đến Lạc Thủy gặp phải gốc kia, không có đạt tới 10 vạn năm cổ thánh dược cấp độ. Bởi vậy, Kỳ Phạm Tâm bằng vào cường đại tinh thần lực, nhẹ nhõm liền đem nó thu lấy. Đơn thuần tu vi võ đạo, Trương Nhược Trần coi như không bằng Kỳ Phạm Tâm, cũng hoàn toàn chắc chắn rút đi. Nhưng, Kỳ Phạm Tâm tinh thần lực lại là sâu không lường được, cấp 59 tinh thần lực tu sĩ, ở trước mặt nàng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Nàng có thể đem chân lý chi đạo tu luyện tới so Trương Nhược Trần cao thâm hơn tình trạng, quả nhiên là không thể coi thường hạng người. Kỳ phạm tâm đem gốc kiểu kim ma hương, giao cho Trương Nhược Trần, nói, vừa rồi, ta đi một chuyến vùng địa cực, tại phía dưới cột đá, phát hiện một tòa huyết hồ. Xác thực nói, hẳn là thần huyết hồ, thần huyết hồ, kỳ phạm tâm quay đầu lại, nhìn chằm chằm khóa tại trên trụ đá bộ thú thi to lớn kia, ánh mắt ngưng trọng nói, không sai, chính là theo nó thể nội chảy ra tới huyết dịch, hội tụ thành một tòa huyết hồ. Nó, rất giống trong truyền thuyết một cái á thần thú. Thế nhưng là, khó có thể lý giải được, thật sự là khó có thể lý giải được. Trương Nhược Trần hỏi, tiên tử có hay không đem hồ thần huyết kia lấy đi? Kỳ phạm tâm lắc đầu, nói ta còn không có tới gần huyết hồ, chính là rút đi. Vì sao, huyết hồ bên bờ, sinh trưởng ra rất nhiều hình thú thánh dược. Những thánh dược kia, có thể công kích tu sĩ thánh hồn cùng tinh thần lực. Trong đó thậm chí có 10 vạn năm cổ thánh dược, bạo phát đi ra tinh thần lực công kích, tương đương đáng sợ. Trương Nhược Trần nói, cùng tiên tử thánh hồn cường độ cùng cường độ tinh thần lực, cũng không sợ bọn chúng kỳ phạm tâm lắc đầu nói trừ cái đó ra còn có rất nhiều thi binh cốt tướng tại huyết hồ bờ tuần tra trong đó có đại thánh thi cốt những thi binh cốt tướng kia đều là bị hình thú thánh dược thả ra hồn lực cùng tinh thần lực khống chế trương nhược trần sắc mặt trở nên ngưng trọng đây cũng quá quỷ dị chỉ là thánh dược mà thôi lại có thể khống chế đại thánh thi cốt mấu chốt là đại thánh thi cốt làm sao lại xuất hiện ở đây ai giết bọn hắn trương nhược trần người nghĩ tới một vấn đề không có những thánh dược kia vì sao có thể công kích tu sĩ thánh hồn cùng tinh thần lực? Lại vì cái gì biến thành hình thú?" Kỳ Phạm Tâm nói, Trương Nhược Trần nói: "Tiên tử Hoài Nghi, bị khóa ở trên trụ đá bộ thú thi kia, thể nội thần hồn chưa diệt. Những thánh dược kia là hấp thu thần hồn, mới có thể trở nên đáng sợ như thế. Vô luận là nguyên nhân gì, chúng ta tạm thời vẫn là không nên đi trêu chọc bọn chúng." Kỳ thật, trên viên tinh cầu này, sinh trưởng ra không ít thánh dược, chỉ cần chọn thêm tập một chút, người hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến bảy bước thánh vương cảnh giới kỳ phạm tâm nói, liền ngay cả tiên tử đều kiêng kỵ như vậy, ta đương nhiên sẽ không mạo muội đi sông. Lập tức, Trương Nhược Trần lại nói, tiên tử có thể trước theo giúp ta đi một chỗ. Vô luận là ngăn cản tề khiếu thiên luyện chế thiên thọ huyết đan, vẫn là đi huyền cổ khoáng mạch tìm kiếm thần thạch, đều là lửa xém lông mày sự tình. Nếu là, kỳ phạm tâm có thể giúp hắn một tay, như vậy việc này sẽ trở nên càng thêm dễ dàng một chút. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1810, Huyền cổ khoáng mạch, bầu trời tinh quang lấp lẽ, trên mặt đất hà khí bốc lên, giữa không trung, lưu động từng đạo thiên địa thánh khí. Chín đầu cự long, kéo một cỗ hoàng kim cổ xa, từ dưới trời sao bay qua, tản mát ra rung động lòng người thánh đạo uy thế. Trong long liễn, Trương Nhược Trần luyện hóa Úc Kim Ma Hương, tinh thần lực thực hiện đại đột phá, đạt tới vô số tinh thần lực tu sĩ đều tha thiết ước mơ cấp 58. Có được cấp 58 tinh thần lực tu sĩ, thực chiến thời điểm, có thể so với trong thánh đạo tu sĩ bảy bước thánh vương thậm chí là tám bước thánh vương. Trương Nhược Trần cảm thụ thánh tâm biến hóa to lớn, nơi đó giống như là biến thành một tòa tiểu vũ trụ, có vô cùng rộng lớn. Hắn mở ra bàn tay, lập tức, giữa thiên địa thánh khí cùng linh khí tự động bay tới, tại lòng bàn tay ngưng kết thành lôi điện, hóa thành hỏa diễm, phong nhận, băng tinh. Khơi chuyển động ý nghĩ một chút, chung quanh thiên địa trở nên gió nổi mây phun, mây đen che khuất tinh không. Trương Nhược Trần đối với kỳ phạm tâm chắp tay, nói: "Đa Tạ Tiên Tử." không cần phải khách khí, dù sao gốc kiểu kim ma hương đối với ta vô dụng. Kỳ phạm tâm hai tay nâng một đóa hoa Ông ánh sáng long lanh, đang tu luyện, lĩnh hội trên đóa hoa quy tắc đường vân. Đây không phải là phổ thông hoa, mà là một kiện quy tắc đế khí. Tề sinh cùng huỳnh hoặc ngồi ở trong long liễn, thỉnh thoảng liền sẽ hướng kỳ phạm tâm chầm chầm đi, đang suy đoán thân phận của nàng. Huỳnh hoặc sử dụng tinh thần lực, đối với tề sinh nói, thực lực của nàng, có thể hay không so trương nhiều trần còn mạnh hơn. Nếu là dạng này, coi như chúng ta đem Trương Nhược Trần dẫn tới tể khiếu thiên cùng thạch khai nơi đó, cũng lừa giết không được hắn. Tề sinh nói, nàng nếu là thật sự rất mạnh, vừa vặn mượn tay của nàng, diệt trừ tề khiếu thiên cùng thạch khai. Đương nhiên, tốt nhất hai người bọn họ bại câu thương, chúng ta mới có cơ hội đào tẩu. Kỳ thật, so với Trương Nhược Trần, tề sinh càng muốn diệt trừ tề khiếu thiên. Kỳ phạm tâm mở ra hai con ngươi, hướng bọn hắn chầm chầm đi qua. Huỳnh hoặc cùng tề sinh, đều là giật mình, trong lòng chẳng lẽ nàng này chẳng lẽ có thể nghe được bọn hắn đang sử dụng tinh thần lực giao lưu kỳ phạm tâm nói trương nhược trần người phong bế tinh thần lực của bọn hắn có thể muốn ổn thỏa một chút trương nhược trần đoán được huỳnh hoặc cùng tề sinh hẳn là đang sử dụng tinh thần lực giao lưu nhưng là hắn không có tu tập qua cấm phong tinh thần lực thủ đoạn đây cũng là có chút đau đầu tinh thần lực không có tốt như vậy phong ấn a à. trương nhược trần nói tốt a à, ta dạy cho ngươi một chiêu tù tâm chỉ ngươi nhìn kỹ kỳ phạm tâm ngón tay nhanh như huyễn ảnh có từng sợi tinh thần lực trên ngón tay lưu động, sau đó ngưng tụ thành một đạo chỉ kình bay ra ngoài, đánh vào tim Huỳnh Hoặc. Huỳnh Hoặc kêu lên một tiếng đau đớn, tinh thần trở nên uể oải rất nhiều. Thấy rõ ràng chưa? Kỳ Phạm Tâm hỏi, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lập tức cũng là kết xuất một đạo tù tâm chỉ, đánh vào tim Tề Sinh. Theo tinh thần lực tăng lên, Trương Nhược Trần học cái gì đều rất nhanh. Nếu là lúc trước, giống tù tâm chỉ thuật pháp như vậy, hắn ít nhất cũng phải nghiên cứu mấy canh giờ mới có thể lĩnh hội nhưng là hiện tại, trong nháy mắt liền có thể dung hội quán thông. Sau này, Trương Nhược Trần lĩnh hội thánh đạo quy tắc tốc độ, cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Kim Bộ Long liến tại huyền hoang cảnh phi hành 3 canh giờ, Trương Nhược Trần trong tay thiên đạo lưỡng cực la bàn, hiện ra một tầng quang hoa, theo quang hoa trở nên càng ngày càng sáng tỏ, phía trước xuất hiện một tòa nguy nga bàng bạc núi cổ. Kim Bộ Long liến đáp xuống, dừng ở dưới cổ sơn bình nguyên. Trương Nhược Trần nâng thiên đạo lưỡng cực la bàn, từ trong long liến đi ra, ngẩng đầu, nhìn trước mắt núi cổ bốc lên lấy ngũ thải hà quang này nỗi lòng có chút kích động lên nói đầu kia huyền cổ khoáng mạch hẳn là ngay tại dưới cổ sơn đầu khoáng mạch này trước đây thật lâu đã có người khai thác qua kỳ phạm tâm nói trương nhược trần tinh tế quan sát núi cổ phát hiện trên núi đúng là có một ít đường vân cổ lão mặc dù bởi vì thời gian quá xa xưa rất nhiều đường vân đều đã mơ hồ không rõ nhưng là căn cứ những đường vân kia cao thâm trình độ có thể phán đoán trong núi cổ vẫn tồn tại như cũng nguy hiểm tu sĩ bình thường xâm nhập đi vào, nhất định là một con đường chết. Tại núi cổ mặt phía bắc, Trương Nhược Trần phát hiện một cái hầm mỏ. Phóng lên tận trời ngũ thải hà quang, chính là từ nơi này hầm mỏ tiêu tán đi ra, khiến cho chung quanh khu vực thánh khí nồng độ, viễn siêu địa phương khác. Lại tới đây, thiên đạo lưỡng cực la bàn tản ra quang mang, cường thịnh tới cực điểm, đem hơn phân nửa núi cổ đều chiếu sáng. Quá tốt rồi, thiên đạo lưỡng cực la bàn phát ra quang hoa sáng như vậy, báo trước lòng đất nhất định có trọng bảo có thể hay không thật đào ra thần thạch. Trương Nhược Trần cấp tốc hướng hầm mỏ phóng đi, bỗng dưng, thiên đạo lưỡng cực la bản quang mang tối sầm lại. Quang minh là cát, hắc ám là hung, không tốt, gặp nguy hiểm. Trương Nhược Trần đem thiên đạo lưỡng cực la bàn thu hồi, bộc phát ra tập tốc, hướng về sau lùi lại. Trong hầm mỏ, một khối to bằng gian phòng khoáng thạch kim loại màu đen, như là chùm sáng đồng dạng bay ra, mang theo chói tai âm thanh xé gió. Nếu không phải Trương Nhược Trần né tránh được nhanh, khoáng thạch kim loại tất nhiên sẽ kích ở trên người hắn, coi như nhục thể của hắn cường đại, bị như thế một kích, đoán chừng cũng phải chịu một chút vết thương nhẹ. Ầm ầm, khoáng thạch kim loại màu đen bay đến ngoài trăm dặm, mới là rơi vào mặt đất, ném ra một cái đường kính trăm trượng hố to. Trương Nhược Trần phát giác được thạch khai khí tức, lập tức kích phát ra văn tự khải giáp, bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, trên hai tay hỏa thần quyền sáu cùng bao cổ tay, phóng xuất ra ánh lửa. Rầm rầm, hầm mò chung quanh tảng đá, bị một cỗ lực lượng vô hình điều khiển, nhao nhao cách mặt đất bay lên, ngưng kết thành một thanh to lớn thạch đao, một đao hướng Trương Nhược Trần phách chảm xuống dưới. Thạch đao, dài đến mấy trăm trượng, Trương Nhược Trần có lòng muốn muốn khảo thí đột phá đến sáu bước thánh vương đằng sau lực lượng, bởi vậy không có né tránh, mà là kết xuất một đạo trưởng ấn, hướng lên đánh ra ra ngoài. Âm ầm, cường đại thánh kình bạo phát ra tới, khiến cho cả tòa núi cổ đều trở nên bụi đất tung bay. Ngoài núi, Huỳnh Hoặc vội vàng nói với Kỷ Phạm Tâm, Trương Nhược Trần khẳng định là gặp Thạch Khai, lấy tu vi hiện tại của hắn, không phải là đối thủ của Thạch Khai tiên tử, người hẳn là đi chợ Trương Nhược Trần một chút sức lực. Kỳ phạm tâm không có muốn xuất thủ ý tứ, nói chỉ cần thạch khai không có đột phá đến 9 bước thánh vương cảnh giới, liền chưa chắc là Trương Nhược Trần đối thủ. Thạch khai mặc dù không phải 9 bước thánh vương, lại có được cùng 9 bước thánh vương đối kháng thực lực. Tiên tử chẳng lẽ không biết, thạch tộc là địa ngục thượng tam tộc một trong. Tề sinh nói, kỳ phạm tâm lộ ra phong khinh vân đạc, nói thượng tam tộc thì như thế nào. Trừ phi là trong Thạch tộc có hắc ám vật chất thân thể mấy tên kia đến đây, nếu không lấy Trương Nhược Trần thực lực, vượt qua hai cái cảnh giới, đánh bại Thạch tộc Thánh Vương, cũng không phải là việc khó gì. Rất hiển nhiên, cho dù là đối đầu Thạch khai loại cấp bậc này nhân vật, Kỳ Phạm Tâm đối với Trương Nhược Trần vẫn như cũ là lòng tin 10 phần. Nhưng là tại Tề Sinh cùng Huỳnh hoặc xem ra, nữ tử trước mắt này, quá mức mù quáng tin tưởng Trương Nhược Trần, chỉ sợ cuối cùng Trương Nhược Trần là sẽ chết ở trong tay Thạch khai. Trương Nhược Trần lòng bàn tay phát ra hỏa diễm, đem thanh thạch đao dài mấy trăm trượng này luyện hóa thành nham tương giọt nước rơi xuống để một mảng lớn ngọn núi đều biến thành xích hồng sắc người thọt mới mấy ngày không thấy tu vi của ngươi đúng là tăng trưởng nhiều như thế thạch khai từ trong hầm mỏ đi ra cúi nhìn phía ngoài trương nhược trần khí thế thật là mạnh mẽ xem ra thương thế của ngươi đã khỏi hẳn trương nhược trần nói thạch khai nói nếu biết bản tọa thương thế khỏi hẳn còn không lập tức đào mệnh trương nhược trần lắc đầu nói đầu này huyền cổ khoáng mạch tại trong phạm vi địa bàn của ta. Ta là tới thanh lý kẻ xông vào, vì sao muốn trốn? Địa bàn của ngươi, Thạch Khai nói, Trương Nhược Trần nói, không sai, từ giờ trở đi, toàn bộ huyền hoang cảnh đều là địa bàn của ta. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, đã ngươi muốn tìm cái chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Thạch Khai một trường vỗ đánh ra đi, trên bàn tay, đan sen hơn 5 vạn đạo trưởng đạo quy tắc, trường phong từ hầm mỏ thẳng tuốt truyền đến bên ngoài 500 dặm, so cương phong còn muốn lăng lệ. Đây là tám bước thánh vương một trường, uy lực có thể xưng kinh thế hãi tục. Trương Nhược Trần trong lòng biết thạch khai tại trên trường đạo tạo nghệ, ở trên hắn, bởi vậy không dám khinh thường, hai tay cùng lúc kết xuất trường ấn, lực lượng toàn thân đều hội tụ tới, cùng thạch khai bàn tay đụng nhau. Hỏa thần quyền sáo phóng xuất ra một cỗ thần lực, hóa thành một mảnh hỏa vân. Bành, Trương Nhược Trần bay ngược ra ngoài, rơi xuống bên ngoài mấy chục dặm phía trên vùng bình nguyên, thân thể vẫn tại hướng về sau đổ trượt và chạm ra một đầu dài trăm thước khe rãnh. Thạch Khai không cho Trương Nhược Trần đứng vững bước chân cơ hội, xông ra hầm mỏ, lập tức lại đánh ra kích thứ hai. Một kích này, lực lượng mạnh hơn mấy phần, long tượng thần lô, trương nhược trần thân thể, giống như hóa thành một tôn hỏa lô, vượt qua thường nhân 10 vạn lần dương cương chi khí phun trào mà ra, tay trái 13 đầu long hồn nổi lên, tay phải 13 đầu tượng hồn nổi lên. Lần nữa cùng thạch khai đụng nhau, ầm ầm, trương nhược trần dưới chân đại địa, trong nháy mắt chính là hướng phía dưới sụp đổ. Một trường này, thạch khai đem trương nhược trần đánh vào tiến vào lòng đất. Bất quá, rất nhanh trương nhược trần liền lại phá đất mà lên ngoại trừ lộ ra rất chật vật ngược lại là không có bị cái gì thương thạch khai rất là kinh ngạc nói thật là lợi hại người thọt mới sáu bước thánh vương cảnh giới liền có thể tiếp được bản tọa hai trường cho dù là thạch tộc thiên tài cấp cao nhất cũng mạnh hơn người không có bao nhiêu thiên đình giới có người dạng này thiên kiêu bản tọa hẳn là đã sớm nghe qua tên của ngươi mới đúng nói nhảm nhiều như vậy làm gì còn có cái gì bản sự xử hết ra nếu là không có tiếp xuống liền đến phiên ta ra chiêu Trương Nhược Trần tóc dài rối tung, khí thế lăng lệ. Hừ, khẩu khí thật lớn, Thạch Khai rốt cuộc đem Trương Nhược Trần trở thành một cái đáng giá xuất thủ đối thủ, không còn giống vừa rồi tùy ý như vậy, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Thân thể của nó cuộn rút, biến thành một cái khổng lồ quả cầu đá, lơ lửng giữa không trung, xoay tròn cấp tốc. Trên toàn bộ bình nguyên cây cỏ cùng đá vụt, đều bị hút, quay chung quanh quả cầu đá nhanh chóng xoay tròn. Quả cầu đá bay ra ngoài, và chạm hướng Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần nhìn chăm chú quả cầu đá càng ngày càng gần kia, hai tay chậm rãi nâng lên, lập tức hơn hai vạn đạo chân lý quy tắc, còn có đại lượng trưởng đạo quy tắc, đều là hội tụ đến hai tay. Trương Nhược Trần đúng là muốn đón đỡ Thạch Khai một kích này. Huỳnh Hoặc Trừng lớn một đôi mắt đẹp, cảm thấy Trương Nhược Trần là đang tìm cái chết. Thạch Khai toàn lực ứng phó bạo phát đi ra công kích, há lại hắn một cái sáu bước thánh vương ngăn cản được. Ầm ầm, điều động chân lý quy tắc, Trương Nhược Trần bộc phát ra gấp 6 lần sức mạnh công kích, cùng quả cầu đá đối oanh, đem quả cầu đá kia đánh cho bay trở về núi cổ, đụng vào trên một mảnh vách đá dựng đứng. Trong núi cổ huyền cổ minh văn bị kích hoạt, lập tức có hàng trăm hàng ngàn đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, khiến cho vách đá kia biến thành một mảnh lôi điện hải dương. Thạch Khai bị Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài, Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc đều là khẽ giật mình, chỉ cảm thấy thân thể hoàn toàn lạnh lẽo, trước kia thật đúng là đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Chương 1811, dưới vạn ổ sơn. Chờ đến lôi điện dần dần lắng lại, Thạch Khai bỏ lên đi ra, nó thân thể bằng đá kia, trở nên cháy đen, còn tại bốc khói. Nếu không phải do Đại Thánh Đường Vân bảo hộ, chỉ sợ Thạch Khai đã chết trong lôi điện Hải Dương. Nhìn xem người thọt kia, từng bước một hướng nó đi tới, Thạch Khai nói, người quả nhiên là thiên đình giới bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà đem chân lý chi đạo đều tu luyện đến tình trạng như thế. Bất quá, nếu không phải chân lý quy tắc gia trì, đơn luân chiến lực, người cũng không phải bản tọa đối thủ. Chân lý chi đạo cũng là thực lực của ta một bộ phận. Trương Nhược Trần nói, thua với một cái sáu bước thánh vương, thạch khai cảm giác được biệt khuất, trong lòng cực kỳ không cam lòng, nói có bản lĩnh báo lên tính danh, chờ bản tọa đột phá đến chín bước thánh vương cảnh giới, nhất định đến nhà bái phòng. Người sẽ không còn có cơ hội, Trương Nhược Trần gọi ra trầm uyên cổ kiếm, trên thân kiếm, ngưng tụ ra kiếm đạo huyền cương. Người có thể đánh bại bản tọa, là của người bản sự. Nhưng là, muốn giết bản tọa, người còn kém rất xa. Thạch khai thân thể, chìm vào lòng đất, cùng đại địa hòa làm một thể, Thân hình cùng khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Thạch tộc sinh linh đều là tinh thông thổ độn thánh thuật, cùng bùn đất hòa làm một thể, tất cả khí tức đều biến mất ở vô hình, trong nháy mắt mà có thể chạy trốn tới ngoài mấy trăm dặm. Đúng là như thế, ở trên lục địa, muốn đánh giết thạch tộc sinh linh, độ khó cực lớn. Phần thiên luyện địa đại trận, Trương Nhược Trần đem 18 cán trận kỳ toàn bộ đánh đi ra, cắm ở phương viên 300 dặm trên đại địa, kết thành một tòa trận pháp. Lập tức, vùng thiên địa này bị giam cầm đứng lên. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần phóng xuất ra không gian lĩnh vực, tìm kiếm Thạch Khai tung tích. Thạch tộc thổ độn thánh thuật, có thể tránh đi tinh thần lực cùng thiên nhãn, nhưng cuối cùng vẫn là ở trong không gian, luôn có dấu vết để lại có thể tìm ra. Ầm ầm, Trương Nhược Trần trong tay trầm uyên cổ kiếm, bay ra ngoài, hóa thành một đạo quang trụ màu đen, xông vào lòng đất. Lập tức, lòng đất truyền ra hét thảm một tiếng, Thạch Khai phá vỡ mặt đất, vọt ra, thân thể có chút rách dưới, không lo được chữa thương, chính là hướng trận pháp biên giới bỏ chạy trương nhược trần thu hồi trầm uyên cổ kiếm nói nó liền giao cho ngươi cũng đừng làm cho nó đào tẩu được rồi chủ nhân thực thánh hoa từ trương nhược trần phần lưng sông ra ngưng tụ thành ma âm thân ảnh kiều mỹ kia rất nhanh chính là đuổi kịp thạch khai ma âm hai tay lòng bàn tay bay ra mấy chục cây mang theo lôi điện dây leo quấn ở trên thân thạch khai đưa nó giam cầm sau đó từng cây bén nhọn sợi dễ cắm dễ ở trên thân thạch khai đem hắn trở thành chất dinh dưỡng trương nhược trần đi vào hầm mỏ Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi bên trong Huyền Cổ Minh Văn, một mực hướng lòng đất bước đi. Trong hầm mỏ, hà khí bừng bừng, thánh khí tràn đầy. Trên vách đá cổ lão, ong ánh điểm điểm, có các loại khoáng thạch, kỳ thật số lượng nhiều nhất là linh tinh. Hầm mỏ tương đương to lớn, thật tựa như là một đầu lòng đất mạch lạc, Trương Nhược Trần đi mấy trăm dặm, cũng không đi đến cuối cùng. Đầu khoáng mạch này, đích thật là bị khai thác qua, tại trước đây thật lâu, chính là bị phân chia thành mấy chục cái khu mỏ quạc, bên trong kết cấu khá phức tạp cho dù là lấy trương nhược trần cường độ tinh thần lực đều kém một chút lạc đường trong mỏ quặng có một chỗ khu mỏ quặng tất cả đều là mỏ thánh ngọc tại trong mỏ thánh ngọc trương nhược trần phát hiện sinh mệnh khí tức đều là thánh ngọc tinh linh trương nhược trần không làm kinh động bọn chúng trực tiếp đi vòng mà ra lại là mấy cái canh giờ trôi qua trương nhược trần rốt cuộc đi vào khu mỏ quặng nội địa ngàn mạch giao hội chi địa từng đạo các loại thuộc tính khác nhau khí lưu hội tụ vào một chỗ quấn quyết nhau hóa thành một vài mười dặm lớn nhỏ xào huyệt mỗi một đạo khí lưu đều giống như một con sông lớn tại trong xào huyệt chảy đến lại chảy ra tại thiên mạch giao hội xào biên giới trương nhược trần phát hiện đại lượng thánh khí kết tinh chính là vô số thánh đạo tu sĩ đều tha thiết ước mơ thánh thạch có thánh thạch ngừng kết thành một cây thạch nhũ đồng dạng cột đá cao cao đứng vững có thánh thạch khảm nạm tại trong khoáng thạch hình thành một giải hào quang tràn ngập các loại màu sắc tinh bích lớn như thế số lượng tự nhiên thánh thạch trương nhược trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy bất quá hắn tạm thời không có đi đào lực chú ý tập trung tòa kia thiên mạch giao hội xào, lập tức thi triển ra không gian na di, xông vào đi. Tiến vào thiên mạch giao hội xào, Trương Nhược Trần phát giác được từng tia thiên địa thần khí, lập tức tâm tình thật tốt, nhanh chóng hướng về hướng xào huyệt trung tâm. Quả nhiên, tại thiên mạch giao hội xào trung tâm, tràn ngập nồng hậu dày đặc thiên địa thần khí. Trừng mấy chục đạo điểm sáng, tại trong thần khí lấp lẽ, mỗi một đạo điểm sáng đều ẩn chứa vô cùng cường đại ba động là thần thạch, Trương Nhược Trần tay nhịn không được run, đang muốn đi thu lấy những thần thạch kia lại phát hiện, những thần thạch kia cũng không có thành hình, tuyệt đại đa số đều là trạng thái khí. Có hơn 10 chùm sáng nội bộ, thì là đã ngưng tụ ra thể lỏng thần thạch. Chỉ có một cái chùm sáng nội bộ, ngưng tụ ra trạng thái cố định thần thạch. Đem duy nhất một viên thần thạch trạng thái cố định kia thu lấy, nâng ở lòng bàn tay, trương nhược trần tinh tế quan sát, thu vào. Sau đó, hắn mang theo đã là hưng phấn, mà có chút thất là cảm xúc, đi ra hầm mỏ, cùng kỳ phạm tâm, thực thánh hoa hội hợp. kỷ phạm tâm nói, thế nào, có thu hoạch sao? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ma âm. Ma âm hấp vệ thạch khai, tu vi lại có một chút tăng lên, trông thấy Trương Nhược Trần ánh mắt, liền vội vàng hỏi chủ nhân có cái gì phân phó. Lưu tại nơi đây, trông coi đầu khoáng mạch này, không cho phép bất luận cái gì thánh cảnh sinh linh tới gần. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại từ trong càn khôn giới, gọi ra một nhóm thiên cực cảnh cùng ngư long cảnh tu sĩ, để bọn hắn nghe theo ma âm mệnh lệnh, khai thác trong mỏ quảng khoáng thạch trong mỏ quảng thiên địa thánh khí tương đương nồng hậu dày đặc đối bọn hắn tu luyện cũng có sự giúp đỡ to lớn đầu này huyền cổ khoáng mạch có kinh người giá trị chỉ cần nắm giữ ở trong tay trương nhược trần liền có thể đạt được liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện cùng tài phú đương nhiên càng trọng yếu hơn chính là khoáng mạch có thể ẩn dục suốt thần thạch thần thạch là trương nhược trần trước mắt thứ cần thiết nhất rời đi huyền cổ khoáng mạch trương nhược trần liền để cho tề sinh cùng huỳnh hoặc dẫn đường tiến về tề khiếu thiên chỗ ẩn thân tại trương nhược trần trong tiềm thức đã đem vân võ quận quốc cùng huyền hoang cảnh mảnh địa vực này, chia làm lãnh địa của hắn. Tề khiếu thiên tồn tại, chính là một cái cự đại uy hiếp. Tề khiếu thiên muốn luyện chế thiên thọ huyết đan, thậm chí là vạn thọ huyết đan, nhất định là muốn tàn sát rất nhiều nhân loại vô tội, trương nhược trần há có thể dung hứa hắn tiếp tục sống sót. Lạc thủy bờ đông, dãy núi thay nhau nổi lên, ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm. Kim Bộ Long liễn đi đến một tòa bị xương trắng bao trùm sơn nhạc dưới núi, ngừng lại. Trong núi, phong cảnh tú lệ, phong thanh nước triệt, ngoại trừ có man thú tiếng hô, căn bản nhìn không ra giống như là một chỗ có dấu bất tử huyết tộc hung địa. Tề sinh cùng huỳnh hoặc liếc nhau, lộ ra một đạo mịt mờ ý cười. Tề khiếu thiên cũng không phải thạch khai, đó là một vị đế tử, mà lại tu vi đạt tới chín bước thánh vương quy tắc đại thiên địa cảnh giới, sau so thạch khai không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Không chỉ có như vậy, trong tòa núi cao này, còn bố trí có mười mấy tòa đại trận. Lấy trương nhược trần tu vi hiện tại, muốn đối phó tề khiếu thiên, chính là lấy trứng trọi đá hiện tại duy nhất biến số, chỉ sợ sẽ là nữ tử cùng Trương Nhược Trần đồng hành kia. Nàng sẽ là tề khiếu thiên đối thủ sao? Kỳ phạm tâm đứng dưới chân núi, hướng lên nhìn ra xa, nhìn ra một chút mánh khóe, nói trong núi hẳn là có một vị trận pháp thánh sư. Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn, thấy được trận pháp minh văn vết tích, nói bát phẩm trận pháp liền có ba tòa, thất phẩm trận pháp càng là có 14 tòa nhiều, đích thật là trận pháp thánh sư thủ đoạn. Hơn nữa, còn là tương đương lợi hại trận pháp thánh sư. Người công đến phá sao? Kỳ Phạm Tâm nói, có thể thử một lần. Trương Nhược Trần trước đem 18 cán trận kỳ đánh ra ngoài, cắm ở sơn nhạc 18 cái phương vị, đem nơi này bắt đầu phong tỏa, để phòng có bất tử huyết tộc chạy đi. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đem lực lượng toàn thân rót vào Hỏa Thần Quyền Sáo, lập tức bầu trời phong vân biến ảo, từng tầng từng tầng mây mù màu đen phun trào mà đến, trên mặt đất nổi lên kịch liệt sức gió. Trương Nhược Trần như là Hỏa Thần phụ thể đồng dạng, toàn thân tản mát ra ánh sáng màu đỏ thắm một cố cường đại thần uy từ trong hỏa thần quyền sáo phóng xuất ra Âm âm, trương nhược trần một trường đánh ra một cái dài đến hơn 300 trăm mét hỏa diễm thủ ấn đánh tan bao phủ sơn nhạc xương trắng đánh vào trên ngọn núi bành bành liên tiếp ba tầng trận pháp màn sáng bị trương nhược trần trưởng lực đánh nát trong sơn nhạc bay ra 12 con huyết nhãn mỗi một cái huyết nhãn đều có huyết đầm lớn như vậy lơ lửng giữa không trung liên tiếp làm một thể có ngàn vạn đạo trận pháp minh văn ở phía trên sen lẫn ngăn trở hỏa diễm thủ ấn Chói lọi ánh lửa, chiếu rọi giữa thiên địa, ẩn thân ở trong lòng núi bất tử huyết tộc, nhao nhao bay ra, quạt huyết rực, đứng trên không trung, ánh mắt hướng ngoài núi nhìn lại. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú vào tề sinh cùng huỳnh hoặc trên thân. Một vị tu vi đã tới tám bước thánh vương bất tử huyết tộc, quát lớn một tiếng, "Tề sinh, người dám đem thiên đình giới tu sĩ dẫn tới nơi này, là muốn phản bội khiếu thiên đế tử đại nhân sao?" Huỳnh hoặc nói, "Tề tăng đại nhân, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không làm như thế, vị kia tên là tề tăng bất tử huyết tộc không thèm để ý tề sinh cùng huỳnh hoặc hư lạnh một tiếng chỉ là hai cái thiên đình giới tu sĩ cũng dám đến tiến đánh vạn ổ sơn vừa vặn giết các ngươi lấy các ngươi thánh huyết vì khiếu thiên đế tử luyện chế thiên thọ huyết đan trong núi trận pháp toàn bộ vận chuyển lại trong đó trong một tòa bát phẩm công kích đại trận bay ra một tòa lại một tòa băng tinh đại sơn hướng trương nhược trần cùng kỳ phạm tâm vị trí bay qua trên mặt đất pha chạm ra từng cái hố to hố to chung quanh hơn 10 dặm mặt đất trong nháy mắt chính là biến thành mặt băng. 500 dặm bên ngoài, ngốc tử cùng đồ tể đứng tại một tòa hồ nhỏ ven hồ, nhìn ra xa vạn ổ sơn phương hướng. Thiên nữ điện hạ, xem ra không cần chúng ta xuất thủ, đã có người đi thu thập tề khiếu thiên. Ngốc tử cười hì hì nói, đồ tể phát hiện cắm ở vạn ổ sơn bốn phía từng thanh trận kỳ, sờ lên cái cằm, nói, người thọt kia cũng quá gan lớn, cũng dám đi cùng tề khiếu thiên khiêu chiến, tu vi của bọn hắn tranh lệch, cũng không phải bình thường to lớn. Ngốc tử nói, người thọt không phải mời một người trợ giúp thôi. Đồ tể lắc đầu, nói tề khiếu thiên tu vi, tại trong quy tắc đại thiên địa chín bước thánh vương, đều xem như cường giả. Nếu là người thọt, đoán sai thực lực của hắn, đoán chừng là phải xui xẻo. Một vị nữ tử, đứng tại ven hồ, có từng vòng từng vòng thánh khí quang hoàn bao khỏa thân thể mềm mại, trên mặt càng là mang theo mạng che mặt, bởi vậy, thấy không rõ dung mạo của nàng, chỉ có thể nhìn thấy, nghi tâm tựa hồ là có một chiếc mắt nằm dọc. Người thọt là ai, nàng hỏi, chính là một cái thích xen vào chuyện của người khác người thọt, bất quá người thọt cũng khác thường tại thường nhân địa phương, là một cái cực kỳ hiếm thấy đến không gian tu sĩ. Lập tức, đồ tể liền đem bọn hắn gặp được người thọt, Hắc Phượng Hoàng, Bạch Chu Tước sự tình, giảng thuật cho vị kia thiên nữ điện hạ. Chương 1812, Tề Khiếu Thiên đối chiến Bách Hoa Tiên tử. Bờ sông vị kia thiên nữ điện hạ, tự nhiên chính là thiên sơ văn minh đệ nhất thiên chi kiều nữ, thiên sơ tiên tử là cơ. Thiên sơ tiên tử một đôi mắt hạnh, lưu động hào quang kỳ dị, nhìn chăm chú 500 dặm bên ngoài dưới vạn ổ sơn mấy người, nói, người thọt kia tu luyện không gian chi đạo. Không sai, thế nào? Chẳng lẽ thiên nữ điện hạ biết hắn là ai? Đồ tể đối với người thọt rất có hảo cảm, lộ ra cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Trầm mặc nửa ngày, thiên sơ tiên tử lắc đầu, nói, người này tinh thần ý chí, cực kỳ cường đại, tại dưới đại thánh tương đương hiếm thấy. Có được hắn mạnh như vậy tinh thần ý chí tu sĩ, ta đã thấy, không cao hơn ba cái. Đồ tể cùng ngốc tử đều biết, thiên nữ điện hạ con mắt đặc biệt thần kỳ có thể trông thấy tu sĩ tinh thần ý chí cường độ thiên sơ tiên tử cho người thọt cao như vậy đánh giá để bọn hắn giật nảy cả mình nói như thế người thọt khẳng định không phải người bình thường chẳng lẽ là một vị nào đó thần linh đệ tử đồ tể nói thiên sơ tiên tử trong đầu hiện ra một bóng người chính là lúc trước nam tử tại phong thần đài cùng nàng từng có một đoạn nhân duyên kia hắn cũng là không gian tu sĩ cũng có được không kém gì người thọt tinh thần ý chí đáng tiếc Gia hỏa vô tình kia, đem thần tuyền cho nàng đằng sau, liền tiêu thanh mịch tích, cũng không có xuất hiện nữa, vô luận nàng làm sao tìm được cũng không tìm tới. Như nhân gian bốc hơi, có lẽ hắn thấy, đưa nàng thần tuyền về sau, hai người liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, không cần gặp lại. Sau một lúc lâu, thiên sơ tiên tử mới từ trong suy nghĩ của mình đi ra, lại nói, người thọt xin mời giúp đỡ, cũng không phải một nhân vật đơn giản, tinh thần ý chí không thể so với người thọt yếu bao nhiêu. Ngốc tử quá sợ hãi, nói thật hay giả nhân vật như vậy hiếm thấy đến cực điểm, làm sao lại lập tức toát ra hai cái. Vị giúp đỡ kia là ai, không phải là trên thánh vương công đức bảng cường giả ha? Thiên sơ tiên tử nói, nàng biến hóa dung mạo, thấy không rõ chân thân. Bất quá, nhân vật như nàng, nhất định là danh chấn vạn giới cường giả, chỉ cần xuất thủ, ta hẳn là có thể xem thấu thân phận của nàng. Hắc hắc, gặp được hai người kia, tề khiếu thiên chỉ sợ là đến xui xẻo. Đồ tề nở nụ cười, Trương Nhược Trần vận dụng không gian Nazi, tránh đi vài tòa băng sơn, bàn chân đạp một cái, vào tới vạn ổ sơn giữa không trung, toàn thân thánh khí điên cuồng vận chuyển. Ngay sau đó, từng đạo không gian quy tắc hội tụ đến cánh tay. Phá cho ta, một đạo dài đến vài dặm vết nứt không gian bảy biển ra đến, tựa như Trảm Thiên chi nhận, bổ về phía tòa kia bát phẩm công kích đại trận. Âm ầm, cho dù là bát phẩm trận pháp, cũng ngăn cản không nổi lực lượng không gian, đại lượng trận văn bị vết nứt không gian chặt đứt. Trận pháp trở nên rách nướp, cũng không còn cách nào ngăn cản Trương Nhược Trần. Rơi xuống đất, Trương Nhược Trần nhấc lên trầm uyên cổ kiếm, bằng tốc độ nhanh nhất, phóng tới đỉnh núi. Đồng loạt ra tay, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn xâm nhập vạn ổ sơn. Lấy tề tăng cầm đầu bất tử huyết tộc tu sĩ, phát động phô thiên cái địa thủ đoạn công kích, ngăn cản Trương Nhược Trần bước chân. Bất tử huyết tộc số lượng đông đảo, tựa như như châu chấu, bay ở Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, che khuất bầu trời. Bọn hắn có bắn ra thánh tiến, có đánh ra thánh khí, có kết thành từng đạo huyết thủ ấn trương nhược trần không chỉ có không sợ ngược lại phóng xuất ra cuồn cuộn thánh uy chiến ý liên tục tăng lên đối đầu bất tử huyết tộc giết không tha thiên thủ long tượng trương nhược trần dẫn theo đẫm máu trầm uyên cổ kiếm tay trái hướng về bầu trời một kích lập tức ngàn vạn đạo trưởng ấn ngưng kết đi ra đánh vào một đám bất tử huyết tộc tu sĩ trên thân bành bành từng vị bất tử huyết tộc tu sĩ như mưa rơi đồng dạng hạ lạc hóa thành tàn thi bùn máu tử thương vô số phốc phốc trương nhược trần hóa thành một đạo tàn ảnh vào tới một vị thánh vương cảnh bất tử huyết tộc trước người, một kiếm xuyên thấu mi tâm của hắn. Trường kiếm hướng phía dưới nhấn một cái, liền đem nó thánh khu chém thành hai khúc. Muốn chết, tề tăng phát ra một tiếng bạo giống, từ trên núi đáp xuống, hóa thành một đầu huyết khí trường hà, trong nháy mắt đến trương nhược trần sau lưng, một đạo quyền ấn công phạt ra ngoài. Hắn người mặc bách thánh huyết khải, kích phát ra bách thánh chi lực, một quyền này uy thế, có thể nói là chấn thiên động địa. Những bất tử huyết tộc tu sĩ kia, biết rõ tề tăng lợi hại, vội vàng hướng về sau lùi lại, sợ bị quyền kình dư ba đánh trúng trương nhược trần quay người huy kiếm bổ đi ra cùng tề tăng quyền ấn đụng nhau bành huyết khí cùng kiếm khí bạo trùng hướng tứ phương chấn động đến ngọn núi sụp đổ một mảng lớn tề tăng có chút chật vật bay rất ra ngoài cánh tay đau đớn muốn nứt trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi hắn toàn lực ứng phó bạo phát đi ra một kích lại còn không bằng đối phương tiện tay một kiếm trương nhược trần điều động kiếm bát có kiếm ý lập tức trong tay trầm uyên cổ kiếm bay ra ngoài hóa thành một đạo lưu quang màu đen bay thẳng tề tăng trên thân kiếm, bao trùm có một tầng kiếm cương, tề tăng lần nữa kích phát ra bách thánh chi lực, 100 tôn thánh giả hư ảnh, đứng ở thân thể tứ phương, tất cả lực lượng đều hội tụ đến hai tay, cùng trầm uyên cổ kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Âm ầm cánh tay vị trí huyết khải, đúng là vỡ vụn, kiếm khí đem hắn hai tay cắt chém đến máu me đầm đìa cơ hồ là phế bỏ. Trông thấy trầm uyên cổ kiếm giữa không trung vẽ ra một cái đường cong, lại thì chuyển bay tới, tề tăng giật nảy mình, thân thể hóa thành trạng thái khí huyết vụ, hướng đỉnh núi phương hướng bỏ chạy đế tử đại nhân cứu ta lưu quang màu đen đuổi sát đang giận thái huyết vụ phía sau càng ngày càng gần mắt thấy là phải đem hắn đánh chúng tại sống chết trước mắt này một tôn màu đỏ như máu đỉnh lô từ trong lòng núi bay ra va chạm trên trầm uyên cổ kiếm đem hắn đánh cho bay ra ngoài cắm vào tiến đối diện sơn nhạc trong lòng núi trong huyết vụ trạng thái khí tề tăng một lần nữa ngưng tụ ra thân hình trong miệng thở hổn hển hắn nhìn xem treo giữa không trung đỉnh lô lập tức hoàn toàn yên tâm đó là khiếu thiên đế tử huyết tế thánh lô không chỉ có là đại thánh cổ khí, càng là một kiện bát diệu vạn văn thánh khí. Một khi kích hoạt huyết tế thánh lô, chỉ cần một vệt sáng, liền có thể đem người thọt kia đánh nát thành bột mịn. Theo huyết tế thánh lô xuất hiện, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đỏ như máu, một cỗ cực kỳ nặng nề khí tức bao phủ thiên địa, để Trương Nhược Trần đều cảm giác được hô hấp khó khăn. Bất tử huyết tộc tu sĩ, quy xuống một mảng lớn, đều tại lễ bái, đế tử đại nhân, thánh pháp thông thiên. Côn Lôn chư thánh, cúi đầu xưng thần, đế tử đại nhân, thánh pháp thông thiên, Côn lôn chư thánh, cúi đầu xưng thần, cúi đầu xưng thần, tề khiếu thiên cho là mình vô địch thiên hạ hay sao? Trương Nhược Trần thu hồi trầm nguyên cổ kiếm, đồng thời đem dịch hoàng cốt trượng lấy ra, nhấc trong tay. Tề khiếu thiên đi ra, đứng tại vạn ổ sơn đỉnh cao nhất địa phương, trên người lưu động lấy lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc. Khí độ kia, tựa như một tôn cái thế ma thần. Một vị mặc bát quái trận bào còng xuống lão tẩu, đứng tại tề khiếu thiên bên cạnh, trong tay dẫn theo một cây kim loại thánh trượng, thánh trượng đỉnh chóp, có một con tam đầu biên bức màu vàng. Con rơi mọc ra ba cái đầu kia, lại cũng có cường đại thánh uy tiêu tán đi ra, trên người có ba loại khác biệt năng lượng đang lưu động. Lão tàu kia, tên là Chu Hạp, tinh thần lực đạt tới cấp 58 đỉnh phong. Càng thêm đáng sợ là, hắn ở trên trận pháp chi đạo tạo nghệ, so rất nhiều thánh sư đều muốn lợi hại. Tề khiếu thiên ánh mắt, khóa chặt ở trên thân trương nhược trần, lập tức cười to, tốt người cái người thọt, bản đế tử còn không có đi tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngược lại là trước đánh lên cửa lực lực của ngươi ngược lại là thật rất mạnh, đáng giá bồi dưỡng. Cho ngươi một lựa chọn, hoặc là làm bản đế tử huyết nô, hoặc là bị bản đế tử luyện thành thánh huyết, uống một hớp hết. Tề khiếu thiên mặc dù cuồng ngạo, nhưng lại hoàn toàn chính xác cho Trương Nhược Trần tạo thành áp lực không nhỏ. Lấy Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới hiện tại, cùng hắn giao thủ, thua không nghi ngờ. Nhưng, Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng không gian đào tẩu, tề khiếu thiên lại là căn bản lưu không được hắn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, cười lớn một tiếng, tề khiếu thiên, người tại thiên đình giới trên địa ngục thập tộc vạn tà lục nguy hiểm chỉ số cũng liền cấp 5. So người nguy hiểm hơn cường giả nhiều không kể xiết, người có tư cách gì, như vậy tùy tiện. Không thể không nói, địa ngục thập tộc vạn tà lục đích thật là để tề khiếu thiên có chút tức giận. Hắn dù sao cũng là quy tắc đại thiên địa cao thủ, vậy mà nguy hiểm chỉ số mới cấp 5, để hắn cảm thấy rất mất mặt. Những tu sĩ cùng hắn cùng cảnh giới khác kia, rất nhiều nguy hiểm chỉ số đều là cấp 6. Tề khiếu thiên thẹn quá hóa giận, phát ra tối hậu thư, nói cho bản đế tử quỳ xuống, nếu không, chết. Một cái chữ chết, hình thành cường hoành không gì sánh được sóng âm, đem dưới núi rất nhiều bất tử huyết tộc đều chấn động đến thất khiếu chảy máu. Trương Nhược Trần cũng là lui về phía sau năm bước, lấy dịch hoàng cốt trượng chống đất, mới là ổn định thân hình, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là quy tắc đại thiên địa cảnh giới, một đạo sóng âm đều đáng sợ như thế. Trương Nhược Trần ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương hoa, quay đầu đi, chính là trông thấy kỳ phạm tâm mỹ lệ thân hình. Tề khiếu thiên tính mệnh, có thể đổi lấy không ít điểm công đức. Kỳ phạm tâm động tác rất yêu nhã, từ trên đầu gỡ xuống một cây châm vàng, nắm ở trong tay. Lập tức, một đầu tóc dài đen nhánh, như là thác nước tán lạc xuống, rối tung tại tuyết trắng khuôn mặt hai bên. Hoa, sau một khắc, từng tầng từng tầng thánh lực sóng ánh sáng, từ trên châm vàng nổi lên, bộc phát ra tứ diệu viên mãn lực lượng, ngũ diệu viên mãn lực lượng, lục diệu viên mãn lực lượng. Khi châm vàng bộc phát ra thất diệu viên mãn lực lượng thời điểm, toàn bộ vạn ổ sơn không khí đều nặng nề vạn lần giống như hóa rắn thánh vương phía dưới tu sĩ toàn bộ đều không thể động đậy tề khiếu thiên thốt nhiên biến sắc có thể kích phát ra thất diệu viên mãn lực lượng tu sĩ cũng không phải hạng người hời hợt tề khiếu thiên hai tay nắm giơ lên lòng bàn tay bay ra hai cây huyết khí quang trụ đánh vào tiến huyết tế thánh lô bạch kỳ phạm tâm không có cho tề khiếu thiên dẫn động huyết tế thánh lô cơ hội trong tay châm vàng bay ra ngoài châm vàng như là một cái thiêu đốt lên phượng hoàng cùng không khí đối xung hình thành thanh âm, một mực truyền đến bên ngoài mấy trăm dặm, thanh thế cực kỳ to lớn, tựa hồ có thể đem thiên khung đều xé toạc ra. 500 dặm bên ngoài hồ nước, Thiên Sơ Tiên tử trong mắt hiện ra một tia sáng, ôn nhu nói, nguyên lai là nàng. Lấy nàng thân phận, làm sao lại đi vào Lạc Thủy? Giờ phút này, huyết tế thánh lô lực lượng còn không có dẫn động đi ra, chỗ nào chống đỡ được bộc phát ra thất diệu viên mãn lực lượng châm vàng. Tề Khiếu Thiên ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng, vội vàng tay lấy ra phù lục, đem hắn đánh đi ra bành, phù lục sụp đổ mà ra, hóa thành một cái cao mấy chục mét đại đỉnh màu xanh, cùng châm vàng đụng thẳng vào nhau. Rất hiển nhiên, tấm phù lục kia là cực kỳ chân quý phòng ngự bảo vật, ngăn trở kỳ phạm tâm một kích này, khiến cho Tề Khiếu Thiên tránh thoát một kiếp. Nắm lấy cơ hội, Tề Khiếu Thiên khống chế huyết tế thánh lô, hướng kỳ phạm tâm cùng Trương Nhược Trần vị trí oanh kích xuống dưới. Các ngươi cũng nếm thử huyết tế thánh lô lợi hại. Chương 1813, trận pháp thánh sư Chu Hạp. Huyết tế thánh lô, khổng lồ như vậy một vào cung điện, Mặt ngoài hiện ra tầng tầng huyết quang, bộc phát ra thất diệu viên mãn lực lượng. Lực lượng ba động so châm vàng còn cường đại hơn một chút, còn chưa rơi xuống, chính là chấn động đến vạn ổ sơn bên ngoài đại địa, liên miên liên miên vỡ ra, hoa cỏ cây cối trong nháy mắt tan thành mây khói. Vạn ổ sơn có trận pháp minh văn bảo hộ, mới không có bị huyết tế thánh lô lực lượng ép tới sụp đổ. Trương nhiều Trần cả người xương cốt tại ken két vang động, hai chân không bị khống chế, hướng dưới nền đất chìm, nhục thân như muốn bị cỗ lực lượng kinh khủng kia chấn động đến vỡ nát thất diệu viên mãn lực lượng đúng là cường đại như thế, đã có thể chấn sát chín bước thánh vương. Trương Nhược Trần vội vàng điều động tinh thần lực, rót vào dịch hoàng cốt trượng. Cốt trượng tản mát ra ngập trời tà khí, hóa thành một tôn bộ xương màu đen, ngửa mặt lên trời thét dài. Kỷ Phạm Tâm thì là ra tay trước một bước, môi đỏ khẽ đọc một tiếng, Thủy Nguyệt Thiên Quang Kính. Ngón tay tuyết trắng như ngọc, hướng trên không điểm một cái. Đại lượng thánh đạo quy tắc đan vào một chỗ, cùng thánh khí dung hợp, hóa thành một mặt màu trắng thánh kính, rất như là một vòng đường kính mấy chục trượng trăng tròn, cùng huyết tế thánh lô đụng nhau. Thánh kính màn sáng, chỉ là một lớp mỏng manh, Trương Nhược Trần rất lo lắng nó trong nháy mắt liền sẽ bể nát. Ngoài dự liệu chính là, bộc phát ra thất diệu viên mãn lực lượng huyết tế thánh lô, đúng là không có thể đem nó công phá. Thiên quang thuật pháp một sách, tại thiên nhị giới địa vị, giống như là côn lôn giới lục đại kỳ thư. Thủy nguyệt thiên quang kính, chính là trên thiên quang thuật pháp phòng ngự mạnh nhất loại trung giai thánh thuật, dung nhập thánh đạo quy tắc càng nhiều, lực phòng ngự càng là cường đại. Trừ cái đó ra, kỳ phạm tâm còn điều động chân lý quy tắc, gia trì trên thủy nguyệt thiên quang kính đi, khiến cho lực phòng ngự tăng cường mấy lần. Làm sao có thể, tề khiếu thiên bị kinh sợ, theo tề khiếu thiên, nữ tử kia tựa hồ là không cần tốn nhiều sức, liền ngăn trở huyết tế thánh lô. Kỳ phạm tâm chiêu này, cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực tâm lý. Bá, châm vàng bay trở về, lần nữa công hướng tề khiếu thiên. Tề khiếu thiên không thể không thu hồi huyết tế thánh lô, ngăn tại trước người, cùng châm vàng đụng nhau. Liên tiếp đụng nhau mấy chục đòn, vạn ổ sơn bị phá hư đến không còn hình dáng, rất nhiều nơi đều tại sụp đổ. Cho dù là có bát phẩm phòng ngự trận pháp gia trì, cũng vô pháp một mực ngăn cản thất diệu viên mãn lực lượng trùng kích. Tề khiếu thiên bắt đầu sinh ra thoái ý, cảm thấy mình hơn phân nửa không phải nữ tử kia đối thủ, tiếp tục cùng chết, khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Thế là, tề khiếu thiên hướng tề tăng hạ lệch để hắn dẫn đầu bất tử huyết tộc tu sĩ trước một bước rút đi còn muốn đi trương nhược trần vận dụng không gian na di vượt ngang hư không dáng lâm đến trong một đám bất tử huyết tộc tu sĩ lập tức điều động tịnh diệt thần hỏa từ thể nội tuôn ra là tịnh diệt thần hỏa mau trốn thần diếm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa ta huyết ách thánh thể không không bản thánh không muốn chết bất tử huyết tộc tu sĩ hóa thành từng cái hỏa cầu từ không trung rơi xuống thánh vương cảnh giới trở xuống bất tử huyết tộc, dính lên thần diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa, hẳn phải chết không nghi ngờ, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Cũng không lâu lắm, bất tử huyết tộc tử thương vô số, chỉ còn 12 vị bất tử huyết tộc thánh vương, còn tại đào mệnh. Đi chết đi, tề tăng hận ý ngập trời, hai mắt xích hồng như máu. Trong đôi huyết đồng kia, tuôn ra hai đạo bén nhọn cột sáng, như là mũi tên bay ra, bay thẳng hướng Trương Nhược Trần. Đó là một loại trung giai thánh thuật xích luyện ma đồng, uy lực vô tận, có thể đoạn sơn nhạc, chém dòng sông, cho dù cách trăm giảm, cũng có thể đánh giết địch nhân. Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó thôi động thể nội thánh khí, trong tay trầm uyên cổ kiếm, vẽ ra một vòng tròn, hình thành kiếm mạc, đem hai đạo huyết sắc ánh mắt quang trụ kia ngăn trở. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần ngón tay bóp thành kiếm quyết, hướng lên bầu trời một chỉ. Cường đại kiếm ý phát ra, dẫn tới thiên địa quy tắc phát sinh trình độ nhất định cải biến. Tề tăng trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện đại lượng lôi điện. Đôm đốp, những lôi điện kia xoay quấn ở cùng một chỗ, hóa thành một đạo lôi điện cự kiếm xuyên thẳng mà xuống đánh vào tề tăng đỉnh đầu lôi điện tựa như mạng nhện đồng dạng đem hắn thân thể bao phủ tiêu tán đi ra lôi điện dư ba thì là trùng kích tại mặt đất như là màu tím sóng nước hướng tứ phương lan tràn những nơi đi qua mặt đất trở nên cháy đen trương nhược trần thi triển một chiêu này chính là chân nhất lôi hỏa kiếm quyết là côn lôn giới cấp cao nhất kiếm quyết một trong cho dù tề tăng có bách thánh huyết khải bảo hộ gặp một kiếm này cũng là chịu cực nặng thương thế quỳ một chân trên đất trong huyết khải thân thể của hắn đã là máu thịt be bét. Âm ầm, Trương Nhược Trần kết xuất một đạo đại thủ ấn, oanh kích xuống dưới, đem Tề Tăng đập nát thành bùn máu. Liền ngay cả Bách Thánh huyết khải đều hóa thành mảnh kim loại. Bất quá, bị Tề Tăng ngăn trở trong khoảng thời gian này, những bất tử huyết tộc thánh vương khác kia thì là đã trốn xa, có thậm chí chạy trốn tới 500 dặm bên ngoài. Một vị bất tử huyết tộc thánh vương, một khi triển khai trả thù, lực phá hoại không thể khinh thường. Tuyệt không thể thả bọn họ đào tẩu, toàn diện đều được lưu lại. Trương Nhược Trần lấy ra thanh thiên cung cùng bạch nhật tiến, không tách ra cung kéo dây cung, như là một vị tuyệt đại tiến thần đem những bất tử huyết tộc đào tàu kia từng cái đánh giết, biến thành từng đám từng đám huyết vụ. Thấy cảnh này, Tề Khiếu Thiên tức giận gào thét, phảng phất muốn ăn người đồng dạng, quát tên thọt chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Trương Nhược Trần lần nữa kéo ra Thanh Thiên Cung, đem Bạch Nhật Tiến nhắm ngay Tề Khiếu Thiên. Băng, Trương Nhược Trần buông ra dây cung, lập tức, một cỗ cường đại khí lãng tan ra bốn phía, khiến cho phương viên mấy trăm trượng đều là cát bay đá chạy. Bạch Nhật tiến hóa thành một đạo quang toa, kéo lấy cái đuôi thật dài, đánh về phía Tề Khiếu Thiên mi tâm. Tề Khiếu Thiên đấm ra một quyền, cùng Bạch Nhật tiến đụng thẳng vào nhau, đem hắn bắn bay ra ngoài. Tề Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, tại bản đế tử xem ra, người tên bắn ra, cùng tiểu hài tử bắn ra mũi tên gỗ một dạng buồn cười. Trương Nhược Trần thu hồi Bạch Nhật tiến, nhún vai cười một tiếng, giống người ra hỏa khinh địch tự ngạo này, lại có thể sống đến bây giờ, thật đúng là một cái kỳ tích. Lấy trương nhược trần tu vi hiện tại, sức mạnh bùng lên, dù sao cũng có hạn, bắn giết không được tề khiếu thiên loại cường giả cấp bậc kia, là chuyện rất bình thường. Nhưng, trên bạch nhật tiến, lại khắc lục có thời gian ấn ký. Mũi tên, có lẽ không cách nào bắn giết địch nhân, có thể chỉ cần thời gian ấn ký, rơi xuống trên người địch nhân, liền có thể chém dụng địch nhân đại lượng thọ nguyên, khiến cho địch nhân tiến vào trạng thái hư nhược. Trương Nhược Trần rõ ràng trông thấy, một đạo thời gian ấn ký, rơi vào tề khiếu thiên trên thân. Tề khiếu thiên vốn là đang cười nhạo Trương nhiều Trần không biết tự lượng sức mình, thế nhưng là sau một khắc, một cỗ cảm giác suy yếu lan tràn toàn thân, hai cỗ lắc lắc, toàn thân bốc lên đổ mồ hôi, đúng là có chút không nắm được huyết tế thánh lô. Tại sao có thể như vậy? Ta chúng độc sao? Không đúng, đây là... Phốc phốc, kỳ phạm tâm đánh ra châm vàng, đánh xuyên tề khiếu thiên phần bụng, hình thành một cái xuyên thấu lỗ máu. Tề khiếu thiên cả người tựa như là quả bóng xì hơi đồng dạng, khi thế càng ngày càng yếu, có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Lúc trước, hắn vẫn chỉ là cảm thấy hôm nay rất không may, vậy mà gặp được người thọt cùng nữ tử thần bí kia mạnh mẽ như vậy địch nhân. Nhưng là bây giờ, hắn đã cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Trốn, lập tức trốn, Tề Khiếu Thiên nuốt xuống một ngụm đại thánh thánh huyết, khôi phục một chút lực lượng, vội vàng thu hồi huyết tế thánh lô, quạt trên lưng huyết rực, hóa thành một đạo huyết quang, xông vào tầng mây, muốn chạy trốn. Cùng lúc đó, vị kia trận pháp thánh sư Chu Hạp đem trong vạn ổ sơn trận pháp, toàn bộ khởi động. Hắn muốn bằng vào trận pháp, vây khốn Kỳ Phạm Tâm, là đào mệnh tranh thủ thời gian. Kỳ Phạm Tâm quay đầu lại, hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm một chút, nói trận pháp thánh sư kia, giao cho ngươi tới thu thập, ta đi lấy tể khiếu thiên tính mệnh. Không có vấn đề, Trương Nhược Trần cười nói. Chu Hạp ngồi tại trên tam đầu biên bước màu vàng, bay ở giữa không trung cấp tốc trốn xa, nghe được Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm đối thoại, trong lòng không khỏi cười thầm. Người thọt kia cũng quá tự cho là đúng lão phu cũng không phải tề tăng. Người nếu thật đuổi theo, vừa vặn đưa người bắt, luyện thành một bộ huyết nô. Chu Hạp căn bản không sợ Trương Nhược Trần, sợ chính là kỷ phạm tâm. Nhưng là, kỷ phạm tâm đã bị vạn ổ sơn trận pháp vây khốn, không có một hai canh giờ thời gian, không có khả năng trở ra tới. ầm ầm vạn ổ sơn phương hướng, vang lên một tiếng vang thật lớn. Chu Hạp sắc mặt biến đổi, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nữ tử thần bí kia đúng là xông phá tầng tầng trận pháp tựa như bay trên trời tiên tử đồng dạng xông vào trong mây, tiến đến truy sát Tề Khiếu Thiên. Cái này, làm sao có thể, Nguyên Quang Kim Quy trận, Tam Tài Huyền Hoàng trận đều là bát phẩm trận pháp, còn có mấy tòa thất phẩm trận pháp, thế mà đều khốn không được nàng. Nàng đến cùng là thần thánh phương nào? Chu Hạp vội vàng cấp Tam Đầu Biên bức hạ mệnh lệnh, để nó đổi một cái phương hướng trốn. Nữ tử thần bí kia, một khi chém Tề Khiếu Thiên, khẳng định sẽ còn đối phó hắn. Trước đó, hắn nhất định phải trốn được càng xa càng tốt. Kỳ thật lúc trước kỳ phạm tâm vẫn luôn chỉ là sử dụng thánh đạo lực lượng cùng tề khiếu thiên giao thủ cho nên mới để chu hạp cảm thấy hai người bọn họ thực lực tại sàn sàn với nhau trên thực tế kỳ phạm tâm tinh thần lực tạo nghệ càng thêm cường đại vừa rồi kỳ phạm tâm chính là sử dụng tinh thần lực phá vỡ những trận pháp kia người muốn chạy trốn đi nơi nào chu hạp hướng trên đỉnh đầu vang lên một thanh âm trương nhược trần từ trong hư không đi ra kéo lấy một đạo dài chừng 10 trượng kiếm bộc chém thẳng vào xuống dưới lập tức có hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí ngưng tụ ra, ở giữa phiến thiên địa này xuyên thẳng qua. Chu Hạp vội vàng dơ lên trong tay thánh trược, hướng trên không điểm một cái. Hoa, một tòa trận bàn hình tròn hiển hiện ra, xoay chậm chậm, cùng thác nước đồng dạng kiếm khí đụng nhau cùng một chỗ, ngăn cản được Trương Nhược Trần công kích. Người thọt, người đuổi đi lên, chính là muốn chết. Chu Hạp mặt mo khô quắt kia, lộ ra một đạo giữ tận ý cười, khẽ đọc một tiếng, vạn hướng quỷ tỏa. Trong trận bàn kia, vang lên rầm rầm thanh âm, mấy chục đầu cỡ thùng nước xiềng xích, phóng lên tận trời, tựa như cương thiết cự long, hướng Trương Nhược Trần quấn quanh đi qua. Đều nói trận pháp thánh sư thủ đoạn nhiều, rất khó đối phó, quả nhiên là có chút phiền phức. Trương Nhược Trần lần nữa thi triển không gian na di, xuất hiện đến Chu Hạp sau lưng, một kiếm như lưu quang màu đen, đâm tới. Chu Hạp con mắt nhìn qua thoáng nhìn, lập tức hai tay triển khai, trên bát quái trận bảo hiện ra lít nha lít nhít minh văn, hình thành một tòa màu vàng trận pháp. Trầm Uyên cổ kiếm đánh vào trên trận văn, giống như đâm vào một cái vòng xoáy, đem kiếm cùng Trương Nhược Trần đều hướng trong nước xoáy lôi kéo. Hoa, Chu Hạp nhanh chóng cởi bát quái trận bào, trong miệng đọc lên một chữ thu, đem Trương Nhược Trần thu nhập vào trong bào. Ha ha, chỉ bằng ngươi một cái người thọt, cũng nghĩ cùng một vị trận pháp thánh sư đấu, không biết tự lượng sức mình. Chu Hạp trong tay bát quái trận bào, là do gia thanh hống thú hoàng luyện chế mà thành, cho dù là vạn văn thánh khí cũng xé rách không ra. Triển khai là áo bào, thu lại là một cái túi, có vô số minh văn sen lẫn ở phía trên, có thể giam cầm chín bước thánh vương cấp bậc cường giả. Chu Hạp rơi xuống tam đầu biên bước trên lưng, tiếp tục hướng chân trời bay đi. Nhưng là, trong tay hắn túi áo, lại là không ngừng chấn động, khi thì biến lớn, khi thì thu nhỏ, chống hình thù kỳ quái, phảng phất là muốn phá toái đồng dạng. Chương 1814 Tu La. Chu Hạp vỗ vỗ trong tay túi áo, lạnh buốt cười một tiếng, vô dụng, túi này là dùng ra thanh hống đại thánh, luyện chế mà thành, lại khắc lục có một loại thượng cổ cửu phẩm trận pháp tàn văn, người đối với nó phát động công kích những công kích kia nhất định phản rơi xuống chính ngươi trên thân đừng lại ý đồ phản kháng ngoan ngoãn làm lão phu huyết nô chu hạp đối với bát quái trận bào rất có lòng tin đây là hắn tương đương yêu thích một kiện kỳ bảo bằng vào nó không biết bắt giết qua bao nhiêu cường địch xoạt bỗng dưng túi áo bành trướng trở nên càng ngày càng to lớn rất nhanh liền chống độ lớn bằng gian phòng ngay sau đó trở nên sơn nhạc khổng lồ như vậy chu hạp cặp mắt ra hít thành một cái khe kia thông suốt trường lớn, vội vàng điều động tinh thần lực rót vào trong đó, kích phát trên bát quái trận bào trận pháp minh văn. Người thọt kia làm sao trở nên khổng lồ như thế? Bản thể của nó, hẳn là không phải nhân loại, mà là một cái man hoang cửa thú. Chu Hạp mặc dù giật mình, lại đối với bát quái trận bào vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Bởi vì, thanh hống đại thánh khi còn sống, thân thể cao tới 3.000 trượng, há miệng có thể uống cạn nước trong một con sông lớn, một cước có thể giẫm nát một tòa che trời vào mây đại sơn. Dần dần, túi áo lại bành trướng gấp 10 lần, hiện lên hồ lô hình dạng. Trung quanh những sơn nhạc kia, cùng nó so ra, như là đống đất nhỏ. Bên ngoài mấy trăm dặm, ngốc tử cùng đồ tể đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Lúc đầu, bọn hắn trông thấy, người thọt bị chu hạp thu nhập vào túi áo, còn muốn chạy tới cứu trợ. Giờ phút này, bọn hắn lại dừng bước lại, hai mặt nhìn nhau. Thật lớn một cái, hồ lô, ngốc tử sợ hãi than nói. Theo túi áo bị trống càng ngày càng to lớn, rốt cục đem bát quái trận bào nứt vỡ. Lập tức, một đạo đinh tai nhức óc bạo hưởng truyền ra, có mạnh mẽ khí lưu, phóng tới bốn phương tám hướng. Một cái hồ lô, lơ lửng giữa không trung, hồ lô mặt ngoài, xuyên qua từng đạo lôi điện, mà hồ lô chung quanh phiến địa vực này, thì là nhận một cố kỳ dị lực lượng ảnh hưởng, thủy khí tràn ngập, tầng mây trùng trùng điệp điệp, đúng là hạ xuống mênh mông mưa phùn. Nứt vỡ bát quái trận bào, chính là thủy tinh hồ lô. Thủy tinh hồ lô là sinh trưởng ở trên thủy tinh đằng, mà thủy tinh đằng lại là quấn quanh trên côn lôn giới trên thủy chi linh căn ba tiêu thần thụ, Mỗi một quả thủy tinh hồ lô bản thể đều có một ngôi sao khổng lồ như vậy. Có thể nói, thủy tinh hồ lô chính là một kiện thiên sinh địa trưởng trí bảo, nếu là thôi động đến cực hạn, đường kính có thể đạt tới mấy ngàn dặm, chỉ cần ở trên mặt đất nhấp nhô một vòng, liền có thể đè chết ức vạn sinh linh. Chỉ bất quá, trước mắt Trương Nhược Trần còn không có hoàn toàn khống chế thủy tinh hồ lô thực lực mà thôi. Ngay tại Chu Hạp có chút ngây người thời điểm, Trương Nhược Trần xuất hiện đến phía sau hắn, một kiếm đánh xuyên hắn thánh tâm, kiếm cương trấn vỡ trong thánh tâm thánh hồn, vô luận là trận pháp sư hay là tinh thần lực tu sĩ nhược điểm lớn nhất chính là nhục thân yếu ớt ây lão phu không cam tâm bị trương nhược trần một kiếm này đánh trúng chu hạp ngửa đầu liền ngã hướng mặt đất rơi xuống bành ngã tại mặt đất chu hạp thi thể hóa thành một đống thịt nát trương nhược trần bay xuống thân thể máu thịt be bét kia bên cạnh thu lấy một sợi thánh hồn cất giữ đứng lên nói cho cùng chu hạp tại bất tử huyết tộc cũng coi là lên được mặt bàn nhân vật giết hắn đủ để đổi lấy không ít điểm công đức. Mà bằng vào điểm công đức thì là có thể đi công đức dịch chạm hối đoái công đức bảo vật. Công đức bảo vật có có thể tăng cao tu vi cùng tinh thần lực, có có thể tăng lên tu sĩ thể chất, có có thể tăng cường tu sĩ trí tuệ. Tóm lại, diệu dụng vô tận, thu, trương nhược trần bàn tay, cách không một chảo, đem thủy tinh hồ lô thu hồi, tán thán nói, thật sự là bảo bối tốt, cho tinh thần lực của ta đột phá đến cấp 59, tại không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo tạo nghệ lại cao hơn một chút, liền đem ngươi luyện thành thời không bảo vật. Chu Hạp tỏa kỳ tam thủ kim bức, xoay quanh ở trên không, cúi nhìn phía dưới Trương Nhược Trần, ba đôi con mắt đều lộ ra hung lệ chi khí. Trong miệng của nó, phát ra một đạo cổ quái tiếng kêu, hình thành từng vòng từng vòng gợn sóng màu vàng, đem phương viên vạn dặm đám mây chấn động đến tán nứt mà ra. Không tốt, dưới sự không kịp đề phòng, Trương Nhược Trần bị sóng âm đánh trúng, lập tức đầu đau muốn nứt, trước mắt trở nên đen kịt, thân thể lung lay sắp đổ. Ai có thể nghĩ tới, một cái tỏa kỵ có được thực lực mạnh mẽ như thế? tam thủ kim bước tu vi, đạt tới chín bước thánh vương cảnh giới, phát ra tiếng kêu, có thể trực tiếp công kích tu sĩ thánh hồn, là một loại sinh linh cực kỳ đáng sợ. Đừng nói là Trương Nhược Trần, chính là tề sinh cùng huỳnh hoặc đã chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm kia, cũng đều ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thống khổ kêu thảm. Ngốc tử cùng đồ tể, bởi vì cách đầy đủ xa xôi, tăng thêm tu vi của bọn hắn thâm hậu, nhận ảnh hưởng cũng không lớn. Khó trách Chu Hạp tại trên địa ngục thạch tộc vạn tà lục nguy hiểm chỉ số, đạt đến cấp 5, nguyên lai hắn nuôi súc sinh, vậy mà như thế lợi hại. Đồ tể hừ hừ cười một tiếng, rút ra trên lưng đại khảm đao, nhấc trong tay, cánh tay giống như giống như quạt gió chuyển động. Hoa, đại khảm đao bay đến ngoài mấy trăm dặm, chém thẳng vào mà xuống, thổi phù một tiếng, đem tam thủ kim bức trong đó một cái đầu lâu chém xuống. Tam thủ kim bức bị đau, càng thêm nóng nảy, lao xuống hướng mặt đất. Màu vàng cánh thịt biên giới, mọc ra móng vuốt sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía, như đao như kiếm, hướng trương nhược trần xé rách đi qua móng vuốt xẹt qua không khí, đúng là bốc cháy lên. Một chảo này, có thể so với chín bước thánh vương một kích toàn lực. Tại sống chết trước mắt này, một đạo bóng đen to lớn lao ra, ngăn tại trương nhược trần trước người, đánh ra một đạo cốt thủ ấn, đem tam thủ kim bước đánh cho ném đi ra ngoài, nện đến mặt đất bùn đất bay lên. Đạo hắc ảnh kia, là hóa thành khô lâu hình thái dịch hoàng cốt trượng. Bộ xương màu đen nhào tới, đem tam thủ kim bước đặt tại dưới thân, gặm ăn đứng lên, đem hắn thể nội thánh hồn nuốt vào vào trong miệng mất đi thánh hồn tam thủ kim bức co quắp hai lần chính là dần dần trở nên lạnh buốt thời gian dần trôi qua trong đầu cảm giác đau đớn biến mất trương nhược trần khôi phục lại nguy hiểm thật may mắn hỗn độn thời không liên đem ta thánh hồn cường hóa một lần nếu không ta thánh hồn chắc chắn nát tán trương nhược trần nuốt xuống một viên an dưỡng thánh hồn đan dược mới hướng tam thủ kim bức đi tới thu lấy trên người nó một giọt thánh huyết tam thủ kim bức này hẳn là thuộc về địa ngục tu la tộc a trương nhược trần nâng cầm lên lầu bầu nói một đạo dễ nghe thanh âm nữ tử, từ trong mây truyền đến, không sai, chính là Tu La. Ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mặt. Ba người này, Trương Nhược Trần đều biết, là thiên sơ tiên tử, đồ tể, ngốc tử. Đồ tể cùng ngốc tử vậy mà đứng sau lưng thiên sơ tiên tử, ngược lại để Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh liền thoải mái, nguyên lai like bọn hắn nói thiên nữ điện hạ, chính là lạc cơ. Lần nữa nhìn thấy lạc cơ, Trương Nhược Trần tâm tình, vẫn có chút phức tạp. Hai người, một cái là thân phận tôn quý, thiên tư tuyệt đại, mỹ mạo tuyệt luân, tập ngàn vạn linh tú vào một thân thiên nữ. Một cái lại là xuống dốc đại thế giới vong quốc thái tử. Bọn hắn lẽ ra không nên có quá nhiều giao tế, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác kết xuống một đoạn nhân duyên. Trương Nhược Trần Vốn cho rằng, đem thần tuyển giao cho nàng về sau, hai người liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, có thể cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Nhưng là vận mệnh chọc ghẹo, bọn hắn lại hết lần này tới lần khác ở đây gặp nhau đồ tể đem cắm ở bên trong hố to khảm đao rút đứng lên cười lớn một tiếng người thọt huynh đệ người thật đúng là lợi hại tam thủ kim bước trong tu la cũng coi là tương đối cường đại giống loài người lấy sáu bước thánh vương cảnh giới vậy mà gánh vác nó thánh âm công kích người thánh hồn cũng đã không kém gì chín bước thánh vương trương nhược trần không có đi nhìn thiên sơ tiên tử nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương chính chằm chằm ở trên người hắn trương nhược trần giả vờ không biết nàng ôm quyền cười nói còn phải đa tạ đồ tể đại ca rút đao tương trợ hắc hắc, ta một đao này, căn bản không có đánh chết nó, có cái gì tốt tạ ơn. Là của ngươi khô lâu kia lợi hại, một bàn tay liền đem nó đánh ngã trên mặt đất. Đúng, người khô lâu kia đến cùng là lai lịch gì, làm sao lợi hại như vậy? Đồ tể tò mò hỏi, Trương Nhược Trần còn chưa mở lời, thiên sơ tiên tử chính là nói, dịch hoàng cốt trượng. Trương Nhược Trần rốt cục vẫn là hướng nàng nhìn chầm chầm đi qua, nói cô nương hảo nhãn lực, không sai, chính là dịch hoàng cốt trượng. Như vậy, người chính là nguyệt thần thần sứ Trương Nhược Trần, Thiên Sơ tiên tử vẫn đang ngó chừng hắn, không buông tha hắn bất kỳ một cái nào rất nhỏ động tác. Ánh mắt kia cũng trải qua đem Trương Nhược Trần nhìn thấu. Trương Nhược Trần toàn thân đều có chút không được tự nhiên, hẳn là nàng đã đem ta nhận ra được. Không thể nào, coi như nhãn lực của nàng lợi hại hơn nữa, hẳn là nhìn không thấu ta vô hình vô tướng tam thập lục biến. Trương Nhược Trần không có trả lời Thiên Sơ tiên tử, nhếch miệng mỉm cười, đi hướng bộ xương màu đen, đem hắn thu hồi trong tay, một lần nữa hóa thành một cây cốt trượng đồ tể gặp bầu không khí có chút không đúng còn người đảo một vòng cười ha ha nói nguyên lai người thọt huynh đệ chính là đại danh đỉnh đỉnh thời không truyền nhân trương nhược trần nghe nói ngươi xử lý hắc tâm ma chủ thần chi phân thân bội phục bội phục quên giới thiệu cho ngươi vị này chính là ta đã từng cho ngươi nhắc tới vị kia thiên nữ điện hạ trên cửu tiên mỹ nhân đồ chín vị tiên tử một trong thiên sơ tiên tử bầu không khí vẫn như cũ rất xấu hổ trương nhược trần cùng thiên sơ tiên tử đều trầm mặc không nói đồ tể có chút buồn bực theo lý thuyết nhìn thấy thiên sơ tiên tử, bất kỳ cái gì nam tính tu sĩ đều nên vì đó kích động, tiến lên nịnh bợ cùng Hàn Huyên, kém nhất cũng nên lộ ra ánh mắt tán thưởng, ca ngợi vài câu. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại một chút phản ứng đều không có, hắn hay là nam nhân sao? Đồ tể ho khan hai tiếng, lại nói thực không dám giấu giếm, ta cùng ngốc tử đều là thiên sơ văn minh tu sĩ. Trương Nhược Trần nói, nghe nói, thiên sơ văn minh cùng địa ngục tu la tộc lân cận, quanh năm giao chiến. Đồ tể đại ca đối với tu la tộc, hẳn là hiểu rất rõ a à đó là tự nhiên, đồ tể chậm rãi mà nói, nói địa ngục giới hạ tam tộc, bất tử huyết tộc là hấp thu sinh linh huyết dịch, tu vi mới có thể nhanh chóng tăng lên. La sát tộc là thôn vệ sinh linh huyết nhục, nhanh chóng tăng cao tu vi. Mà tu la tộc thì là hấp thu chiến ý cùng chiến khí, tăng cao tu vi cảnh giới. Có thể nói, hạ tam tộc muốn lớn mạnh cùng mạnh lên, nhất định phải không ngừng giết chóc, không ngừng hủy diệt. Bất tử huyết tộc cùng la sát tộc đều là đúng nghĩa trùng tộc, nhưng tu la lại là bao quát các loại sinh linh, trong đó có rất nhiều, đều là từ đại thế giới khác, phi thăng hoặc là lén qua đến tu la tinh trụ giới. Chỉ cần ưa thích giết chóc, hủy diệt, chiến đấu sinh linh, đều là có thể hóa thân thành tu la. Đương nhiên, cũng muốn trải qua tu la chiến hồn hải tẩy lễ, mới có thể chính thức trở thành một vị tu la, trở thành địa ngục giới một thành viên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường 1815, mời đến từ vô tận thâm uyên. Từng mảnh từng mảnh cánh hoa, từ trên trời giáng xuống, như là hoa vũ rơi xuống trên mặt đất. Mỗi một cánh hoa rơi xuống đất, mặt đất đều sẽ sinh trưởng ra một gốc diễm lệ kỳ hoa, trong khoảnh khắc, mảnh địa vực này biến thành biển hoa. Kỳ phạm tâm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất trương nhược trần bên cạnh, đã khôi phục diện mục thật sự, có nghiêng nước nghiêng thành tiên nhan, khí chất trên người, cùng đối diện tiên sơ tiên tử, có thể nói là không phân sản sản nhau. Nếu là, trên cửu tiên Mỹ nhân đồ hai vị tiên tử, đồng thời xuất hiện tại lạc vị tin tức truyền đi, nhất định gây nên chấn động, không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt sẽ chen chúc mà tới. Kỳ Phạm tâm lòng bàn tay, kéo lấy huyết tế thánh lô. Rất hiển nhiên, Tề Khiếu Thiên đã bị nàng chu sát. Trương Nhược Trần không muốn trong này tiếp tục tiếp tục chờ đợi, lo lắng lộ ra sơ hở, bị Thiên Sơ Tiên tử nhìn thấu thân phận. Trương Nhược Trần nói, ta phong ấn Tề Sinh cùng huỳnh hoặc tu vi cùng tinh thần lực, bọn hắn thế mà đều có thể đào tẩu. Hai người này trên thân, nhất định còn có chúng ta không biết bí mật, phải đi đem bọn hắn bắt về tới. Không cần lo lắng, bọn hắn dính lên phấn hoa của ta coi như chạy thoát ngoài vạn dặm ta cũng có thể đem bọn hắn tìm ra kỳ phạm tâm tràn ngập tự tin phảng phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng tại cùng mình nổi danh thiên sơ tiên tử trước mặt kỳ phạm tâm trong lúc vô hình trở nên cường thế rất nhiều cưỡi long liễn đuổi theo tuyệt không thể để bọn hắn đào tẩu trương nhược trần lấy ra long liễn để dưới đất tề sinh cùng huỳnh hoặc đều hiểu rất rõ trương nhược trần thả bọn họ đi hậu hoạn vô tận kỳ phạm tâm leo lên kim bộ long liễn ngồi vào tiến trong xe. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần cũng tiến vào Long Liễn, chín đầu màu vàng cự long từ trong liễn vọt ra, hướng thiên ngoại bay đi. Ngốc tử nhìn qua đi xa kim bộ Long Liễn, không ao ước mà nói, thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ, thiên hạ ai có thể nghĩ tới thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, cùng bách hoa tiên tử, vậy mà cùng đi tới. Đồ tể trên khuôn mặt thô cạch kia, treo dáng tươi cười, hai người đều thiên tư tuyệt đỉnh, một cái là mạn đà la hoa thần đệ tử, một cái là nguyệt thần thần sứ, nếu là cùng một chỗ ngộ đạo, cùng một chỗ lịch luyện, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Sát tay cùng một chỗ thành thần, cũng không phải việc không thể nào. Thiên sơ tiên tử lại là trầm mặc không nói, thẳng đến kim bộ long liễn đi đến thiên địa cuối thời điểm, mới truyền ra một đạo sóng âm, nói, hai vị nếu là có thời gian, nhưng đến lạc vì chỗ sâu cửu khúc thiên tinh làm khách. Trong kim bộ long liễn, Trương Nhược Trần cùng kỳ phạm tâm, cũng nghe được thanh âm dễ nghe ôn nhuận kia. Người tại tránh nàng, kỳ phạm tâm nói, như vậy đột một một câu, để Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, lập tức lại lộ ra một đạo cười khổ người đây đều có thể nhìn ra kỳ phạm tâm nói ta có thể nhìn ra nàng cũng nhất định có thể nhìn ra đừng xem thường trực giác của nữ nhân đúng vậy a à, nàng tương đương thông minh muốn giấu giếm được nàng căn bản chính là việc không thể nào trương nhược trần nói vì cái gì đây trương nhược trần nhẹ nhàng thở dài việc này rất phức tạp ta còn không có nghĩ kỹ nên như thế nào đi đối mặt có lẽ nàng cũng là bởi vì giống nhau nguyên nhân cho nên không có vạch trần ta Kỳ Phạm Tâm biết trương nhược trần cùng thiên sơ tiên tử nhất định là có một đoạn không tầm thường quá khứ, không muốn đuổi theo hỏi, nói chỉ là một câu, chỉ hy vọng nàng không nên hiểu lầm quan hệ của ta và ngươi, miễn cho náo ra một chút chuyện không vui. Ta còn không muốn vô duyên vô cớ gây thù hằn, người theo đuổi nàng nhiều không kể xiết, có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, làm sao có thể bởi vì ta cùng tiên tử trở mặt? Trương nhược trần cười lắc đầu, thời gian dần trôi qua, lại là trở nên trầm mặc. Đúng a, à, truy cầu thiên sơ tiên tử thần tử, thiên tử không phải số ít, trong đó rất nhiều đều hết sức ưu tú. Muốn thiên tư có thiên tư, muốn dung mạo có dung mạo, muốn phẩm hạnh có phẩm hạnh. Nàng có thể hay không tiếp nhận trong đó nào đó một vị đâu? Nếu là như thế, trương nhược trần cảm thấy hắn nhất định là sẽ có chút thất lạc. Dù sao nam nhân đều có tham muốn giữ lấy, chính là không biết. Thiên sơ tiên tử nhìn xem hắn cùng kỷ phạm tâm cùng rời đi, có phải hay không cũng có một chút thất lạc. Nữ nhân chẳng lẽ liền không có tham muốn giữ lấy? Lúc trước tam thủ kim bước phát ra sóng âm chấn thương tề sinh cùng huỳnh hoặc thánh hồn, để bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Bất quá, hai người bọn họ đều không là hạng người tầm thường, khôi phục lại về sau, lập tức triển khai huyết dực hướng nơi xa bỏ chạy. Bọn hắn rất rõ ràng, vô luận là Trương Nhược Trần thủ thắng, hay là tề khiếu thiên thủ thắng, cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Trốn, chỉ có trốn, mới có thể còn sống. Bất quá, bọn hắn cuối cùng vẫn là không thể đào thoát, mới vừa tới đến lạc thủy bên bờ, chính là trông thấy Trương Nhược Trần Kim Bộ Long liễn rừng ở tiền phương của bọn hắn, ngăn trở đường đi tề sinh trên mặt lộ ra một đạo cười khổ trong lòng biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ nói lợi hại trương nhược trần ngươi thắng tề sinh cam bái hạ phong trương nhược trần từ trong kim bộ long liễn đi ra thân hình đứng nghiêm ánh mắt rơi vào hai người bọn họ trên thân nói nói đi các ngươi là như thế nào phá vỡ phong ấn của ta tề sinh nói rất đơn giản bởi vì chúng ta trong khí hải có dấu một đoàn thần huyết mượn nhờ thần huyết lực lượng liền có thể xông phá phong ấn Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói tốt ra, ta không có nghi ngờ, hiện tại liền cho các ngươi một thống khoái. Tề sinh cùng huỳnh hoặc liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt nhiên. Hai người nhanh chóng thôi động thể nội thánh khí, chuẩn bị tự bảo thánh nguyên, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vô tận. Chậm đã, bỗng dưng, lạc vỉ mặt nước, vang lên một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm. Chỉ gặp một cái thuyền hạm gỗ lim, từ trong xương trắng đi thuyền đi ra, xuất hiện ở trên bờ trước mắt mọi người, dần dần cập bờ. Trên thuyền hạm, có từng sợi huyết vụ đang phun ra nuốt vào, tựa như tung bay ở trong không khí xa. Tề sinh cùng huỳnh hoặc nhìn thấy sống sót hy vọng, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trên thuyền hạm gỗ lim phát ra khí tức, cùng bọn hắn cùng bản đồng nguyên, rõ ràng chính là bất tử huyết tộc cường giả giá lâm. Tiên bối, xin cứu chúng ta một mạng, chúng ta là tề thiên bộ tộc tộc nhân. Tề sinh cùng huỳnh hoặc đồng thời chắp tay, hướng thuyền hạm gỗ lim hành lễ. Kẹt kẹt, khoang thuyền đại môn mở ra, hai đạo nhân ảnh đi ra, đứng tại đại môn hai bên một người trong đó mặc tăng bào, cầm trong tay một chuỗi đầu lâu tràng hạt. Một vị khác thì là mọc ra đầu cá sấu, người mặc ma giáp màu đen. Căn cứ trên người bọn họ phát ra thánh uy, có thể phán đoán, hai người đều là chín bước thánh vương. Kỳ phạm tâm tựa hồ cũng là phát giác được người đến đây không thể coi thường, đi xuống kim bộ long liễn, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, trên thân thể hiện ra một cố cường đại trước nay chưa từng có uy thế. Người mặc tăng bào chín bước thánh vương, đối với Trương Nhược Trần làm ra một cái dấu tay xin mời, nói thánh minh thái tử điện hạ chủ nhân nhà ta mời ngươi đi vào một lần đừng đi trong thuyền còn có mấy đạo cường hoành khí tức cũng đều là chín bước thánh vương cảnh giới vị chủ nhân kia chỉ sợ là bất tử huyết tộc đại nhân vật kỳ phạm tâm hướng trương nhược trần truyền âm không cần lo lắng ta đi gặp một hồi nàng trương nhược trần thả người nhảy lên rơi xuống trên thuyền hạm gỗ lim hướng khoang thuyền đi đến kỳ phạm tâm đại mi nhẹ nhàng nhân lại không thể lý giải trương nhược trần vì sao muốn đi mạo hiểm bất quá Kỳ Phạm Tâm biết trương nhược trần là một người chú ý cẩn thận, làm việc đều là tính trước làm sau, bởi vậy không có đuổi theo tiếp tục ngăn cản hắn. Đi vào khoang thuyền, trương nhược trần trông thấy một cái da thịt như là tuyết ngọc nữ tử, lười biếng nằm tại trên liễn giường, trên mặt mang theo mặt nạ băng biêu, chính là côn lôn giới tiến đánh tu di đạo tràng trận chiến kia xuất hiện cung trang nữ tử kia, chính là cung trang nữ tử này dẫn đầu tám vị chín bước thánh vương kiềm chế lại thương tử cự mới cho trương nhược trần bọn hắn thành công đánh hạ tu di đạo tràng sáng tạo ra cơ hội bởi vậy nàng này là địch hay bạn thật đúng là không dễ phán đoán trương nhược trần đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi người đến cùng là ai nếu điện hạ muốn biết thiếp thân tự nhiên tòng mệnh cung trang nữ tử kia chậm rãi để lộ trên mặt mặt nạ băng điêu lộ ra một tấm mị hoặc ngàn vạn dung nhan thấy được nàng dung mạo trương nhược trần hít một hơi thật sâu có chút ngoài ý muốn nói là ngươi giáo chủ phu nhân khó được điện hạ còn nhớ rõ thiếp thân ngày đó tại huyết thần giáo thiếp thân không biết điện hạ thân phận có nhiều đắc tội, còn xin điện hạ thứ lỗi. Cung trang nữ tử chậm rãi ngồi dậy, đem mặt nạ băng điêu phóng tới trên bàn, đôi mắt giống như hai vịnh thu thủy, cực kỳ mị hoặc lòng người. Nàng này, chính là huyết thần giáo giáo chủ phu nhân, cũng là đã từng huyết thần giáo phía sau màn trưởng khống giả, khâu di trì. Đã từng theo trương nhược trần, khâu di trì chính là cái thế nữ ma đầu đồng dạng tồn tại. Đặc biệt là nàng cùng hỏa thánh sở tư viễn trận chiến kia, để trương nhược trần chiếu tượng khắc sâu. Sở tư viễn cũng là một thời đại nhân vật đứng đầu, thế nhưng là cùng nàng so ra, lại là kém quá nhiều. Đương nhiên, lấy trương nhược trần giờ này ngày này tu vi, tự nhiên là không còn sợ nàng, đủ để bình tĩnh thong dòng ứng đối. Xin mời điện hạ uống xong chén này, ngày xưa ân oán xóa bỏ, như thế nào? Khâu Di chỉ bưng lên trên bàn một chén rượu, hướng Trương Nhược Trần đưa tới, giống như tại hướng hắn bồi tội. Rượu kia, ửng đỏ như lửa, mang theo mùi máu tươi. Trương Nhược Trần không có đi tiếp, mà chỉ nói, giáo chủ phu nhân thủ đoạn thật là lợi hại, lấy sáu bước thánh vương cảnh giới, liền có thể khống chế một nhóm lớn chín bước thánh vương. Thiên hạ hôm nay, chỉ sợ chỉ có tâm ma trong truyền thuyết kia, mới có thể cùng ngươi sánh vai. Không sai, thiếp thân chính là tâm ma, khâu di chỉ đem chén rượu đưa đến bên môi, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trương Nhược Trần mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng, tìm được chứng minh, nhưng vẫn là có chút giật mình. Bất quá nghĩ lại, lúc trước khâu di chỉ hay là thánh giả cảnh giới tu vi, liền có thể đem thánh vương cảnh giới huyết thần giáo chủ, xem như một bộ khôi lỗi, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lấy nàng tu vi hiện tại, khống chế chín bước thánh vương, tựa hồ cũng không phải là việc không thể nào. Khâu Di chỉ thiền thiền cười một tiếng, điện hạ nghe nói qua tâm linh chi đạo sao. Trương Nhược Trần con mắt đột nhiên co rụt lại, thông suốt đứng dậy, muốn lui lại. Hắn tự nhiên nghe qua tâm linh chi đạo, trong truyền thuyết, tu luyện đạo này tu sĩ, có thể xem thấu sinh linh tâm, khống chế sinh linh trái tim. Khâu Di chỉ lại nói, điện hạ nghe nói qua mê hồn huyết thuật sao. Xem ra trước kia, ta là đánh giá thấp phu nhân thực lực, Trương Nhược Trần cảnh giác nói, Khâu Di trì nói, điện hạ không cần khẩn trương như vậy, coi như thiếp thân tu luyện Tâm Linh chi đạo cùng mê hồn huyết thuật, cũng không dám dùng tại trên người điện hạ. Trương Nhược Trần nói, nói đi, người gặp ta, đến cùng là có mục đích gì? Có người muốn gặp ngươi, hy vọng ngươi đi một chuyến Vô Tận Thâm Uyên. Khâu Di trì thu hồi dáng tươi cười, nghiêm nghị nói. Vô Tận Thâm Uyên? Trương Nhược Trần trong đầu ầm vang chấn động một cái, ẩn ẩn có chỗ suy đoán, vội vàng tiếp tục hỏi, người nào? Ai? Đi Điện hạ tự nhiên sẽ biết, Trương Nhược Trần tâm loạn như ma, cắn hàm răng, quát to, đã như vậy, ta vì sao muốn đi? Khâu Di chỉ đem một cây tơ vàng thắt lưng gấm lấy ra, hai tay đưa tới Trương Nhược Trần trước mặt, nói, nàng nói, điện hạ trông thấy thắt lưng gấm này, liền sẽ rõ ràng hết thảy. Trên tơ vàng thắt lưng gấm, thêu lên một cái chữ Trần. Ở kiếp trước, Minh Đế nói cho Trương Nhược Trần, thắt lưng gấm này là mẫu thân hắn tự tay thêu, cho nên Trương Nhược Trần một mực đeo ở trên người. Theo lý thuyết nó hẳn là còn ở trên thi thể kiếp trước mới đúng làm sao lại xuất hiện ở trong tay khâu di trì phiên ngoại hồng trần kiếp kiếp trước trương nhược trần chương một trong âm táng sơn linh đang âm thanh tối hôm qua giờ tí mưa đêm mịt mờ một đám người mặc áo trắng nữ thi tại bờ đại minh hà hành tẩu từ nam mà bắc biến mất ở trong âm táng quần sơn đám nữ thi kia mi tầm ấn công nguyệt nha huyết phăn trên chân treo tím xoắn ốc linh đang thân thể cũng không cứng ngắc tại hành tẩu lúc uyển chuyển nhảy múa lộng lẫy như thiên nữ phi tiên một vị hoàng tộc bí vệ mặc áo vải xám đứng ở đầu thuyền nói khẽ với ngồi tại trên thuyền phẳng trương nhược trần bẩm báo trương nhược trần một nghìn năm trăm sáu tuổi niên kỷ toàn thân áo trắng tư thế hiên ngang cầm trong tay một thanh lớn chừng bàn tay tiểu kiếm tại trên một khối linh ngọc màu lửa đỏ khắc làm mười phần chuyên chú khổng lan du hai tay ôm ở trước ngực khẽ cằn ong ánh sáng long lanh bờ môi như có điều suy nghĩ nói biểu ca điều khiển những nữ thi kia khẳng định là cản thi cổ tộc liên nguyệt công tử trương nhược trần tinh lực tập trung ở, trên linh ngọc màu lửa đỏ dần dần biến thành hình người, có chút qua loa mà nói, người nói là, dĩ nhiên chính là. Vị kia hoàng tộc bí vệ, lại nói, tại trong đám nữ thi kia, có hai vị đạt tới thiên cực cảnh thiên chi kiêu nữ, các nàng cũng là đi tham gia lần này chư thần tế tự đại điển, lại gặp độc thủ. Ồ, Trương Nhược Trần rốt cục có một chút hứng thú, ngẩng đầu lên, hỏi cái nào hai vị. Huyết thần giáo yến lạc, bích thủy gia tộc bích thủy hàn vũ. Mộ Dung Diệp Phong ngồi tại Trương Nhược Trần phải bên dưới bên cạnh, người mặc một thân nặng nề huyền giáp, nói Yến Hàn Vô Tu Vi, đạt tới thiên cực cảnh đại cực vị. Mà Bích Thủy Hàn Vô Tu Vi, thì là đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Thế hệ trẻ tuổi, có thể giết được các nàng nhân vật, ít càng thêm ít. Nói không chừng, thật đúng là Liên Nguyệt Công Tử, năm ngoái trên chư thần tế tự đại điển, Liên Nguyệt Công Tử xếp tại thiên bảng, người thứ 15, năm nay, thì là thiên bảng 10 vị trí đầu nhân vật lôi cuốn. Trương Nhược Trần lộ ra không quan trọng, nói âm liên nguyệt gia hỏa kia, cũng dám đối với huyết thần giáo cùng bích thủy gia tộc ra tay ngược lại là can đảm hơn người là một một đối thủ không tệ biểu ca người có thể hay không nghiêm túc một chút âm liên nguyệt thật rất mạnh gặp được hắn người có nắm chắc không khổng lan du trường lớn một đôi đen bóng đôi mắt nghiêm túc nói chỉ cần hắn không chọc đến ta ta liền tha hắn một lần trương nhược trần tiếp tục điêu khắc trong tay linh ngọc thời gian dần trôi qua hình người linh ngọc bộ dáng trở nên càng ngày càng rõ ràng là một nữ tử tóc dài như thác nước dáng người cao gầy, giống như là một tôn tượng tiên nữ. Khổng Lan Du hai con người sáng lên, tránh nhào hai lần, nói, biểu ca, người điều khắc chính là ta sao? Cái này, lần sau, lần sau, Trương Nhược Trần nói, ta vậy mới không tin, người khẳng định điều khắc chính là ta. Khổng Lan Du một tay lấy khối kia hình người Linh Ngọc đoạt mất, trên gương mặt xinh đẹp dáng tươi cười, lập tức cứng đờ, sau đó, mười phần thất lạc đem hình người Linh Ngọc, trả lại cho Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần tựa hồ không biết thời khắc này Khổng Lan Du tương đương sinh khí cùng thất lạc, hai tay ôm hình người linh ngọc, tinh tế quan sát, trên mặt mang nụ cười mừng rỡ, giao giao cũng muốn tham gia năm nay chư thần tế tự đại điển, rốt cuộc lại có thể nhìn thấy nàng. Thật tốt, thật tốt, Khổng Lan Du tức giận đến ngực không ngừng chập trùng, cắn một ngụm tuyết trắng hàm răng, nguyên lai like ngươi là bởi vì nàng mới dự định đi Vũ Thần Sơn. Ta còn tưởng rằng, hừ, về sau đều không muốn lại để ý đến ngươi. Đại Minh Hà, bắt nguồn từ man hoang bí cảnh, xuyên qua trung vực Tam Đại Châu. Mặt nước khoáng đạt, dòng nước nhẹ nhàng như hồ, là thánh minh trung ương đế hoàng cảnh nội một đầu cực kỳ trọng yếu dòng nước. Trên mặt nước, đi tới hàng trăm hàng ngàn con thuyền hạm, có dài đến vài trăm mét, do tinh thiết rèn đúc mà thành, có điêu lan ngọc thế, tương tự cung điện, có chút ống trúc dây cung thanh âm tung bay đi ra, có thì là một chiếc thuyền con, đứng đấy một vị tuổi trẻ kiếm khách. Ngàn buồm đồng hành, phi thường náo nhiệt, bao quát trương nhược trần, khổng lan du, mộ dung diệp phong ở bên trong bọn hắn rất nhiều đều là đi tham gia võ thị tiền trang tổ chức chư thần tế tự đại điển toàn bộ côn lôn giới thiên tri kiêu tử đều sẽ hội tụ đến vũ thần sơn có thể nói là phong vân tề tụ long xà tranh phong tại trên chư thần tế tự đại điển sẽ quyết ra năm nay thiên bảng xếp hạng năm ngoái thời điểm trương nhược trần tu vi còn chưa đủ cao thâm kém xa tít tắp trên thiên bảng những cao thủ kia năm nay là hắn lần thứ nhất đi tham gia chư thần tế tự đại điển kỳ thật Trương Nhược Trần đối với Thiên bảng xếp hạng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ba ngày trước, Khổng Lan Du quấn lấy hắn, vô luận như thế nào cũng muốn đi Vũ Thần Sơn tham gia náo nhiệt. Bị hắn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, công bố muốn bế quan tu luyện. Nhưng là ngay hôm nay, Trương Nhược Trần lại đột nhiên thay đổi chủ ý, ngược lại kéo lấy Khổng Lan Du cùng Mộ Dung Diệp Phong vô cùng lo lắng muốn đi Vũ Thần Sơn. Khổng Lan Du vốn đang coi là biểu ca là trong lòng ái nấy, dự định mang theo nàng đi Vũ Thần Sơn kiến thức thiên hạ tài tuấn hồng nhan mỹ nhân tựa như ăn trộm mật đào đồng dạng, tâm tình rất là cao hứng. Cho tới giờ khắc này mới biết được, nguyên lai hắn là nhận được chỉ giao công chúa đưa tin, mới lâm thời quyết định tiến đến. Khổng Lan Du trong lòng tự nhiên là càng cho hơi vào hơn buồn bực, rất muốn một thân một mình về Thánh Minh Hoàng Thành, tốt nhất lại tuyệt thực một tháng, nhìn hắn có sợ hay không. Người thật muốn trở về, không phải đã nói đi Vũ Thần Sơn xem náo nhiệt, mới đi đến nửa đường. Trương Nhược Trần nói, Khổng Lan Du nói, người muốn đi xem náo nhiệt sao? Vâng, Trương Nhược Trần nói, Khổng Lan Du làm ra không tin hai chữ khẩu hình, thông suốt đứng dậy, liền để cho vị kia hoàng tộc bí vệ đem thuyền phản hướng bên bờ đỗ. Vị kia hoàng tộc bí vệ nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nháy mắt, lắc đầu, vị kia hoàng tộc bí vệ ngầm hiểu, nói quận chúa điện hạ, chúng ta đã tiến vào âm táng quần sơn chỗ khúc sông, vùng này cũng không quá bình. Trương Nhược Trần hô to một tiếng, biểu lộ có chút khoa trương trời ạ. Lại là trong truyền thuyết âm táng quần sơn, nghe nói trung vực cửu châu trong lịch sử vùng này bạo phát mấy lần quy mô lớn chiến tranh mỗi một lần chiến tranh qua đi tất cả mọi người sẽ chiến tử quân sĩ cùng chiến thú ném vào âm táng quần sơn đem nơi đó trở thành tự nhiên hầm mộ phạm vi ngàn dặm tất cả đều là thi cốt còn quả thành đàn thành đàn bay có thi thể đã hư thối có biến thành bạch cốt có không hề chết hết sẽ từ lòng đất leo ra trong miệng còn gọi lấy giết 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 ta muốn giết tiểu cô nương kia ăn thịt của nàng ăn ngon thật a à, khổng lan du khuôn mặt nhỏ bị dọa đến lúc xanh lúc trắng nhìn xem sông lớn hai bên bờ trong mắt quay tròn chuyển động sắc trời dần tối trên mặt sông có một trận gió rét thổi tới phát ra ô ô thanh âm như là quỷ khiếu khổng lan du lập tức co lại thành một đoàn một lần nữa ngồi trở về trương nhược trần hướng mộ dung diệp phong nhìn chằm chằm một chút lộ ra một đạo nụ cười đắc ý đinh đinh đương đương bên bờ liên tiếp linh đang tiếng vang lên hỗn hợp trong gió lộ ra loáng thoáng trương nhược trần lỗ tai giật giật lập tức hướng bên bờ nhìn lại chỉ gặp trong màn đêm dương liễu thụ dưới đứng đấy từng đạo bóng người màu trắng từng cái đều giữ lại mái tóc đen dài theo các nàng đi lại linh đang âm thanh trở nên càng thêm rõ ràng khác trên thuyền võ giả hiển nhiên cũng đều phát hiện một màn quỷ dị này tiếng nghị luận tiếng kinh hô tiếng thét chói tai sen lẫn tại mặt nước bỗng dưng một mảnh ngọn lửa màu xanh lam điểm sáng từ trong âm táng quần sơn âm khí âm u bay ra giống như là một mảnh mưa lửa hướng về trên mặt nước thuyền bay thẳng mà tới ban đầu Trương Nhược Trần còn tưởng rằng đó là một đám đom đóm, chờ đến bọn chúng bay gần mới nhìn rõ, đó là từng cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam hồ điệp. Nhìn xem hàng ngàn hàng vạn con hồ điệp bay ở mặt nước, Khổng Lan Du nhịn không được tán thưởng một tiếng, thật đẹp a. À. Nhưng là sau một khắc, Khổng Lan Du cũng không dám lại chúng nói chúng nó đẹp. Ầm ầm, mấy chục cái hồ điệp xông vào một cái dài trăm thước to lớn thuyền hạm, một lát sau, thuyền hạm biến thành hỏa cầu thật lớn, ở trên mặt nước cháy hừng hực. Trên thuyền hạm người bình thường đều tại kêu thảm hướng trong nước nhảy. Những võ giả tu vi cường đại kia thì là thi triển ra thân pháp, dẫm lên mặt nước, hướng bên bờ phóng đi. Chỉ bất quá, có thể chạy thoát ít càng thêm ít, một khi bị hồ điệp dính lên, bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ biến thành hỏa nhân. Ngay sau đó, bên bờ từng đạo bóng người màu trắng, như dẫm trên đất bằng đồng giạc, đi tại Đại Minh Hà mặt sông. Là một đám khuôn mặt mỹ lệ nữ thi, sắc mặt của các nàng tái nhợt, tóc dài phất phới, đi tại đầy trời hồ điệp ở giữa, hướng về từng chiếc từng chiếc thuyền hạm nhích tới gần ta tạ lâm không ở đây, ai tại giả thần giả quỷ, còn không lập tức hiện thân. ầm ầm một cỗ cường đại chân khí, từ trong một tòa cử hạm hình dạng cung điện tuôn ra, đem nhích tới gần hồ điệp, toàn bộ chấn động đến bay ra ngoài, rơi vào trong nước, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Ngay sau đó, có sư hổ thanh âm truyền ra, vang vọng màn đêm. Tạ lâm không đứng tại cửa hạm bong thuyền, có một đôi bằng sắt hai tay, đứng phía sau có một đầu cao ba trượng sư hổ hư ảnh, toàn thân khí thế cường đại vô địch. Ngay sau đó, trong một thuyền nhỏ màu xanh, bay ra mấy chục đạo kiếm khí bén nhọn, đem nhích tới gần ba bộ nữ thi, cắt chém thành mảnh vỡ, thì huyết nhuộm đỏ nước sông. Một vị mỹ lệ xuất trần nữ tử, từ trong thuyền nhỏ đi ra, thân hình thẳng tắp, huyết y bồng bềnh, ngược cùng phần eo đường cong khá kinh người, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nàng kiếm chỉ màn đêm, trong môi đỏ, phun ra một ngụm sóng âm, Liên Nguyệt công tử, người cũng dám đụng đến ta huyết thần giáo đệ tử, còn không ra nhận lấy cái chết. Mộ Dung Diệp Phong thấp giọng nói với Trương Nhược Trần, nàng hẳn là huyết thần giáo thánh nữ Kha Nghiên, nghe nói kiếm đạo tạo nghệ cực cao tu luyện trường mệnh kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân thiên cực cảnh tu sĩ cơ hồ không người có thể phá trương nhược trần nhẹ nhàng gật đầu cười nói gặp được tạ lâm không cùng khang nghiên âm liên nguyệt gia hỏa kia chỉ sợ đến thiệt thòi lớn vừa dứt lời xa xa trên cự hạm truyền ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết chỉ gặp mới vừa rồi còn uy phong bắt diện tạ lâm không cũng không biết lọt vào cái gì công kích con mắt cái mũi miệng lỗ tai đều là tuôn ra màu u lam quỷ hỏa rất nhanh liền bị đốt thành đầu lâu, phù phù một tiếng, rơi vào trong nước. Trên mặt nước, truyền ra một mảng lớn đổ hít khí lạnh thanh âm, thiên cực cảnh đại viên mãn tu vi tạ lâm không, vậy mà đã chết quỷ dị như vậy, để ở đây tất cả tu sĩ đều dùng mình. Kha thánh nữ nếu chủ động đưa tới cửa, Liên Nguyệt sao có thể không cười nhận. Ha ha, trong màn đêm, vang lên một đạo nam tử tiếng cười. Tiếng cười kia phiêu đắng không chừng, chờ đông chờ tây, quay chung quanh Kha Nghiên xoay tròn. Cùng lúc đó, đầy trời thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam hồ điệp, đều hướng Khang Nghiên chỗ thuyền nhỏ kia bay đi, chói lọi mỹ lệ, nhưng lại cất giấu hung hiểm to lớn. Phiên ngoại thiên, mọi người hẳn là chú ý tới một vấn đề, Trương Nhược Trần năm đó cũng không giống như hôm nay, lang tâm như sắt, năm đó hắn chưa thế sự, thân là thái tử, bất cần đời. Ngoài ra, tại đệ nhất trung ương đế quốc thành lập đằng sau, thiên bảng quy tắc mới biến thành giết khư giới thổ dân, tích lũy điểm công đức, trước đó, thiên bảng xếp hạng là võ thị tiền trang mỗi năm một lần trên chư thần tế tự đại điển quyết ra chương 1816, đột phá 7 bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần đứng tại lạc thủy bên bờ, ngón tay nắm thật chặt tơ vàng thắt lưng gấm kia, nhìn qua thuyền hạm gỗ lim bay lên đứng lên, xông vào mây xanh. Tề sinh cùng huỳnh hoặc, bị khâu di trì mang đi, Trương Nhược Trần không có ngăn cản. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tâm cực loạn, thắt lưng gấm này xuất hiện, không thể nghi ngờ là để hắn trái tim thản nhiên kia, kích thích ngàn cơn sóng, tức có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. Hắn biết mình đang sợ cái gì, Vô tận thâm uyên, đến cùng là ai, thật là nàng sao? Trương Nhược Trần nhẹ giọng nhớ tới, Kỳ Phạm Tâm Tính mịch đứng ở một bên, như cùng chung quanh cảnh, hòa làm một thể. Nàng không có đi hỏi thăm Trương Nhược Trần, người trên thuyền hạm gỗ lim là ai, chỉ là ẩn ẩn suy đoán, Trương Nhược Trần chỉ sợ là gặp phiền toái không nhỏ. Vô tận thâm uyên không phải một chỗ đất lành, liền ngay cả 800 năm trước để thập đế yến ly nhân cường giả như vậy, đều là một đi không trở lại. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, mạo muội tiến đến, thật sự là quá nguy hiểm vạn nhất nơi đó là bẫy dập, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Ít nhất cũng phải đạt tới 9 bước thánh vương cảnh giới, hoàn toàn nắm giữ diễm thần thối, đi đằng sau mới có nhất định bảo mệnh tiền vốn. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần đem tơ vàng thắt lưng gấm thu vào, hỏi tiên tử, người giết chết tề khiếu thiên, ở trên người hắn có tìm được hay không thần thạch. Tề khiếu thiên là phát hiện sớm nhất huyền cổ khoáng mạch sinh linh, rất có thể, sớm lấy đi trong hầm mỏ đã thành hình thần thạch. Hoa, kỳ phạm tâm đem một cái bảo hạp lấy ra, đưa cho Trương Nhược Trần, mở ra bảo hạp lập tức trói mắt thần quang phát ra nồng hậu dày đặc ra vẻ như là từng đầu cầu long hướng ra phía ngoài phun trào ba viên thần thạch nằm tại trong bảo hạp kỳ phạm tâm nói ba viên thần thạch này là từ trong huyết tế thánh lô tìm tới tề khiếu thiên hẳn là muốn gia nhập bộ phận thần thạch bột phấn luyện vào thiên thọ huyết đan làm đan dược phẩm chất nâng cao một bước trương nhược trần liền tranh thủ bảo hạp cái nắp khép lại cười một tiếng quá tốt rồi có ba viên thần thạch này ta hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến bảy bước thánh vương cảnh giới. tề khiếu thiên là chết tại tiên tử trong tay ba viên thần thạch này, lẽ ra về tiên tử tất cả ra giá đi, ta toàn bộ mua xuống. kỷ phạm tâm nói, người vì ta dẫn tiến tiếp thiên thần một thời điểm, ta từng nói qua muốn đưa người ba viên thần thạch hẳn là người cũng quên rồi. tốt ha à, đã như vậy ta liền không khách khí. trương nhược trần thu hồi ba viên thần thạch, lập tức mời kỷ phạm tâm cùng đi vương sơn. ta muốn lại đi tìm một chút lạc thủy tạm thời liền không cùng ngươi về Vương Sơn. Kỳ Phạm Tâm nhìn chăm chú bị sương mù bao phủ lạc thủy, đối với hắn tràn ngập hiếu kỳ, thân hình việt mỹ kia, tựa như trắng xóa hoàn toàn cánh hoa, xẹt qua hư không, phiêu lạc đến mặt nước, hướng hơi nước chỗ sâu bước đi, cực kỳ giống một vị lăng ba tiên tử. Không hổ là bách hoa tiên tử, quả nhiên có quyết đoán, không đợi được đêm có sao không có trăng, cũng dám trực tiếp đi sông lạc thủy. Trương Nhược Trần biết bách hoa tiên tử tâm tư kín đáo, tu vi sâu không lường được, bởi vậy cũng không có khuyên can nàng rất có thể, kỳ phạm tâm cũng đang tìm kiếm, đột phá cảnh giới cơ duyên. nếu không phải có đồng hồ nhật quý thời gian bảo vật này, trương nhược trần cũng khẳng định sẽ đi sông lạc thủy, ngắt lấy thánh dược, lịch luyện tự thân, nhanh chóng tăng cao tu vi. nghĩ đến kỳ phạm tâm tu vi cường đại kia, trương nhược trần chính là sinh ra một cô áp lực không nhỏ. bây giờ, côn lôn giới tất cả tu sĩ đều đang liều mạng tu luyện, tìm kiếm tăng cao tu vi cơ duyên. nếu là tốc độ tiến bộ của hắn không đủ nhanh, liền sẽ bị xa xa để qua phía sau, biến thành người rớt lại phía sau trở lại Vương Sơn, Trương Nhược Trần chuyên đi gặp chân diệu tiểu đạo nhân. Gia hỏa này, ở trên trận pháp chi đạo tạo nghệ, thật đúng là không phải thổi, ngắn ngủi mấy ngày, đem hình thức ban đầu cửu phẩm đại trận, đúng là bố trí đi ra. Trương Nhược Trần tự mình khảo nghiệm một phen, phát hiện lấy tu vi hiện tại của hắn, đều rất khó ngăn trở hình thức ban đầu cửu phẩm đại trận công kích. Trận này, tên là La Thiên Chu Tà Trận, bao trùm ở toàn bộ Vương Sơn. chân Diệu Tiểu Đạo Nhân có chút đắc ý nói, không phải bần đạo khoác lác, nếu là hoàn chỉnh La Thiên chưa tà trận bố trí đi ra, đủ để bao trùm phương viên 10 vạn dặm, đem chọn cái vân võ quận quốc đều bao phủ lại. Đến lúc đó, đừng nói cái gì tám bước thánh vương, chín bước thánh vương, liền xem như đại thánh đích thân đến, cũng chỉ có thể rút đi. Trương Nhược Trần có chút tâm động, nói, bố trí hoàn chỉnh La Thiên chưa tà trận, cần bao nhiêu vật liệu. Không nhiều, không nhiều, cũng liền so hiện tại hình thức ban đầu trận pháp, nhiều gấp trăm lần mà thôi. chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói, Trương Nhược Trần nói, Vẹn vẹn chỉ là mua sắm hiện tại những tài liệu này, Trương Nhược Trần liền đem trên người tài phú, tốn hao gần một nửa. So hình thức ban đầu trận pháp nhiều gấp trăm lần vật liệu, trước không đề cập tới Trương Nhược Trần căn bản mua không nổi. Coi như mua được, tại côn lôn giới, cũng chưa chắc thu thập đạt được nhiều tài liệu như vậy. Và lại, chân diệu tiểu đạo nhân mặc dù trận pháp tạo nghệ rất cao, nhưng còn không có đạt tới địa sư cấp độ, cũng căn bản bố trí không ra hoàn chỉnh la thiên chư tà trận. Đi thôi, ta lại lấy được mấy cái thần thạch, có thể lần nữa khởi động đồng hồ nhật quỹ. Lần này bế quan, người có thể đột phá đến 9 bước thánh vương sao? Trương Nhược Trần hỏi, chân diệu tiểu đạo nhân đầu tiên là lộ ra thần sắc kích động, lập tức lại là hít một tiếng, tu vi đạt tới 7 bước thánh vương đằng sau, mỗi tiến một bước, đều cần tìm hiểu ra mấy trăm vạn đạo thánh đạo quy tắc. Muốn trong thời gian ngắn, đột phá đến 9 bước thánh vương nói nghe thì dễ. Thánh đạo quy tắc tổng số, đạt tới 1 triệu đạo tả hữu liền có cơ hội đột phá 7 bước thánh vương. Nhưng là, thánh đạo quy tắc tổng số, nhất định phải đạt tới 3, 400 vạn đạo, mới có cơ hội đột phá đến 8 bước thánh vương. Có thể nói, từ 7 bước thánh vương đến 8 bước thánh vương khoảng cách, so từ một bước thánh vương đến 7 bước thánh vương cộng lại, còn muốn to lớn mấy lần, tốn hao thời gian tự nhiên cũng liền càng nhiều. Càng đi về phía sau, càng khó tu luyện, tốn hao thời gian sẽ gấp bội gia tăng. Đúng là như thế, vượt qua cảnh giới chiến đấu độ khó, cũng sẽ tùy theo gia tăng. Đừng nhìn hiện tại, Trương Nhược Trần vận dụng Chân Lý Quy Tắc, đã có thể cùng 9 bước Thánh Vương tiểu thiên địa nhân vật giao phong. Nhưng là, coi như hắn đột phá đến 7 bước Thánh Vương cảnh giới, đoán chừng cũng chỉ có thể cùng cường giả trong 9 bước Thánh Vương quy tắc tiểu thiên địa khiêu chiến, cùng quy tắc đại thiên địa 9 bước Thánh Vương, hay là chênh lệch không nhỏ. Trừ phi tại trên không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo có chỗ đột phá, Trương Nhược Trần mới có càng nhiều át chủ bài sử dụng. Đem trong Vương Sơn tuyệt đại đa số tu sĩ tụ tập lại về sau, đồng hồ nhiệt quý lần nữa khởi động. Sau đó, chính là dài đến thời gian 4 năm bế quan tu luyện. 4 năm này, Trương Nhược Trần mục tiêu chủ yếu là xông phá 7 bước Thánh Vương cảnh giới, đem tuyệt đại đa số tinh lực đều tiêu vào phía trên. Chỉ có đạt tới 7 bước Thánh Vương, thực lực mới có thể thực hiện bay vọt về chất. Đang bế quan năm thứ 3, Trương Nhược Trần trong khí hải thánh đạo quy tắc số lượng vượt qua trăm vạn đạo, thông thiên hà khổng lồ một vòng, tu vi thành công đạt tới 7 bước Thánh Vương cảnh giới. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đem đoạt tới tăng trưởng tinh thần lực thánh đan toàn bộ nuốt cùng luyện hóa, cường độ tinh thần lực, tăng lên tới cấp 58 trung kỳ. Trừ cái đó ra, Trương Nhược Trần trên kiếm đạo, có tiến bộ nhảy vọt, đem kiếm cử, lĩnh hội đến cảnh giới tiểu thành. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền có như thế to lớn thành tựu, hay là để Trương Nhược Trần tương đương mừng rỡ. Hoa, Trương Nhược Trần hai tay, kết thành chỉ kiếm, sau đó điều động toàn thân kiếm ý. Thời gian dần trôi qua, kiếm ý chi hồn ngưng tụ ra, hóa thành một cái chỉ có cao ba tắc tiểu nhân, tiểu nhân kia, cùng Trương Nhược Trần giống nhau như đúc đây chính là kiếm hồn, chỉ có đem kiếm cửu, tu luyện tới tiểu thành, tu sĩ mới có thể ngưng tụ ra kiếm hồn. Kiếm hồn, sau kiếm cường cường đại hơn gấp 10 lần, vô ảnh vô hình, lại có có cường đại tính công kích, có thể bay độn ngàn dặm, trực tiếp công kích tu sĩ thánh hồn. Thánh hồn diệt, thì địch nhân vong, dưới đại thánh tu sĩ, không cách nào chiến thắng đại thánh, có rất lớn nguyên nhân, là bởi vì không cách nào công phá đại thánh bất hủ thánh thân. Cho dù đại thánh đứng tại chỗ bất động, thánh vương cũng vô pháp thương nó mảy may. Nhưng là, đem kiếm cửu tu luyện tới đại thành kiếm đạo tu sĩ, lại có thể nhảy qua bất hủ thánh thân, trực tiếp công kích đại thánh thánh hồn. Có thể nói, tu thành kiếm cửu cũng liền cho thánh vương khiêu chiến đại thánh, sáng tạo ra một khả năng nhỏ nhoi. Đương nhiên, cũng chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, người có thể thành đại thánh, thánh hồn làm sao có thể yếu. Càng thêm không có khả năng cho người công kích đến thánh hồn cơ hội. Vô luận nói như thế nào, kiếm hồn một thành, Trương Nhược Trần xem như chính thức đi vào kiếm đạo lĩnh vực mới. Ngoại trừ kiếm đạo, Trương Nhược Trần tại trên trường đạo, cũng không nhỏ đột phá, đem long tượng bàn nhược trường thứ 12 trường chư thiên long tượng, đã tu luyện tới nhập môn. Đương nhiên, như muốn tu luyện tới tiểu thành, thậm chí là đại thành, thì là cần luyện hóa đại thánh cấp bậc long hồn cùng tượng hồn mới có thể làm đến. Rất khó khăn, rất khó khăn, trong chân trái xích hồng sắc quy tắc, Trương Nhược Trần đã luyện hóa hơn một vạn đạo, có thể sơ bộ khống chế chân diễm thần chi lực. Đi trên đường, mặc dù vẫn như cũ có chút què, nhưng, so trước kia lại là đã khá nhiều không đến mức trên mặt đất dẫm ra từng cái dấu chân hố to. Đạt tới một bước này, Diễm Thần Thối chính thức trở thành Trương Nhược Trần lớn nhất át chủ bài một trong. Vì phụ trợ thi triển Diễm Thần Thối, Trương Nhược Trần còn chuyên môn tu luyện một loại trung giai thánh thuật cấp bậc thối pháp, tên là Thần Đạp Cửu Thiên. Nói tóm lại, 4 năm tu luyện, Trương Nhược Trần tiến bộ tương đương to lớn. Căn cứ hắn suy tính, lấy thực lực của hắn bây giờ, gặp được lúc trước 7 bước Thánh Vương đỉnh phong cảnh giới thương tử cự, cũng có thể địa vị ngang nhau, thậm chí mà thắng còn nhiều hơn như vậy một hai thành sở dĩ không thể nghiền ép thương tử cự, hay là bởi vì thương tử cự tu luyện tam thi luyện đạo cùng lưu quang chi đạo. Lại thêm, tại trên chiến binh, Trương Nhiều Trần cũng có một chút ăn thiệt thòi. Tuy nói, trầm uyên cổ kiếm, bát long phiến, kim bộ long liễn, đều là để đại thánh vì đó động tâm thánh khí. Nhưng là, cùng thương tử cự công nước thần bia, trí tôn thánh khí vạn luyện tháp, sử dụng 8.888 vạn hài nhi huyết dịch uẩn dưỡng đi ra xích tử kiếm, so ra, nhưng lại kém một chút. Đáng tiếc là, khai nguyên lộc đỉnh bị nguyệt thần mượn đi. Nếu là, ta trong tay nắm giữ một kiện hoàn chỉnh trí tôn thánh khí, bằng vào tu vi hiện tại của ta, tại côn lôn giới còn không đi ngang. Trí tôn thánh khí, bỗng dưng, trương nhược trần nhãn tình sáng lên, nghĩ đến bị trấn áp ở trong càn khôn giới thanh thiên phù đồ tháp. Thanh thiên phù đồ tháp, vốn là đệ nhất trung ương đế quốc chỉ ra tổ truyền trí tôn thánh khí, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. Lăng tiêu thiên vương phủ một trận chiến, trương nhược trần là mượn nhờ toàn bộ hộ long các lực lượng, thôi động khai nguyên lộc đỉnh, mới đem trấn áp. Trước kia, Trương Nhược Trần tu vi quá thấp, không cách nào khống chế Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Nhưng là hiện tại, bằng hắn bảy bước Thánh Vương cảnh giới, lại là muốn thử một chút. Nếu là có thể nắm giữ một kiện hoàn chỉnh trí tôn thánh khí, Trương Nhược Trần liền có thể buông tay buông chân, đi làm rất nhiều trước kia lo trước lo sau không dám làm sự tình. Trương 1817, thời cổ côn lôn nhân kiệt đều sẽ trở về. Càn khôn giới, dưới tiếp thiên thần mộc, một cái cao chín tất thanh ngọc tháp, lơ lửng giữa không trung, đẹp đẽ linh lung, tản mát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Tiếp thiên thần một cành lá nhẹ nhàng lay động, một đạo minh mông thanh âm truyền ra, lấy người bây giờ tu vi, nếu là mở ra phong ấn, chưa hẳn chấn áp được thanh thiên phù đồ tháp. Ta muốn thử một lần, nếu là lấy lực lượng của ta, không cách nào đưa nó hàng phục, hy vọng thần mục tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, nói xong lời này, Trương Nhược Trần chính là phá vỡ thanh thiên phù đồ tháp mặt ngoài từng tầng từng tầng phong ấn. Xoạt, nho nhỏ thân tháp, chấn động kịch liệt, lập tức, vùng thiên địa này đều tại chấn động, trong không khí xuất hiện từng cơn sóng gợn gợn sóng. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy, thân ở trong không gian phong bạo, đứng không vững bước chân, thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ lực lượng kia xé nát. Giải khai cuối cùng một đạo phong ấn, ầm ầm, một cỗ trí tôn chi lực tuôn ra, va chạm trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, chống lên bát long phiến, lá dù xoay tròn cấp tốc, ngăn trở trí tôn chi lực, thân thể thì là lui lại đến bên ngoài mấy chục dặm. Rời bát long phiến, nhìn về phía trước, chỉ gặp, thanh thiên phù đồ tháp trở nên chừng một ngọn núi lớn như vậy, thanh quang lưu chuyển, khí tức khủng bố tuyệt luân, hướng hắn oanh kích xuống dưới. Trương Nhược Trần xưa đâu bằng nay, tự nhiên là không sợ nó, sử dụng bát long tán bao trùm thân thể, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, va và chạm tới. Bành một tiếng, bát long tán phá tan cửa tháp, mang theo Trương Nhược Trần cùng một chỗ xâm nhập tiến trong tháp. Trong tháp, chính là một tòa mờ mịt thế giới, có từng khỏa tinh thần lơ lửng tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, bày biện ra kỳ dị phương thức sắp xếp. Trương Nhược Trần dưới chân, dẫm ra từng vòng từng vòng gợn sóng, một bên hành tẩu, vừa nói, ta nghe nói, thanh thiên phù đồ tháp khí linh, đã sớm không biết tung tích, hiện tại trong tháp chỉ có một đạo khí linh ý thức. Một đạo khí linh ý thức, liền muốn cùng ta đối kháng, không có kết quả gì tốt. Người trẻ tuổi, ta tuy chỉ là một đạo khí linh ý thức, cũng đã tồn tại 10 vạn năm lâu. Hoa, tiếp theo một cái chớp mắt, phía trên vòng trời quần tinh, cấp tốc rơi xuống dưới. Bọn chúng tựa như là chân chính tinh thần, trở nên càng ngày càng to lớn, tản mát ra rung động lòng người bàng bạc uy thế đừng nói là bảy bước thánh vương trương nhược trần liền xem như đại thánh đoán chừng cũng phải bị chân sát càn khôn giới cho ta mượn lực lượng trương nhược trần tay phải kết trưởng một tay khẽ trống lập tức toàn bộ càn khôn giới trở nên gió nổi mây phun mây đen che trời trùng trùng điệp điệp thế giới chi lực đều hướng thanh thiên phù đồ tháp hội tụ tới từ trên trời giáng xuống quần tinh nhao nhao trôn vùi hóa thành từng khối đá vụn rơi rụng xuống tại quần tinh kia hậu phương một cái màu xanh bệ ngạn thú, hiển hiện ra. Người chính là thanh thiên phù đồ tháp khí linh ý thức. Trương Nhược Trần ngưng tụ ra kiếm hồn, bay ra ngoài. Cao ba tắc kiếm hồn, xuất hiện tại màu xanh bệ ngạn thú đỉnh đầu, cầm trong tay trường kiếm, tùy thời chuẩn bị một kiếm vung chém xuống đi. Kiếm hồn không chỉ có thể công kích tu sĩ thánh hồn, cũng có thể công kích thánh khí khí linh. Kiếm hồn không có huy kiếm, bởi vì giữ lại khí linh ý thức thanh thiên phù đồ tháp, bạo phát đi ra uy lực, khẳng định là xa xa vượt qua không có khí linh trạng thái nếu là có thể thu phục liền muốn tận cố gắng lớn nhất đem hắn thu phục màu xanh bệ ngạn thú đột nhiên thở dài một tiếng trương nhược trần của ngươi phát triển tốc độ so ta trong dự đoán chỉ ít nhanh hơn gấp đôi cho nên nói ngươi là không chuẩn bị phản kháng trương nhược trần nói màu xanh bệ ngạn thú nói ngươi có được phá hủy ta lực lượng ta vì sao còn muốn tiếp tục phản kháng đồ hèn nhát trương nhược trần rất muốn nói ra một câu như vậy bất quá cuối cùng vẫn là nở nụ cười nói theo ta được biết thanh thiên phủ đồ tháp khí linh chính là trì gia thủ hộ giả, mà ta lại là trì gia địch nhân, ngươi liền không sợ ta chấp trưởng thanh thiên phù đồ tháp đằng sau đi trước diệt trì gia, ngươi không diệt được trì gia, chờ đến khí linh bản thể trở về, liền không có người có thể khống chế thanh thiên phù đồ tháp. Ta đã cảm giác được khí linh bản thể khí tức, nó hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. màu xanh bệ ngạn thú nói, côn lồn giới trí tôn thánh khí khí linh, toàn bộ không biết tung tích, vẫn luôn là khốn nhiễu trương nhược trần một cái cự đại nghi hoặc. bây giờ sự nghi ngờ này tựa hồ liền muốn giải khai. Trương Nhược Trần liền vội vàng hỏi, thanh thiên phù đồ tháp khí linh, đi địa phương nào? Ta không biết, màu xanh bệ ngạn thú lắc đầu, lại nói, nhưng là ta cùng nó ở giữa cảm ứng, đã xuất hiện. Cũng liền nói rõ, nó chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Nếu thanh thiên phù đồ tháp khí linh còn chưa bị hủy rơi, sẽ lần nữa xuất thế. Như vậy những trí tôn thánh khí khác kia khí linh đâu? Bọn chúng có thể hay không đi ra thế? Mười vạn năm này, bọn chúng đều đi nơi nào? Vì sao muốn rời đi bồn chứa? xoẹt xoẹt trương nhược trần đánh ra thanh bạch giao nhau tịnh diệt thần hỏa hóa thành một cái cự đại hỏa cầu bao trùm màu xanh bệ ngạn thú đem hắn khống chế lại sau đó hắn từ trong tháp rời khỏi bàn tay mở ra sơn phong khổng lồ như vậy thanh thiên phù đồ tháp trở nên chỉ có cao chín tấc rơi vào lòng bàn tay của hắn có một kiện chí tôn thánh khí côn lôn đại địa không còn có ta không đi được địa phương trương nhược trần một tay vác tại sau lưng bắt đầu sinh ra một cố cường đại tự tin hoàng giả khí độ hiển thị rõ ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại bắt đầu nghiên cứu Diệt Thần Thập Tự Thuẫn cùng Vạn Thú Bảo Giám. Trương Nhược Trần tinh thần lực chỉ là vừa mới xâm nhập tiến Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, liền lập tức lui ra ngoài. Diệt Thần Thập Tự Thuẫn khí linh là chân chính trên ý nghĩa khí linh, mà không phải một đạo khí linh ý thức. Nó đang ngủ say, nhưng là phát ra khí tức lại là tương đương khủng bố. Một khi đem hắn bừng tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Rất có thể, Trương Nhược Trần còn đến không kịp điều động Càn Khôn giới thế giới chi lực, liền sẽ bị nó tiêu diệt. Trương Nhược Trần tại diệt thần thập tự thuẫn mặt ngoài, bố trí một tầng giam cầm lực lượng, lại xin mới tiếp thiên thần mục sử dụng một đầu sợi dễ đưa nó quấn quanh, khóa tại mặt đất, mới an tâm xuống tới. Vạn thú bảo giám lại là một kiện bảo vật khó lường, bên trong có từng tầng từng tầng không gian kết cấu, mỗi một tầng không gian lại phân thành từng cái cung điện lớn nhỏ tiểu không gian. Trong những không gian nhỏ kia, đúng là ẩn dưỡng lấy từng cái man thú. Man thú phổ thông thì cũng thôi đi, nhưng là, tại tầng thứ ba trong không gian, vậy mà toàn bộ đều là thánh thú tại tầng thứ tư không gian thì toàn bộ đều là thánh vương cảnh giới bát giai man thú trương nhược trần tinh thần lực mặc dù không cách nào tiến vào tầng thứ năm không gian nhưng là lại tại tầng thứ tư không gian nhìn thấy phía dưới có từng cái man thú bóng dáng ở giữa giống như là cách một tầng băng rất có thể tầng thứ năm không gian trong không gian nhỏ phong ấn đều là cửu giai man thú cấp bậc thú hoàng chỉ là sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu trương nhược trần đều cảm thấy có chút đáng sợ trương nhược trần tinh thần lực phân thân dừng ở tầng thứ tư không gian, đứng tại một cái huyết biên bức tiểu không gian bên ngoài. Huyết biên bức kia tu vi, đạt tới chín bước thánh vương, diện mục dữ tợn, đối với Trương Nhược Trần gào thét, trong miệng phun ra nồng đậm huyết phụ. Hắn cùng huyết biên bước ở giữa, cách có một tầng tường không gian. Đương nhiên, tường không gian chống đỡ được tu sĩ khác, lại ngăn không được thân là không gian trưởng khống giả hắn. Trương Nhược Trần vận dụng không gian na di, vượt qua tường không gian, xuất hiện đến huyết biên bước trước mặt. Chi chi, huyết biên bước càng thêm nóng nảy, hai cánh tản mát ra hỏa diễm, móng vuốt biến thành xích hồng sắc, hướng Trương Nhược Trần điên cuồng công kích đi qua. Trương Nhược Trần nếm thử cùng huyết biên bức câu thông, nhưng lại thất bại. Cuối cùng, Trương Nhược Trần lấy bạo chế bạo, sử dụng không gian na di xuất hiện đến huyết biên bức hướng trên đỉnh đầu, một trường đem huyết biên bức đánh cho nằm dạp trên mặt đất, ngất đi. Theo lý thuyết, nắm giữ vạn thú bảo giám, hẳn là có thể khống chế trong này man thú mới đúng. Trương Nhược Trần tương đương nghi hoặc, nói cho cùng, vẫn là hắn đối với vạn thú bảo giám hiểu rõ quá ít, nếu là tiểu hắc ở chỗ này, khẳng định có thể vì hắn giải đáp nghi hoặc. Có lẽ, có thể hỏi một chút tiếp thiên thần mục tiền bối. Trương Nhược Trần tinh thần lực rời khỏi vạn thú bảo giám, đứng tại dưới thần mục, hỏi thăm về tới. Tiếp thiên thần mục một cái nhánh cây rủ xuống, bao trùm vạn thú bảo giám, sau một lúc lâu, mình mông thanh âm vang lên, Trương Nhược Trần, vạn thú bảo giám nhưng thật ra là một kiện đặc thù thời không bảo vật, người hẳn là cũng phát giác được, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống với, cơ hồ là ở vào thời gian đình chỉ trạng thái. Đúng là như thế, trung cổ thời kỳ vị kia thần linh, ở lại bên trong man thú, đến nay cũng không có chết đi. Nhưng là, muốn khống chế giam ở bên trong man thú, cần thỏa mãn hai cái điều kiện. Cái nào hai cái điều kiện? Trương Nhược Trần hỏi, thứ nhất, trong bảo giám, mỗi một cái tiểu không gian, đều thiết trí có phong ấn. Lực lượng của ngươi, nhất định phải có thể giải khai phong ấn, mới có thể đem giam ở bên trong man thú triệu hồi đi ra. Thứ hai, người nhất định phải trở thành vạn thú bảo giám chủ nhân, mới có thể điều động lực lượng của nó, khống chế giam giữ ở bên trong man thú. Trương Nhược Trần nói, như thế nào mới có thể trở thành vạn thú bảo giám chủ nhân? Vạn thú bảo giám có được khí linh, sẽ tự động nhận chủ. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là, ta không có phát hiện, vạn thú bảo giám khí linh. Đó là bởi vì, nó đã nhận chủ, mà lại, khí linh đã cùng chủ nhân thánh hồn, hòa thành một thể. Tiếp thiên thần mộc nói như thế, Trương Nhược Trần nghĩ đến huỳnh hoặc, bừng tỉnh đại ngộ lầu bầu nói thì ra là thế nếu là biết vạn thú bảo giám đã nhận huỳnh hoặc làm chủ vô luận như thế nào trương nhược trần đều khó có khả năng để khâu di trì đưa nàng mang đi đáng chết trương nhược trần vội vàng lại nói nói cách khác nhất định phải giết chết vạn thú bảo giám đã từng chủ nhân ta mới có thể trở thành nó tân chủ nhân là như thế này ngay sau đó tiếp thiên thần mộc lại nói nhưng là cùng vạn thú bảo giám khí linh dung hợp có lợi cũng có hại ta không đề nghị ngươi làm như vậy nếu là có thể người tốt nhất khống chế vạn thú bảo giám chủ nhân, từ đó đem trong vạn thú bảo giám man thú đều khống chế trong tay của mình. Trương Nhược Trần không biết tai hại ở nơi nào, nhưng là tiếp thiên thần mục tri thức uyên bác, nếu nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị mang theo thanh thiên phù đồ tháp, rời đi càn khôn giới thời điểm, tiếp thiên thần mục lại nói, gần nhất, ta nhớ lại một số việc. Mười vạn năm trước, các đại tông môn cùng cổ giáo đều có một ít nhân kiệt ở trong kiếp nạn sống tiếp được, tiến vào trạng thái ngủ say. Nhưng là bọn hắn thánh hồn, tựa hồ là bị phương pháp đặc thù giữ đứng lên, đang chờ đợi thời cơ thức tình. Cái gì, Trương Nhược Trần trong đầu, ầm vang chấn động, bị tin tức này cả kinh tột đỉnh. Đột nhiên, nghĩ đến rất nhiều thứ, ngủ say, thánh hồn, Trương Nhược Trần nghĩ đến lưỡng nghi tông cổ thần Sơn, huyết thần giáo huyết thần tế đàn, âm dương hải chỗ sâu những viễn cổ thi hài bồng bềnh tại mặt biển đông cứng trong núi băng kia. Tại huyết thần tế đàn, Trương Nhược Trần thế nhưng là cùng 10 vạn năm trước huyết thần đại đệ tử huyết linh tiên, giao thủ qua. Lúc đó, Trương Nhược Trần chỉ cho là, đó là huyết linh tiên một đạo linh hư thể. Nhưng là nghe được tiếp thiên thần một kiểu nói này, Trương Nhược Trần trong đầu, hiện ra một đạo kinh khủng suy nghĩ. Vậy sẽ không là huyết linh tiên một đạo thánh hồn a à? Tại lưỡng nghi tông cổ thần Sơn, tựa hồ cũng có thể bảo tồn viễn cổ thánh hồn, làm thánh hồn bất diệt. Nếu là lúc trước, Trương Nhược Trần căn bản không tin, người đã chết, còn có thể phục sinh. Nhưng là thấy biết qua hỗn độn thời không liên lực lượng đằng sau, Trương Nhược Trần lại biết, chỉ cần nhục thân cùng thánh hồn vẫn còn, một lần nữa sống lại cũng không phải là việc khó. Tiểu Hắc không phải liền là dạng này sống lại, chẳng lẽ côn lôn giới các đại cổ giáo, tông môn, trung cổ thế gia, thật sẽ có rất nhiều tuyệt đại cường giả, sẽ thức tỉnh. Tại đại thế chiến loạn bay tán loạn này trở về, chương 1818 cầu cứu, 10 vạn năm trước, côn lôn giới thời kỳ cường thịnh huy hoàng nhất, chư thánh xuất hiện lấp lấp, người người như rồng, vượt qua chư thiên vạn giới, là cường đại nhất một giới. Coi như gặp phải đại kiếp, cũng không trở thành tất cả cường giả toàn bộ đều vẫn lạc, vậy quá không bình thường. Tựa như một chiếc ngao du thần hải cự hạp, cho dù bị đánh nát, bị đánh chìm, nhưng là tàn còn dư lại thân hạp, vẫn như cũng không thể khinh thường. Không phải những thuyền gỗ nho nhỏ kia có thể so sánh với. Chìm vào đáy nước thân hạp, liền muốn nổi lên mặt nước sao. Trương nhược trần tâm, thật lâu không thể bình tĩnh, cũng là một chuyện tốt, nếu là các đại cổ giáo, tông môn, thế gia, thật có một chút nhân vật không tầm thường, tái hiện thế gian, từ trong lịch sử đi ra như vậy côn lôn quật khởi cũng liền ở trong tầm tay không biết trương gia có hay không nhân kiệt sống sót trương nhược trần âm thầm suy đoán coi như trung cổ thời kỳ có một nhóm nhân kiệt không chết sẽ thức tỉnh số lượng cũng tương đương thưa thớt dù sao kinh lịch đại kiếp nạn có thể sống sót vốn cũng không nhiều theo côn lôn giới không ngừng khôi phục vương sơn tu luyện hoàn cảnh trở nên càng ngày càng tốt trong rừng mọc ra các loại chủng loại linh dược trong núi chảy xuôi thánh tuyền liền ngay cả chim rừng cùng thỏ rừng đều đản sinh ra linh tính có thể mở miệng nói chuyện, miệng nói tiếng người. Trong này tu luyện một năm, bù đắp được quá khứ 10 năm. Mà lại, thủ hộ Vương Sơn phòng ngự trận Pháp, đã bố trí xong, Trương Nhược Trần không còn e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Vô luận là thiên đình các giới, hay là địa ngục thập tộc, ai dám xông vào Vương Sơn, đều phải chết. Thế là, Trương Nhược Trần khắc lục xuống truyền tin Quang Phù, đưa tin cho Mộc Linh Hy, hỏi thăm nàng cùng Quảng Hàn giới tu sĩ Hạ Lạc. Nếu là có thể, Trương Nhược Trần muốn đem bọn hắn đều tiếp đến Vương Sơn chờ một khắc đồng hồ mộc linh hy đưa tin trở về ta tại mộc gia tổ địa phượng hoàng hồ nơi này là một chỗ thức tỉnh thánh thổ cổ tiền bối cùng phong tiền bối còn có quảng hàn giới chư thánh đều là trấn thủ ở đây hiện tại rất an toàn mộc linh hy truyền đến rất nhiều tin tức để trương nhược trần hiểu rõ đến tình trạng gần đây của nàng lâm phi trương thiếu sơ trương vũ hy quả thật là bị mộc linh hy tiếp đi đều tại phượng hoàng hồ trừ cái đó ra cổ tùng tử cùng tử phong tử từ nguyệt thần nơi đó được đến đại lượng thần niệm cùng thần hồn ngay tại bốn chỗ thu thập thánh dược chuẩn bị luyện chế một loại thiên phẩm thánh đan cùng một loại rượu xếp hạng cực cao tưởng muốn giúp quảng hàn giới tu sĩ nhanh chóng tăng cao tu vi quảng hàn giới cũng nghĩ tại trong loạn thế một lần nữa quật khởi đây là một cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thời đại trương nhược trần biết nguyệt thần sơn một trận chiến nguyệt thần không chỉ có đánh lui diễm thần nhị giáp huyết tổ các loại thần còn lấy đi bọn hắn hơn chín thành thần niệm cùng thần hồn gia nhập thần niệm có thể luyện chế tăng lên tinh thần lực thánh đan gia nhập thần hồn thì là có thể luyện chế, tăng lên tăng lên thánh hồn thánh đan. Mà lại, Nguyệt thần mượn đi khai nguyên lộc đỉnh thời điểm, ẩn ẩn lộ ra nàng chuẩn bị đi giết một tôn thần, một khi thành công, Quảng Hàn giới sẽ thu hoạch được liên tục không ngừng thần cấp dược liệu. Hai lão gia hỏa kia, ngược lại là từ Nguyệt thần nơi đó đạt được không ít chỗ tốt. Trương Nhược Trần đưa tin cho Mộc Linh Hy, hỏi thăm nàng còn cần cái nào thánh dược. Trong Vương Sơn, sinh trưởng ra đại lượng thánh dược, chủng loại phong phú, nói không chừng có thể giúp được bọn hắn. Cũng không lâu lắm, một viên truyền tin quang phù, khắc lục có một phần danh sách, truyền đến Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần đem danh sách giao cho một vị nữ thánh, để các nàng lập tức đi ngắt lấy. Quảng Hàn giới mặc dù xuống dốc, nhưng là vẫn như cũ có 3.000 thánh vương, trong đó không thiếu có tô cảnh cường giả như vậy. Bởi vậy, Trương Nhược Trần tạm thời không cần lo lắng an toàn của bọn hắn, chờ đến thu tập được đủ nhiều thánh dược, lại đi mộc ra tổ địa phượng Hoàng Hồ, thăm hỏi bọn hắn cũng không muộn. Đã qua lâu như vậy, theo lý thuyết, Mộ Dung Diệp Phong cùng Khổng Lan Du bọn hắn phái người đưa tới thần thạch, hẳn là đến mới đúng. Sẽ không ra ngoài ý muốn gì a? À? Trương Nhược Trần vừa mới hiện ra đạo suy nghĩ này, chân trời bay tới một đạo truyền tin quang phù. Đưa tay chộp một cái, đem quang phù thu nhập vào trong tay, hắn tìm đọc đứng lên. Trương Nhược Trần sắc mặt lập tức trầm xuống, "Điện hạ, thần thạch bị đoạt, ta bị một đám tu vi khá cường đại tu sĩ đánh thành trọng thương, hiện tại ẩn thân Đông vực thánh thành, bọn hắn ngay tại truy sát ta." là Mộ Dung Nguyệt truyền đến tin tức, trên truyền tin quang phù mang theo vết máu, đến cùng là ai dám cướp đoạt ta muốn thần thạch. Trương Nhược Trần lái kim bộ long liễn, lập tức khởi hành hướng Đông vực Thánh Thành tiến đến. Lần này, hắn chỉ mang theo mặc thật dày thánh giáp tà thành tử cho hắn lái xe. Tu sĩ khác toàn bộ đều lưu thủ Vương Sơn, việc này có chút quỷ dị. Trương Nhược Trần xếp bằng ở trong xe, suy tính các loại khả năng. Mộ Dung Nguyệt là sinh trưởng ở địa phương côn lôn giới tu sĩ, làm việc tương đương khôn khéo lại có hắc thị làm yểm hộ ai có thể chuyển xác phát hiện hành tung của nàng ai có thể biết nàng hộ tống chính là thần thạch trái lo phải nghĩ trương nhược trần cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt ở trên thân u thần điện trương nhược trần từng cho mộ dung diệp phong cùng khổng lan du truyền qua một lần tin tức nhưng lại bị u thần điện chặn được phong thành đạo đào tẩu về sau u thần điện cũng đã biết trương nhược trần rất vô cùng cần thiết thần thạch khẳng định sẽ trọng điểm giám thị mộ dung diệp phong cùng khổng lan du nhất cử nhất động thật đúng là thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận trương nhược trần lập tức đưa tin cho khổng lan du hỏi thăm người hộ tống thần thạch có hay không đến đông vực thật lâu đằng sau trương nhược trần cũng không có thu đến khổng lan du trả lời tin tức lan du đã từng là đại thánh coi như bất hủ thánh thân bị đánh nát tu vi vẫn như cũ khá cường đại u thần điện lợi hại nhất hai đại cao thủ thương long cùng nguyễn linh hẳn là cũng không phải là đối thủ của nàng trương nhược trần như vậy tự an ủi mình trầm mặc một lát trương nhược trần lấy ra một viên truyền tin quang phù khắc lục tin tức viên này truyền tin quang phù là truyền cho thánh thư tài nữ. Nạp lan cô nương, ta là Trương Nhược Trần, xin ngươi sử dụng thiên hạ kỳ cục, giúp ta tìm một chút khổng lan du vị trí. Mặt khác, ta muốn biết u thần điện thánh cảnh tu sĩ tung tích, càng kỹ càng càng tốt. Đa tạ,